Lão đại, thực sự không thoải mái ngươi thì ngủ một giấc, cái này có thể là cuộc đời của ta bí quyết meo, tỉnh lại sau giấc ngủ, sảng khoái tinh thần. Miu Miu yếu ớt đường. Chạy một vòng cũng được, ra điểm mồ hôi, Lam Hoàng ngu ngơ cười nói. Ta cảm thấy ăn một bữa cũng được, Tiên Tiên bay ra, duỗi ra tay nhỏ cánh tay, ôm lấy Lý Thiên Mệnh cổ, thân mật đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trên mặt của hắn. Tắm một cái, cũng được, Ngân Trần nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, bọn họ đều đi ra, nguyên một đám ngây thơ, chân thành nhìn lấy chính mình, bọn họ là thật đang hướng về mình bày mưu tính kế, giống như ngủ, chạy bộ, ăn cơm, tắm rửa những thứ này đơn giản dục vọng, thật có thể làm dịu trong lòng lo nghĩ giống như. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh thật đúng là bị hóa giải. Không phải là bởi vì ngủ chạy bộ, mà là bởi vì có bọn chúng làm bạn, trời thật là nóng huyết mà thuần túy bọn họ, là Lý Thiên Mệnh cả đời này bảo tàng lớn nhất. Các ngươi để cho ta cải biến vận mệnh, để cho ta theo trần thế đi tới nơi này tinh không vạn tộc chiến trường, chúng ta đều làm đến nhiều như vậy, có các ngươi tại, ta vừa lại không cần lo nghĩ tương lai đâu. Trước mắt mê vụ, vẫn là một dạng mê chướng, Lý Thiên Mệnh không có khả năng rộng mở trong sáng, nhưng tối thiểu nhất bởi vì bọn họ tồn tại, hắn tín niệm trong lòng biến đến vô cùng mãnh liệt, đó là như mặt trời một dạng hào quang rừng rực. Minh bạch liền tốt, có gà đại ca ta bảo kê ngươi. Người theo ở phía sau lăn lộn người đầu là được rồi. Huỳnh Hỏa duỗi ra vàng nhạt cánh nhỏ, ngữ trọng tâm trường an ủi. Lan, thật không biết xấu hổ a cái này tiểu hoàng gà. Tiểu Lý Tử, người không nên nản chí, về sau chỉ cần có Tiên Tiên ăn thịt, tuyệt sẽ không thiếu đi xương cốt của ngươi. Tiên Tiên cũng duỗi ra tay nhỏ, sờ lấy Lý Thiên Mệnh đầu, một mặt, di mẫu, nụ cười. Nghe ngoan ngoãn, có một loại chính mình thành, tiểu cầu cảm giác. Được rồi, ta lại có thể. Hắn cười cười, ánh mắt đã sớm biến hóa rất nhiều, biến đến càng cường nhận hơn, càng có niềm tin. Đông Hoàng cảnh chuyến đi, đối tinh không vạn tộc tới nói rất hèn mọn Lý Thị Thánh tộc, đem, nghịch thiên cải mệnh, làm tổ huấn, tại có hạn dưới điều kiện, tối thiểu tại Đông Hoàng cảnh sáng tạo ra huy hoàng, nghĩa phụ càng là dựa vào 14 năm cố tìm đường sống trong chỗ chết, tại phàm trần thế giới tách ra bát kiếp thiên phú, loại tinh thần này ý chí, mới là quý báu nhất tài phú. Nếu như nói Thái Dương đế tôn thành vận mệnh, nắm trong tay chúng ta, cái kia. Ta cùng hắn, cũng không thể tin mạng này. Hắn không chỉ là tin tưởng mình, cũng càng tin tưởng Lý Vô Địch. Hắn có thể làm được một lần nghịch phản, để cho chúng ta thuận lợi trốn tới, cũng có thể đối kháng, hắn sẽ không thua, chúng ta cũng sẽ không thua. Mang dạng này niềm tin, nghịch thiên cải mệnh, ý chí, thật sâu lạc ấn tại Lý Thiên Mệnh tinh thần cùng kiếp vòng bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Không sai, Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, cái này 6 cái chữ, biến đến đỏ tươi ướt át, phía trên mỗi một bút mỗi một hoa, cơ hồ đều đang chảy máu. Hiện tại Bách Nhân Trảm Vinh Diệu thuộc về hắn. Nói cách khác, tại hắn cùng Huỳnh Hỏa bọn họ nói chuyện đoạn thời gian này, hiển nhiên thì có rất nhiều truy đuổi huyết đồ người, hiện tại cải thành truy đuổi hắn. Hiện tại, hắn mới là nhất cấp thanh hư chiến trường bánh trái thơm ngon. Chỉ có kiên trì một ngày. Ta mới có thể lên tới cấp 2 thanh hư chiến trường, cùng lúc đó, đạt được huyễn thiên thần tộc khen thưởng. Như vậy, tới đi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt hừng hực, trên đó giận lửa đốt cháy. Hắn căn bản không có cùng huyết đồ một dạng, dựa vào không quy luật cao tốc chuyển di, mới tận khả năng tránh né đối thủ. Hắn thì đứng tại chỗ. Tới đi, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, để ta xem một chút lấy vô tận tinh không thần dị vạn tộc, đều có nào kỳ tài. Câu nói này phối hợp thời khắc này niềm tin, để hắn lộ ra cực kỳ bá khí. Giờ khắc này, Huỳnh Hỏa hóa thành dương cánh ngàn mét cự điểu, toàn thân luyện ngục hỏa, tại tràn đầy thương thiên cổ thụ trên đỉnh đầu chạy như bay, Miêu Miêu toàn thân lôi đình, du tẩu tại trong bóng tối, chậm rãi biến thành kinh khủng đế ma hỗn độn, Lam Hoang thân thể thì lóe ra so Lý Thiên Mệnh hồng quang còn muốn quang mang chói mắt, trầm thấp long ngâm xuyên thấu xương mù dày đặc, chấn nhiếp những cái kia ngay tại đánh tới vạn tộc các thiên tài. Tiên Tiên càng không cần phải nói, cái này khắp nơi đều có rừng rậm càng là ông trời của nó không sai chiến trường, nó đứng ở vạn trong rừng, là cao nhất cái kia mỗi thân cây cối, dạng này sương mù dày đặc hoàn cảnh, mọi người thậm chí rất khó phân biệt nó cùng chung quanh cây cối khác nhau. Lại càng không cần phải nói, 5 triệu ngân trần, sớm đã trải rộng chung quanh cây cối, đất đai, nham thạch, dòng sông bên trong, nắm trong tay hết thảy tầm mắt, càng là tùy thời đều có thể hóa thành sắt thép đại quân, quét sạch tứ phương. Mà Lý Thiên Mệnh bản thân, cái kia 9 đại thức thần trường kiếm liền không có che giấu qua,
như chín tòa thiên bi một dạng dựng đứng ở sau lưng của hắn, trực tiếp đâm trên mặt đất, dạng này làm nổi càng làm cho Lý Thiên Mệnh hào quang vạn trượng. Tiếp đó, mỗi một cái đi vào trước mặt ta vạn tộc thiên tài, ta cũng phải làm cho bọn họ sau lưng toàn bộ hằng tinh nguyên thế giới người, đều cái ở tên của ta. Trước đây, đã có 9 cái thế giới nhớ kỹ. Vừa mới, thứ 7 mặt trời cùng huyết ma địa ngục, khả năng cũng nhớ kỹ, dù sao huyết đồ là sự kiêu ngạo của bọn họ. Đến đón lấy trong một ngày, sẽ chỉ có liên tục không ngừng người tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, cùng bọn hắn đại biểu thế giới, cùng một chỗ nhìn vị này một người ngũ thú cửu kiếm kỳ tích. Ta tại huyễn thiên chi cảnh cùng Diệp Thần lần thứ nhất giao thủ trước, Diệp Thần thời điểm đó chiến tích, nghe nói là đánh bại 10 cái còn lại hàng tinh nguyên thế giới thiên tài, vậy nói rõ lúc ấy hắn cũng liền chỉ là vừa tiến nhất cấp thanh hư chiến trường trình độ, cùng ta hiện tại không sai biệt lắm. Thế hòa không phân thắng bại chi sau khi chiến đấu, mọi người nói hắn, oanh động, vạn tinh bầu trời chiến trường, kỳ thật bất quá là khoa trương thuyết pháp, hắn cũng chỉ là đánh bại một cái hoàn thành bách nhân trảm ra hỏa. Sau đó kiên trì qua một ngày, thăng nhập cấp 2 thanh hư chiến trường thôi. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh chỉ cần nay thiên thành công, hắn thì sẽ trực tiếp bắt kịp Diệp Thần tại vạn tinh bầu trời chiến trường tiến độ. Đương nhiên, đối tử diệu tinh người mà nói, có thể thăng nhập cấp 2 thanh hư chiến trường, xác thực tính toán tạo thành trình độ nhất định oanh động. Nói trắng ra là, vạn tinh bầu trời chiến trường rất dễ dàng khiến người ta sinh ra nhận biết phía trên, sai chỗ. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, cũng có chỗ sai chỗ. Trật tự tinh không quá lớn, hằng tinh nguyên số lượng đến cùng có bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng, ở trong đó còn có tuyệt đại đa số cùng trật tự chi địa một dạng, không có kiến tạo huyễn thiên chi cảnh. Dù là như thế, Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, đều có một loại hằng tinh nguyên thế giới, rất tiện nghi, khắp nơi đều là cảm giác. Vì thế sẽ có vẻ trật tự chi địa, tử diệu tinh loại địa phương này rất phổ thông. Thế mà thật phổ thông sao? Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, trật tự thiên tộc, tử tiêu đế cung, thần diệu hoàng triều, đây đều là siêu cấp thế lực bá chủ. Nếu như nói huyễn thiên chi cảnh, vạn tinh bầu trời chiến trường, là, ngắm nhìn bầu trời, đối vô tận vũ trụ tiến hành một trận trên tinh thần thăm dò, cái kia trật tự chi địa cùng tử diệu tinh, cũng là, làm ra làm chơi ra chơi. Thịt người thể nơi thân thế giới, đây mới thực sự là thế giới. Nếu như tại huyễn thiên chi cảnh danh chấn tinh không vạn tộc, thì cho là mình có bao nhiêu, cao đoan, nhưng thật ra là một loại sai lầm tư duy. Bởi vì vì thiên địa vũ trụ gần trong gang tấc, chỉ là huyễn thiên thần tộc sáng tạo một loại ảo giác, tại thế giới chân thật, tử diệu tinh là tử diệu tinh, trật tự chi địa là trật tự chi địa, thứ 7 mặt trời cùng huyết ma địa ngục, cái kia không biết ở nơi nào, có khả năng ngay cả ta khống chế cửu long đế táng, bay cả một đời cũng bay không đến. Đây mới gọi là hiện thực. Lý Thiên Mệnh nhận biết đến vô cùng rõ ràng. Hắn vui lòng đem vạn tinh bầu trời chiến trường, xem là một trận biểu diễn, mà không phải hiện thực. Đây cũng chính là Diệp Thần thăng nhập cấp 2 thanh hư chiến trường, liền bị tử diệu tinh tu luyện giả nhận định là, oanh động, nguyên nhân, sống ở hiện thực thế giới người, có khả năng nhìn lên đến tinh không thực sự quá nhỏ, trật tự tinh không rất lớn, có thể mỗi cái hằng tinh nguyên thế giới người, đều giống như bị vây ở một miệng lại một miệng trong giếng, căn bản ra không được. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh giờ phút này bao hàm nhiệt huyết, khao khát chiến đấu, nhưng hắn sâu sắc minh bạch, đây hết thảy đều là biểu diễn, thân thể của hắn tại tử diệu tinh, vậy hắn hết thảy, đều tại tử diệu tinh vẫn là tính mạng hắn bên trong rộng rãi thế giới, là một cái thế lực bá chủ. Tại huyễn thiên chi cảnh, người sẽ không chết, nhưng là tại tử diệu tinh, sẽ chết. Nói cách khác, chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường hết thảy, đều là vì tử diệu tinh, trật tự chi địa mà phục vụ. Ngắm nhìn bầu trời đồng thời, muốn là chân không thể dẫm tại trên mặt đất, tung bay quá hung ác, sớm muộn ngã chết. Hắn cầm đông hoàng kiếm, ngắm nhìn trên thân kiếm đường vân, hít sâu một hơi, chờ đợi lấy cái kế tiếp đối thủ đến. Mà tại tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong, làm Lý Thiên Mệnh, chữ đỏ, về sau, toàn bộ tử diệu tinh lại lần nữa sôi trào, huyễn thiên chi cảnh tràn vào thiên hồn lại lần nữa đầy ắp, lần này người quan chiến, so Diệp Thần, chữ đỏ, còn nhiều hơn. Đây là Lý Thiên Mệnh ngày đầu tiên tiến vạn tinh bầu trời chiến trường, hắn đã làm cho người ngạt thở. Mà lại, cùng Diệp Thần hoàn toàn khác biệt chính là, hắn càng bá khí, Diệp Thần còn dùng không quy luật di động với tốc độ cao đến tránh cho bị vây công, hắn lại lưu tại nguyên chỗ, bất động như núi, hoàn toàn là một người giữ ải vạn người không thể qua khí khái. Hắn đây là vô lễ, không biết vạn tinh bầu trời chiến trường sâu cạn, vẫn là khí độ cái thế.
Rất nhiều người mắt lộ ra vẻ chấn động, ào ào thảo luận. Chuyện thiên hạ đều lấy kết quả luận thành bại, nếu như hắn nay thiên thành công giết vào cấp 2 thanh hư chiến trường, vậy hắn cũng là khí độ cái thế, thiên hạ vô song, nếu như hắn thua, hắn cũng không biết trời cao đất rộng, tự đại làm bậy mất mặt thế hệ. Cái này cũng rất hiện thực. Tại kết quả không có công bố trước đó, đại đa số người không nóng nảy bình luận, chỉ là trừng to mắt, rửa mắt mà đợi. Đối thủ thứ nhất, xuất hiện, hết rồi. Hết thảy tiến hành rất nhanh. Làm cái thứ nhất kẻ đuổi giết đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt thời điểm, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu nhào tới, tại đối phương còn không có gặp Lý Thiên Mệnh thời điểm, liền bị lôi hỏa oanh tạc diệt vong. Tiếp đó, người càng ngày càng nhiều. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Cái thứ mười, thứ mười một cái. Nếu như hắn không di động, hắn tại một ngày này bên trong đụng phải đối thủ, có thể là Diệp Thần gấp trăm lần trở lên, ta nhớ được Diệp Thần lúc ấy dựa vào tốc độ, hất ra rất nhiều đối thủ, cũng liền giết 10 cái cản đường người. Đúng, giết 17 cái. Vậy hắn cái này chẳng phải là muốn hơn ngàn A, nhất cấp thanh hư chiến trường có nhiều người như vậy. Tuyệt đối có, nhất cấp thanh hư chiến trường là người nhiều nhất. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta vẫn là muốn nói một câu. Cái này Lý Thiên Mệnh so Diệp Thần bá khí gấp một vạn lần, hắn là hắn gặp qua duy nhất tại vạn tinh bầu trời chiến trường dám làm như vậy người. Huynh đệ đừng chém gió nữa, vạn tinh bầu trời chiến trường chiến đấu, người chưa có xem mấy lần. Ha ha, Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh vô cùng náo nhiệt, mà Lý Thiên Mệnh càng là giết đến thống khoái. Tại cái này nhất cấp thanh hư chiến trường, huyết đồ có thể hoàn thành bách nhân trảm, điều này nói rõ thực lực của hắn ở chỗ này là đỉnh cấp. Đằng sau tới kẻ đuổi giết, đại đa số đều là Diêu Mễ Mễ các nàng cái kia mức độ. Bọn họ muốn là cùng đi còn tốt, nguyên một đám đuổi theo, Lý Thiên Mệnh đều chưa hẳn có cơ hội xuất thủ, dù sao tinh tướng thần cảnh 8-9 giai hai bên, ở trước mặt hắn thực sự không đáng chú ý. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm một phân thành hai. Lần này chất đống 10 cái kẻ đuổi giết, bọn họ đều đến từ khác biệt hàng tinh nguyên thế giới, nguyên một đám vô cùng kỳ quặc. Nhưng chỉ cần ngoi đầu lên, Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú cửu kiếm, thì lấy vô cùng hung ác phương thức, một đường chặt đầu. Phốc phốc phốc, nguyên một đám đầu bay ra ngoài. Đoạt mệnh ngân long hiệu suất nhanh nhất, trên dưới lăn lộn, có người còn vừa nhìn đến Lý Thiên Mệnh, ở ngực liền để đoạt mệnh ngân long trực tiếp xuyên thủng. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần, tạo thành một cái chiến đấu khu vực, lấy Tiên Tiên làm trung tâm, Lam Hoang vì trùng kích, Ngân Trần trưởng khống tầm mắt. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu làm hỏa lực cùng thu hoạch, lại từ Lý Thiên Mệnh một người cửu kiếm trở thành đại sát khí, những thứ này còn không bằng huyết đồ đối thủ, tuyệt đối tới một cái, chết một cái. Lý vô địch sự tình, vẫn là để Lý Thiên Mệnh tâm lý đọng lại không ít oán khí. Lúc này thời điểm đi lên người, thì phải thừa nhận hắn tức giận trong lòng. Chết! Phốc phốc phốc! Bị hắn chém giết người càng ngày càng nhiều. Đồng thời trên chiến trường người, nhiều nhất thời điểm tối thiểu có 30 người vây công hắn, lại bị vạn kiếm thần niệm bạo giết đi qua tách ra trận hình, một cái nữa cái chu sát. Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, cửu kiếp thức thần, còn có 5 cái cộng sinh thú. Đây là ai a? Rất nhiều người đều bị sợ choáng váng. Tại vạn tinh bầu trời chiến trường ra bày ra chính mình chưa từng nghe qua người, cái kia không thể bình thường hơn được, dù sao tại mỗi người hằng tinh nguyên thế giới, tất cả mọi người là ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Bọn họ duy nhất hiểu rõ tinh không vạn tộc cửa sổ, chính là mình thế giới tham chiến đại biểu thị giác. Cái này gọi Lý Thiên Mệnh quá mạnh, hắn trước kia tuyệt đối không có xuất hiện tại vạn tinh bầu trời chiến trường. Tử Diệu Tinh đến cùng là địa phương nào, cấp bậc gì hằng tinh nguyên văn minh, vậy mà có thể sinh ra loại nhân vật này. Khả năng này cũng là thiên địa vũ trụ trung tâm thế giới cường giả sao. Chúng ta thanh sùng giới đệ nhất thiên tài, vậy mà ngăn không được hắn một kiếm. Một cái Lý Thiên Mệnh. Để rất nhiều người đối Tử Diệu Tinh khái niệm đều cải biến. Tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh cho rằng, Tử Diệu Tinh tuyệt đối không tính là cái gì trung ương thế giới thiên tài, bằng không mà nói, hắn khống chế Cửu Long Đế Táng không có khả năng nhanh như vậy liền đạt tới nơi này. Một ngày thời gian, qua được thật nhanh. Bởi vì nhất cấp thanh hư trên chiến trường người, là bất quy tắc phân bộ ở trong đó, mà Lý Thiên Mệnh, chữ đỏ, cũng muốn tới gần hắn nhất định phạm vi mới có thể nhìn đến, cho nên dù là hắn lưu tại nguyên chỗ, cùng một thời gian giết tới người cũng sẽ không quá nhiều. Có Ngân Trần nắm trong tay tầm mắt, cho dù có người muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau đều không được, không có đối thủ thời điểm, Lý Thiên Mệnh chủ động giết ra ngoài,
đem chung quanh ẩn núp tìm ra, tại chỗ tru sát. Dù sao huyễn thiên chi cảnh nội sát người không cần có gánh nặng trong lòng. Đến a, còn có hay không? Đến, huyễn thiên chi cảnh không có có máu, cho nên trận này cuộc chiến đấu đánh xong, thi thể đều không có, cũng chỉ có chung quanh thế giới, biến đến một mảnh hỗn độn, xanh biếc chất lỏng khắp nơi đều là. Như Lý Thiên Mệnh mong muốn. Quả nhiên, tối thiểu có hơn ngàn cái hằng tinh nguyên thế giới người, sâu nhớ kỹ ở hắn. Hắn tại vô số xa xôi thế giới tạo thành oanh động. Làm hắn lấy nghiền ép giống như tư thái, kiên trì qua sau một ngày, Tử Diệu Tinh Lâm vào tương đương với hắn đánh bại Diệp Thần một khắc này trong điên cuồng. Liền rất nhiều thần diệu hệ người, đều vì này cảm thấy kiêu ngạo. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lần nữa kiên cố Tử Diệu Tinh tu luyện giả đối với hắn cuồng tín đầu ngửa. Đương nhiên, hắn giết người xong sau mờ mịt tứ phương, giờ này khắc này, hắn chỉ để ý phần thưởng của mình là cái gì. Một ngày thời gian vừa đến, thì chứng minh Lý Thiên Mệnh đã thành công. Đằng sau còn có kẻ đuổi giết đến, do dự nửa ngày đang chuẩn bị động thủ đâu, cơ hội liền đã bỏ qua. Chung quanh còn lại mấy người này, cùng bọn hắn sau lưng hằng tinh nguyên thế giới cùng một chỗ, vô cùng yên lặng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, thật lâu nói không ra lời. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh biến mất tại bọn họ trước mắt. Cái này mang ý nghĩa vừa tới nhất cấp thanh hư chiến trường một ngày hắn, giờ phút này đã thăng hướng cấp 2 thanh hư chiến trường. Theo nhất cấp thanh hư chiến trường, tấn thăng, cơ chế, liền có thể nhìn ra hai cái chiến trường khác nhau. Có loại này cơ chế sàng chọn xuống cấp 2 thanh hư chiến trường vạn tộc thiên tài, mức độ lại so với nhất cấp thanh hư chiến trường cao rất nhiều. Càng kinh khủng chính là, thanh hư chiến trường hết thảy có cấp 9. Nếu như mỗi một cấp tấn thăng cơ chế đều là như vậy, cái kia Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng, cấp 9 thanh hư chiến trường nơi đó vạn tộc đỉnh phong thiên tài, lại là cái gì quang cảnh. Đương nhiên, thanh hư chiến trường giới hạn tuổi tác là 100 tuổi trở xuống. Như máu đầu loại này cao nữa là 30 tuổi, bọn họ số tuổi này cùng 100 tuổi thiên tài, có không ít cảnh giới khác biệt rất bình thường. Chí ít Lý Thiên Mệnh tại nhất cấp thanh hư chiến trường đụng phải, đại đa số đều là 50 tuổi trở xuống. Điều này nói rõ, 100 tuổi phía dưới, ở độ tuổi này khoảng cách tuy nhiên chỉ có 100 năm, nhưng cùng các loại thiên phú dưới, bởi vì tuổi tác chênh lệch hình thành chênh lệch cảnh giới sẽ rất lớn. Dựa theo Lý Thiên Mệnh tính ra, rất có thể 30 tuổi trở xuống người đồng lứa, sẽ tập trung ở 4 cấp thanh hư chiến trường trở xuống. Mà cái kia cao nhất cấp 9 thanh hư chiến trường, nhìn ra không có 80 tuổi nghỉ muốn đi lên. Trật tự tinh không bên trong, tất cả nắm giữ huyễn thiên chi cảnh hằng tinh nguyên thế giới. 100 tuổi phía dưới người tuổi trẻ đỉnh phong chi địa cũng là cấp 9 thanh hư chiến trường, có thể ở lại nơi đó, trên cơ bản đều là trật tự tinh không vô tận hằng tinh nguyên thế giới trí cao thiên phú, mà lại tuổi tác nhất định phải tiếp cận 100 tuổi. Thiên phú, tuổi tác, cùng một chỗ tiếp cận giá trị cực hạn, mới có thể lưu tại cực hạn chi địa. Như thế xem ra, chỉ là cái này thanh hư chiến trường đối Lý Thiên Mệnh khiêu chiến, vậy cũng là khá cao. Nhất cấp thanh hư chiến trường chỉ là cơ sở. Dù là chỉ ở một trời, Lý Thiên Mệnh liền đã tương đương hướng tới, tầng cao hơn thanh hư chiến trường. Tấn thăng chi chiến kết thúc thời khắc, một cỗ thanh sắc quang mang đem Lý Thiên Mệnh bao phủ. Trước mắt quang ảnh biến hóa, hắn cảm giác mình lưu tại nguyên chỗ, có thể chỗ nơi thân thế giới, lại sửa lại một lần. Ông! Quang ảnh tránh ra, hắn vậy mà xuất hiện ở một tòa thanh sắc trong điện phủ. Cung điện này cổ lão mà nghiêm túc, bốn phía có rất nhiều vân vụ. Bao lơn bên trên có rất nhiều bích họa. Bích họa bị vân vụ bao phủ, tồn tại nhưng lại thấy không rõ lắm. Hắn tồn tại ý nghĩa, cũng là hướng Lý Thiên Mệnh triển lãm huyễn thiên thần tộc cảm giác thần bí. Cung điện chính giữa có một cái cầu thang đá. Trên bệ đá trưng bày một cái thanh sắc pha lê bóng. Cái này rõ ràng cũng là Lý Thiên Mệnh phần thưởng lần này. Đây là hắn tại vạn tinh bầu trời chiến trường, lấy được phần thứ nhất khen thưởng. Lại là cái gì? Hắn liền bước chân đi tới. Trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện tại cái kia cầu thang đá bên cạnh, dùng bàn tay của mình nhặt lên cái kia thanh sắc pha lê bóng. Không ngoài dự liệu đây là một loại truyền thừa kết giới. Như vậy, phần thưởng của ta hẳn là chiến quyết, hoặc là công pháp. Đây là huyễn thiên chi cảnh nội bị so sánh phổ biến khen thưởng. Loại này không phải vật thật khen thưởng thiên hồn liền có thể tiếp nhận, thuận tiện rất nhiều. Mọi người trong truyền thuyết huyễn thiên thần tộc dùng tinh hải thần hạm vận chuyển khen thưởng, đó là cao đoan chiến trường mới có thể xuất hiện tình huống. Lý Thiên Mệnh thông qua thiên hồn cảm giác, đi mở ra phần thưởng này.
hắn thiên hồn bị cái này thanh sắc pha lê bóng cho hút thu vào, trong nháy mắt đạt tới một cái tân thế giới. Đây là truyền thừa kết giới thế giới, cùng loại Đông Hoàng kiếm bên trong không gian. Vù vù, phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh đủ mọi màu sắc biển hoa. Hoa mùi thơm khắp nơi, tiếng chim từng trận, quả thực làm cho người say mê. Ông, Lý Thiên Mệnh vừa lúc tiến vào, thì có một trận cuồng gió thổi tới. Trong lúc nhất thời, hoa tươi bay khắp nơi múa, dâng trào thượng thiên, ước vạn biển hoa ở trên trời hội tụ, lại hình thành một đầu hoa sông dài. Cái quỷ gì? Như Lý Thiên Mệnh dạng này cương mãnh nhân vật, lại ban cho loại này có, hoa tươi, ký hiệu chiến quyết, phù hợp a. Hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên đất bằng lên sát cơ. Cái kia hội tụ thành sông dài hoa sông chảy mãnh liệt huy động, rõ ràng là từng đóa hoa tươi, vung vẩy lúc thức dậy lại hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, chiến quyết tên các loại tin tức, cũng tuôn hướng Lý Thiên Mệnh. Bảy cảnh thần quyết, thần nữ tán hoa, tổng cộng chia làm thành hai chiêu, chiêu thứ nhất gọi, lưỡng tình tương duyệt, chiêu thứ hai gọi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Là một loại roi pháp. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cái này ban thưởng gì a? Lưỡng tình tương duyệt, lại ân đoạn nghĩa tuyệt. Người không biết, còn tưởng rằng đang làm gì đây? Cười về cười, không qua nét mặt của hắn nhưng càng nhìn là nghiêm túc. Đó là bởi vì cái này, thần nữ tán hoa, uy lực thật đúng là rất hung mãnh, xem ra ôn nhu, trên thực tế cương mãnh thô bạo. Cái kia hội tụ vì hoa sông chảy hoa tươi vung vẩy ra ngoài, hóa thành đầy trời hoa ảnh, biến ảo vô cùng. Loại uy lực này, coi như tại bảy cảnh thần quyết bên trong, đều tính toán rất mạnh. Cũng được đi, dù sao đây chỉ là tấn cấp cấp 2 thanh hư chiến trường khen thưởng, không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Mà lại huyễn thiên chi cảnh khen thưởng. Bản thân thì có hạn chế, đại đa số đều khó có khả năng trực tiếp khen thưởng vật thật. Thật chính muốn có được vật gì tốt, cái kia chỉ sợ đến đi lên. Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ, lưỡng tình tương duyệt, ân đoạn nghĩa tuyệt, thêm chút lĩnh ngộ, tâm lý liền có chút đếm. Đây thật ra là một môn ngụy trang năng lực 10 phần mạnh sát chiêu, hoa tươi chỉ là biểu tượng A, nếu như dùng đoạt mệnh ngân long thi triển, rất có thể sẽ trở thành sát chiêu của ta, tiên tiên cũng có thể thô sơ giản lược sử dụng. May mắn thi triển thời điểm, không cần hô lên chiêu thức tên, không phải vậy thì mất mặt. Thử nghĩ một hồi Lý Thiên Mệnh động thủ thời điểm, bỗng nhiên hô một tiếng, lưỡng tình tương duyệt, một hồi lại hô, ân đoạn nghĩa tuyệt, vạn một đối thủ là cái nam, người vây xem còn cho là bọn họ có cố sự đây. Hắn theo thanh sắc pha lê bóng bên trong đi ra, cung điện này hết thảy thì ầm vang tiêu tán. Vù vù, trước mắt khói xanh lượn lờ, cảnh vật biến hóa. Chỉ chốc lát sau về sau. Lý Thiên Mệnh lơ lửng tại xanh lục bát ngát sắc biển cả phía trên. Cái này biển cả rất là tanh hôi, có điểm giống là nhất cấp thanh hư chiến trường cây cối chất lỏng, ngửi nhiều một hồi có thể khiến người ta sắc mặt tím xanh. Tựa như nước này bên trong khả năng tồn tại rất nhiều chết đi cá biển, vỏ sò giống như. Tuy nhiên nơi này cùng nhất cấp thanh hư chiến trường không sai biệt lắm, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là xác định, nơi này là cấp 2 thanh hư chiến trường. Thăng cấp. Hôm nay đủ rồi. Từ từ sẽ đến, trở về suy nghĩ cửu long thiên kiếp kiếm quan trọng. Mới vừa ở cái này cấp 2 thanh hư chiến trường đặt chân, Lý Thiên Mệnh liền định rút lui trước. Hắn tại vạn tinh bầu trời chiến trường chinh chiến, rất lớn mục đích đúng là chinh phục Tử Tiêu đế cung. Loại này chinh phục đến từng cơn sóng liên tiếp, không cần thiết duy nhất một lần liều chết. Tuần hoàn từng bước, lần lượt sáng tạo kỳ tích, thường cách một đoạn thời gian oanh động một lần, đó mới là thu phục nhân tâm thủ đoạn. Muốn đem khẩu vị của bọn hắn dưỡng kén ăn, về sau hưng phấn điểm thì cao. Muốn đạt được địa vị, phải dùng một số thủ đoạn. Vừa rồi chữ đỏ một đoạn thời gian, muốn là rời đi vạn tinh bầu trời chiến trường, là sẽ bị triệt tiêu chữ đỏ, đồng thời nửa năm không được lại đi vào. Cho nên, trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường người đều sẽ kiên trì đến khiêu chiến kết thúc. Trở về. Ở chỗ này trở về hiện thực thế giới, muốn phiền toái một chút. Hắn thiên hồn trước tiên cần phải thoát ly vạn tinh bầu trời chiến trường, trở lại từ diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Ông, Lý Thiên Mệnh xuyên thẳng qua bầu trời thông đạo, về tới huyễn thiên chi nhãn. Đứng tại cái này màu phát sáng hồ điệp trên đỉnh đầu, ngóng nhìn cái này dị độ ký ức không gian, hết thảy thần diệu còn tại. Lý Thiên Mệnh chìm vào, hồ điệp, bên trong, trở lại huyễn thiên chi cảnh, cúi đầu xem xét, liền có thể nhìn đến phía dưới toàn bộ thế giới, vẫn chỗ đang sôi trào bên trong. Khắp nơi đều là vì chính mình mà kiêu ngạo tự hào tử diệu tinh nhân dân.
Đây chính là Lý Thiên Mệnh muốn nhìn đến hình ảnh. Về nhà. Có người nhà địa phương cũng là nhà. Cho nên với hắn mà nói, Tử Chân Tinh Thành, cũng là bọn họ hiện tại nhà. Huyễn Thiên Chi Cảnh, bên Hồ Tiểu Trúc. Làm Lý Thiên Mệnh bóng người theo cái kia tràn đầy khói xanh thế giới biến mất thời điểm, trước mắt hình ảnh cũng ảm đạm xuống. Ba ba. Thân mặc hắc bào Trấn Quốc Đế Soái vỗ tay, nói, chém giết hơn 1.000 người, một người đã đủ giữ quan ải, không ai cản nổi, bá khí lên phía cấp 2 thanh hư chiến trường, tối thiểu oanh động thiên tinh. Cái này bá lực cùng thực lực, so ngươi lần trước mạnh hơn nhiều. Có thể dự thấy chúng ta thần diệu hệ người trẻ tuổi, đều có thể bị hắn tin phục. Tại bên cạnh hắn, hai người trẻ tuổi đứng được rất tới gần. Hình ảnh biến mất về sau, bọn họ liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương ánh mắt phức tạp. Không hề nghi ngờ bọn họ đã nhận lấy áp lực cực lớn. Hắn trước kia rất điệu thấp, gần nhất cố ý cao điệu. Thần dụ công chúa cắn cắn môi đỏ, ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Đúng, hắn cần chinh phục Tử Tiêu Đế Cung, hắn biết rõ biết cần cải biến phong cách. Trấn Quốc Đế Soái nói. Sau khi nói xong, hắn vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói, ngươi đã từng là Tử Diệu Tinh kỳ tích, hiện tại danh tiếng bị che lại, thật tốt suy nghĩ một chút con đường sau này đi, đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy, ta cho rằng ngươi không kém hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Làm hắn cúi đầu thời điểm, ánh mắt nhiều ít có chút u ám. Đó có thể thấy được, hắn trong khoảng thời gian này, thật đả kích rất lớn. Đã từng cái kia ánh sáng mặt trời, bất cần đời tư thái, đã sớm tan thành mây khói. Tử Tiêu Đế Cung, Tử Chân Tinh Thành. Lý Thiên Mệnh ở trên trời vị trong kết giới mở mắt. Cái này mang ý nghĩa hắn đã theo Huyễn Thiên Chi Cảnh trở về. Vừa mới mở mắt thời điểm, liền nhìn đến một chương tinh điêu tế trác gương mặt đang ở trước mắt. Nàng cái kia lóe huỳnh quang mắt to đang theo dõi Lý Thiên Mệnh nhìn, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tỉnh, khuôn mặt nàng lập tức một đỏ, nói, ca ca, ngươi trở về á. Tốt ngươi cái linh nhi, thừa dịp ta tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, ngươi đây là muốn lặng lẽ khinh bạc ta. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp thân thủ bao quát, vòng lấy eo thon của nàng, đem nàng lôi kéo ngồi vào trong lồng ngực của mình. Một bàn tay như túc chim về tổ, xe nhẹ đường quen, trực tiếp trưởng khống. Ấy, buông tay, bên ngoài thật nhiều người đây. Khương Phi Linh mặc dù nói như thế, có thể khuôn mặt vẫn là dán tại bộ ngực hắn, tiếng nói cũng giống như mũi kêu, hoàn toàn nghe không ra là tại cự tuyệt. A, à, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, lại bưng lấy khuôn mặt của nàng, trên dưới nhìn một chút, kinh hỉ nói. Linh Nhi, cho tới hôm nay ngươi đều gần 16 A. Trên cơ bản cùng trước kia không sai biệt lắm, khặc khặc. Ngươi đừng như vậy cười tốt a, nghe cùng nhân vật phản diện giống như. Khương Phi Linh vươn tay, thật sâu nắm một chút khóe miệng của hắn. Trưởng thành, thật tốt. Lý Thiên Mệnh tế sổ một chút tu di giới chỉ bên trong khoái lạc tiểu cầu, rất tốt, toàn bộ đều đã vào chỗ. Ngươi sao hư hỏng như vậy đây? Đón hắn cái này nóng bỏng ánh mắt, Khương Phi Linh chỉ có thể cúi đầu xuống, tâm lý bịch bịch nhảy. Vừa rồi người cứng ngắc, giờ phút này đều mềm mại rất nhiều. Nàng cảm giác mình tựa như là một cái không có xương cốt sinh vật, cứ như vậy oa ở trên người hắn. Trọng sinh mấy tháng này, mỗi ngày đều tại lớn lên, thân thể phát dục tốc độ là bình thường gấp 10 lần, mỗi thời mỗi khắc biến hóa đều rất rõ ràng. Nàng cảm giác mình giống như là đang nhanh chóng thành thục, chuẩn bị trở thành Lý Thiên Mệnh một trận chờ đợi đã lâu thịnh yến. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng chính nàng cũng cho rằng, bọn họ sớm nên đi đến một bước này. Khoảng cách, thê tử của hắn, cũng chỉ thiếu kém một trận hôn lễ. Buông lỏng. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ gương mặt của nàng. Bên ngoài chính ồn ào đây, còn nhiều người muốn gặp hiện tại Lý Thiên Mệnh, hắn coi như thiếu niên nhiệt huyết phương cương, mà nàng đã, gào khóc đòi ăn cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này. Ân. Khương Phi Linh gật đầu. Nàng đang suy nghĩ a, nếu thật là lúc này, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao sinh tử gắn bó đều đã lâu như vậy, thậm chí còn trải qua sinh ly tử biệt, nếu như không phải trọng sinh thời điểm chính mình điều kiện không thành thục, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nàng cũng cần dùng một số phương thức, đi triệt để chứng minh chính mình thuộc về hắn, mà hắn cũng thuộc về chính mình. Hai người liếc nhau, ánh mắt kia thật sự là củi khô lửa bốc. Loại này nồng đậm thích, người nào cũng đỡ không nổi. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, đem nàng thả trên mặt đất. Theo thân cao phía trên nhìn nàng cũng, lớn lên, có thiếp thân điều giáo về sau,
dáng người của nàng thậm chí so trước kia càng thêm uyển chuyển. Hắn đem Khương Phi Linh ôm vào trong lòng, sau đó buông ra hướng mặt ngoài mà đi. Bởi vì hắn tại vạn tinh bầu trời chiến trường biểu hiện rất cao, hiện chờ hắn ở bên ngoài quá nhiều người. Ca ca, nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, nàng trong hai mắt cái kia đen bóng trong đôi mắt tràn đầy thâm tình cùng quyến luyến. Nàng nhìn đến càng thâm trầm, không biết cái gì thời điểm, một cỗ màu xanh lam tràn ngập chiếm hữu nàng con ngươi màu đen. Có như vậy trong nháy mắt, nàng một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu xanh lam. Đây là một loại băng lãnh, vĩnh hằng nhan sắc, biến hóa sau khi hoàn thành, nàng cả người khí chất đều tại đi hướng một loại trí cao vô thượng, lạnh lùng. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên quay đầu. Một sát na này, trong mắt nàng băng lam trong nháy mắt tiêu tán, màu đen trong suốt trong mắt một lần nữa trở về. Cái này khiến nàng vừa mới vẻ mặt cứng ngắc, cũng rất nhanh chuyển thành mỉm cười. Khương Phi Linh lung lay đầu, để cho mình thanh tỉnh một số, sau đó nàng hỏi lại, làm sao vậy, ca ca? Thiểm Linh Thiên Dực dùng như thế nào? Quen thuộc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã quen thuộc, nếu như ta muốn chạy, người cũng bắt không được ta nha. Nàng rất có lòng tin nói. Được a, quay đầu chơi một chút bắt mê tàng, người nếu như bị ta bắt ở, vậy liền hắc hắc hắc. Đứa ngốc! Khương Phi Linh hé miệng mỉm cười, nàng không có chút nào bài xích Lý Thiên Mệnh, xấu, bởi vì nàng biết, chỉ có chính mình có thể hưởng thụ loại này, xấu. Lý Thiên Mệnh lúc này mới quay người rời đi, hồn nhiên không biết sau lưng cô nương kia hai mắt, lại lần nữa để màu băng lam xâm nhiễm. Ca, ca! Nàng băng lãnh lại mờ mịt, cúi đầu xuống nhìn lấy vạt áo của mình. Cái kia lộn xộn chỗ, vẫn còn lưu lại cái này rời đi hơi thở nam nhân. Tử Chân Tinh Thành bên ngoài. Làm Lý Thiên Mệnh từ bên trong lúc đi ra, hắn bất ngờ phát hiện vạn Lý Tinh Thành mấy chục triệu người, đều xuất hiện tại hắn trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt bên trong đều là người. Oanh! Hắn vừa xuất hiện, vạn Lý Tinh Thành liền lâm vào sôi trào bên trong. Chỉ cần thấy được những người tu luyện, đều lấy phân chân ánh mắt, nhìn lấy cái này vì Tử Diệu Tinh mang đến vinh diệu thiếu niên thiên tài. Ngay tại vừa mới, hắn oanh động thiên tinh. Mọi người ở đây, ngoại trừ nguyên nguyên tinh động bên ngoài, đều không có tránh thức đi qua còn lại hàng tinh nguyên thế giới. Đối bọn hắn tới nói, oanh động thiên tinh chính là Tử Diệu Tinh lịch sử cũng không có xuất hiện qua huy hoàng. Việc này, quá kỳ tích. Thiên Mệnh Tinh Vương. Trong lúc nhất thời, cái này chấn thiên động địa gieo hò, đụng vào Lý Thiên Mệnh, tràn vào Tử Chân Tinh Thành, để phía sau hắn kiến trúc đều đang rung động. Bọn họ quá cuồng nhiệt. Thậm chí ngay cả Lý Thiên Mệnh đều đánh giá thấp hắn tại vạn tinh bầu trời chiến trường sáng tạo hết thảy có khả năng đưa tới phản ứng. Tử Diệu Tinh vinh diệu, đối với hắn người ngoài này tới nói cảm giác rất hư. Nhưng đối với sinh trưởng ở chỗ này Tử Diệu Tinh tu luyện giả tới nói, đây là mệnh. Lý Thiên Mệnh để bọn hắn cho rằng, sinh mệnh của mình càng có ý nghĩa. Đồng dạng là tấn thăng cấp 2 thanh hư chiến trường, Diệp Thần phương thức quá mức phổ thông, bắt đầu so sánh tẻ nhạt vô vị. Dầm dầm dầm. Để Lý Thiên Mệnh đồng dạng phấn chấn sự tình phát sinh. Chúng sinh thần ý. Theo cái này mấy chục triệu tử tiêu đế cung tu luyện giả thần ý bên trong, phân ra một bộ phận bọn họ đều nhìn không thấy sương mù màu trắng, đang theo lấy Lý Thiên Mệnh đế hoàng thần ý vọt tới. Đây là chúng sinh tuyến ký kết bước đầu tiên. Chỉ muốn tiếp tục nữa, một ngày nào đó, lực lượng của bọn hắn có thể cùng Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Mệnh Hoàng Triều chúng sinh một dạng, vì Lý Thiên Mệnh sử dụng. Đây là vô cùng lớn kinh hỉ. Điều này nói rõ Lý Thiên Mệnh tại Tử Tiêu Đế Cung, đã làm được hắn tại Thanh Vân Đại Lục cùng Hiên Viên Long Tông đều không làm được một bước. Dù sao, Thanh Vân Đại Lục hắn không có lộ diện, mà Hiên Viên Long Tông nhất chiến, mọi người càng lớn tín ngưỡng, còn là cho Cửu Long Đế Tôn cùng 100.000 Long Hoàng. Ong ong! Cái này gần trong gang tấc chúng sinh thần ý, từ Tử Tiêu Đế Cung tu luyện giả thần ý bên trong bốc lên mà ra, mấy chục triệu hội tụ cùng một chỗ. Dù là đối mỗi người tới nói, loại này chúng sinh thần ý nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy, đến Lý Thiên Mệnh trên thân, đều là có thể thúc đẩy cảnh giới trưởng thành quan trọng. Tiếp tục như vậy, chúng sinh tuyến thật sự có cơ hội. Một khi ta có thể tại Tử Diệu Tinh vận dụng chúng sinh lực lượng, vậy ta thật là mãnh liệt. Hắn đã từng mục tiêu là Thái Dương Vạn Tông, vạn vạn không nghĩ đến, hắn dựa vào vạn tinh bầu trời chiến trường chiến tích, có thể thông qua, vinh diệu, cùng Tử Tiêu Đế Cung tu luyện giả đi được thêm gần. Đương nhiên, tôn trọng lẫn nhau là tiền đề. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh mục tiêu, không thể nghi ngờ càng thêm kiên định.
Tiếp tục thật lâu, bọn họ mới phát tiết xong trong lòng đối Lý Thiên Mệnh kinh ý. Sau lần này, bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt càng thêm nồng đậm, trong đó có rất nhiều năm đại tinh thần vương tộc người trẻ tuổi. Chúc mừng Thiên Mệnh tinh vương. Từ thần quy lão tổ cùng cung hùng dẫn đầu, rất nhiều trưởng bối cũng đến chúc mừng. Cái này chứng minh Lý Thiên Mệnh biểu hiện, đồng dạng đạt được cao tầng tán thưởng. Trong đó còn có một vị Lý Thiên Mệnh không tưởng tượng được nhân vật, cái kia chính là Kim Loan vương tộc Huyền Loan tinh vương. Thiên Mệnh tinh vương tại vạn tinh bầu trời chiến trường biểu hiện, thực sự gọi người tâm phục khẩu phục. Huyền Loan tinh vương nói, hắn là Kim Loan vương tộc nhân vật trọng yếu, hắn, phải chăng đại biểu Kim Loan vương tộc ý tứ. Còn phải cảm tạ Huyền Loan tinh vương khẳng khái, mới khiến cho ta có cơ hội này. Lý Thiên Mệnh khách khí nói, chút lòng thành, về sau có cùng loại nhu cầu, cứ việc cùng ta sách. Huyền Loan tinh vương nói, đa tạ. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh mục đích, ở một mức độ nào đó đạt đến. Năm đầu mỏ quặng còn không phải ngân trần cực hạn. Lý Thiên Mệnh còn có cần hướng Huyền Loan tinh vương mở miệng địa phương, lúc này hắn chủ động phối hợp, nói rõ chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường xác thực tác dụng to lớn. Có lẽ thật như Tử Yên tinh vương nói, bọn họ năm đại tinh thần vương tộc, đều có thể nhìn đến ta tác dụng lớn nhất, mà không phải chấp nhất tại đấu tranh nội bộ. Đáp án này, cần thời gian đi nghiệm chứng. Được rồi, đều đừng quấy rầy Thiên Mệnh tinh vương tu hành, rút lui đi các vị. Thần quy lão tổ mở miệng. Cái này mấy chục triệu ôm lấy kính ý người tu hành, lúc này mới dần dần tán đi. Thế mà, trong lòng bọn họ phấn chấn, kéo dài không rời. Việc này căn bản không cần truyền bá, rất nhiều người tiến huyễn thiên chi cảnh tận mắt một trận chiến này, lấy một địch ngàn phóng khoáng, trực tiếp bị liệt là tử diệu tinh lịch sử thiên cổ nhất tuyệt. Dùng thần quy lão tổ mà nói, cái kia chính là, trật tự tinh không bên trong chỗ có hàng tinh nguyên thế giới, đều an phận ở một góc. Ai cũng không có lẫn nhau chạm mặt, ai cũng không biết đối phương sâu cạn, chính vì vậy, mỗi người đều dương cung bạt kiếm, muốn chứng minh chính mình không so người khác kém. Trước kia, tử diệu tinh tại vạn tinh bầu trời chiến trường chiến tích không tốt, khiến người ta nản lòng thoái chí, thậm chí cảm thấy đến một khi phát sinh hàng tinh nguyên xung đột, chúng ta chắc chắn thất bại, người một trận chiến này quá bá khí, có thể nói trình độ nhất định, để cho chúng ta toàn bộ tử diệu tinh người đều tìm được niềm tin, đây là có rất lớn lịch sử ý nghĩa. Trật tự tinh không đặc thù hoàn cảnh, sáng tạo ra mỗi một cái hằng tinh nguyên thế giới thị tộc đối ngoại tranh phong khát vọng. Vạn tinh bầu trời chiến trường là duy nhất, không đại giới, chiến đấu thông đạo. Loại này phấn chấn thị tộc tinh thần sự tình, xác thực công đức vô lượng. Dù sao người bình thường lại không biết, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này tử diệu tinh người, hắn chỉ là một cái tay chân. Không thể tung bay, tiếp tục cố gắng, phía trên càng thật lớn chiến trường chờ lấy ta. Lý Thiên Mệnh bởi vậy trở về Tử Chân Tinh Thành, tiếp tục tu hành. Ong ong ong, Tử Chân Tinh Thành bên trong, nồng đậm hằng tinh nguyên hóa thành tử sắc phụ khí, vần quanh tại Lý Thiên Mệnh bên cạnh thân. Lần này tiếp nhận, triều bái, tăng thêm vạn tinh bầu trời chiến trường kịch liệt tranh phong, còn có lúc trước Miêu Miêu huyết mạch tiến hóa mang tới thuế biến, để Lý Thiên Mệnh có xông vào cảnh giới mới cơ hội. Lần này trưởng thành vẫn là đế hoàng thần ý. Mỗi một cái giới tử phía trên, hấp thu chúng sinh thần ý, chiến đấu lĩnh ngộ cùng huyết mạch thuế biến, đông hoàng kiếm, không ngừng trưởng thành, biến đến càng to lớn hơn, vững chắc, cương mãnh. Nó trấn thủ tại 5 tầng trời ngôi sao vòng phía trên, để Lý Thiên Mệnh lực lượng hệ thống bảo trì ổn định. Nếm thử tiếp tục tăng lên tinh luân nguyên lực, nhìn xem có thể hay không chống đỡ. Ngũ đại đến từ thái cổ hỗn độn cự thú công pháp cùng một chỗ sử dụng, mỗi một cái giới tử bên trong, 5 tầng trời ngôi sao vòng lực lượng mãnh liệt tăng lên. Đến từ tử diệu tinh hằng tinh nguyên cùng trật tự chi địa hằng tinh nguyên một chút khác biệt, nó càng ôn hòa một số, cho nên đối luyện ngục thiên tinh luân tới nói, khả năng hiệu quả kém một chút. Nhưng, đối hồng mông, khởi nguyên cái này hai đại thiên tinh luân, hiệu quả lại càng tốt hơn. Bởi vậy lam hoang cùng tiên tiên trưởng thành hiệu quả cũng càng tốt hơn. Ong ong ong, vài ngày sau, tinh tướng thần cảnh cấp 10, cuối cùng thành công, khoảng cách thần dương vương cảnh càng ngày càng gần. Đương nhiên, vừa mới tiến thần dương vương cảnh cái này một nhóm người, sớm thì không phải là đối thủ của ta. Lấy ta thực lực bây giờ, hy vọng cấp 2, cấp 3 thanh hư chiến trường, có thể tìm tới cùng ta tầng thứ không sai biệt lắm đối thủ đi, bằng không, lại chỉ có thể đánh Diệp Thần. Hắn cần đối thủ, đến để Tử Tiêu Đế cung chúng sinh đối tín niệm của mình thâm căn cố đế. Bất quá bây giờ không nóng nảy,
Ngân Trần nhanh xong việc, lập tức liền có 10 triệu phân thân. Nếu như ngàn ắt không là cực hạn, ta trước cùng Huyền Loan Tinh Vương lại muốn năm đầu mỏ quặng. Băng Phong Lưu Ly Thụ bên này, còn muốn tiếp tục. Trọng yếu nhất, vẫn là Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Lý Thiên Mệnh gần nhất tại học tập kiếm thứ 7 cơ sở kiếm quyết, trước mắt gặp phiền toái rất lớn. Cái môn này kiếm pháp, mới là trưởng khống Cửu Long Đế Táng quan trọng. Nó thật vô cùng khó. Liền cái kia, thần nữ tán hoa, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một đoạn thời gian, đều đã 7-8 phần. Cái này kiếm thứ 7 tạm thời còn không có mạch lạc. Một số lúc ngày trôi qua, liền Ngân Trần đều đã đạt thành 10 triệu phân thân, Băng Phong Lưu Ly Thụ cũng đã hấp thu hơn phân nửa, cái này kiếm thứ 7 còn không tìm được phương pháp. Lý Thiên Mệnh hơi có chút cuống cuồng. Những ngày qua tu hành, Khương Phi Linh vẫn luôn ở bên người làm bạn, cùng một chỗ tu hành, cùng nhau chơi đùa náo. Tại hắn tích tụ thời điểm, nàng liền an ủi, dẫn đạo, hoặc là cổ linh tinh quái, náo một số trò chơi nhỏ. Lý Thiên Mệnh cũng đem chú ý lực, theo tu hành buồn tẻ cùng buồn khổ bên trong, chuyển hướng Khương Phi Linh cái này ý trung nhân. Làm gì? Thiếu nữ gặp hắn ánh mắt bỗng nhiên nhiệt liệt, mặt của nàng lập tức xông lên một tầng đỏ ửng, cả người lập tức kéo căng, lập tức khẩn trương mấy lần. Làm, Lý Thiên Mệnh, hào sảng, nói. Ai? Ta là hỏi ngươi nhìn ta làm gì đây? Khương Phi Linh chỉ cảm thấy não tử một choáng, dạng này làm đến giống như là nàng chủ động đưa ra giống như. Bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn. Lý Thiên Mệnh cười nói, không biết khi nào lên, đùa giỡn nàng thành rất lớn khoái lạc, thấy được nàng đã khẩn trương hốt hoảng, như thế quả thực có 10.000 điểm đáng yêu, cái này đều bị Lý Thiên Mệnh có chút không nỡ, dù sao hiện tại là một cái bình thường hoàn cảnh, còn là hòa bình dung thời khắc. Đương nhiên. Mỹ vị, phía trước, ai còn quản cái gì hoàn cảnh a? Ngươi, đánh tính toán cái gì thời điểm cưới ta? Khương Phi Linh rụt hai bộ, hai tay nắm chặt, hơi hơi cúi đầu nói. Cưới, Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, hắn trước kia xác thực không nghĩ tới vấn đề này, khi nàng hỏi lúc thức dậy, Lý Thiên Mệnh nhất thời tâm lý có chút áy náy, tại cảm tình phương diện hắn có chút tùy tiện, 10 phần thô kệch, thế mà nữ hài tâm tư sẽ càng tinh tế, nàng cần cảm tình, đồng thời cũng cần nghi thức. May ra một đoạn thời khắc đối với thiên hạ tuyên bố, bọn họ chính thức thành làm phu thê. Hắn cái này không có chút nào chuẩn bị bộ dáng, Khương Phi Linh đều nhìn ở trong mắt, nàng nhếch miệng, không nói gì. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên, dắt bàn tay của nàng để trong lòng miệng, chân thành nói, xin lỗi, ta trước đó xác thực không có cân nhắc qua vấn đề này, ta coi là đối ngoại cho thấy chúng ta quan hệ là có thể. Hôn lễ, chủ yếu là ta phụ mẫu không tại. Tăng thêm hiện tại có chút phiêu bạt, cho nên không có nghĩ lại, nếu như ngươi có thể tiếp nhận tại Tử Diệu Tinh, ta hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Khương Phi Linh cái kia ánh mắt đen láy chớp chớp, đen bóng lông mi rung động, nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh cái này nghiêm túc lại áy náy, một bộ thận trọng bộ dáng, bỗng nhiên cười khúc khích, nói, đứa ngốc, ta liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ta cũng không nguyện ý tại Tử Diệu Tinh, ta thậm chí muốn về Chu Tước Quốc, muốn về Diễm Đô. Dù sao không phải chỗ này. Ta cũng muốn người nhà của chúng ta, bằng hữu đều tại. Nghe được nàng cái này khéo hiểu lòng người, Lý Thiên Mệnh mới thở dài một hơi, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác mình giống như là thứ cặn bã nam. Đương nhiên, Khương Phi Linh chu mỏ một cái, nói, chuyện này ngươi vẫn là đến để ở trong lòng, không cho quên cái, không cho phép qua loa, biết không? Ừm, tuyệt đối khắc ở trong lòng, một khắc đều không quên mất. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bộ ngực. Khương Phi Linh khẽ mỉm cười, khóe miệng lúm đồng tiền lộ ra phá lệ thơm ngọt lại rung động lòng người, nàng song tay vẫn Lý Thiên Mệnh phần eo, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, khóe mắt còn ngậm lấy một chút nước mắt, đối Lý Thiên Mệnh nói, vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu làm gì, Lý Thiên Mệnh lại sửng sốt một chút. Ừm, lần này đến phiên nàng gật đầu, lại đem gương mặt chôn ở Lý Thiên Mệnh trong ngực, một đôi tay ôm 10 phần dùng lực, tựa như vạn phần e ngại hắn biến mất tại trước mắt mình như thế. Cái này một cái, ân, cuối cùng để Lý Thiên Mệnh minh bạch, nàng lần này sống dùng chính mình vừa mới cái kia, làm gì cành. Phản chơi một vố, còn so với chính mình càng chủ động. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, Linh Nhi, ta còn không cho ngươi hôn lễ đâu, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Nếu như nàng vừa mới không phải đột nhiên hỏi lần này, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không chần chờ. Bớt nói nhảm, không cùng ta song tu. Đem ngươi Đông Hoàng kiếm bóp nát. Trong ngực cô nương thanh âm rất nhỏ rất xấu hổ, lại cắn răng nói ra một câu như vậy to gan lời nói,
điều này nói rõ nàng thật là toàn thân tâm đều rót vào chút tình cảm này bên trong, đem hết thảy lo lắng đều quên hết đi. Đông Hoàng kiếm chuôi cái này cành, cùng thiên văn kết giới, một dạng lịch sử xa xưa, có thể gặp bọn họ cái này cùng nhau đi tới, trải qua bao nhiêu mưa gió. Ta dựa vào, người thử một chút. Thường thường lớn nhất ôn nhu, đều có thể kích động lên hung mãnh nhất liệt hỏa. Lý Thiên Mệnh, nổi giận. Hắn theo không cho là mình đi qua, hiện tại, tương lai sẽ bạc đãi nàng, đây là hắn đối với mình lòng tin của ta, vừa mới bởi vì, hôn lễ, một chút tự mình hoài nghi một chút, bây giờ nàng lại càng chủ động, dạng này cô nương, cũng sẽ để Lý Thiên Mệnh càng tin tưởng mình. Bảo vệ nàng, bảo hộ nàng. Ca ca, mặc kệ sông cạn đá mòn, Linh Nhi đều là ngươi. Cái này như nói mê ôn nhu ngôn ngữ, kỳ thật đều là liệt hỏa, nó làm cho hỏa thiêu đến càng thịnh vượng. Người nào quan tâm sông cạn đá mòn, ca muốn là hiện tại, còn có về sau mỗi một ngày. Lý Thiên Mệnh bá khí nói. Vậy ngươi khoái lạc tiểu cầu đủ sao? Cái này có thể đem Lý Thiên Mệnh làm khó, có điều hắn cũng không tin Tử Diệu Tinh không có cái đồ chơi này. Không muốn tiết kiệm, tâm ý của hắn đã quyết. Ngay tại hắn sắp động thủ thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, bên người cái này mềm mại thân thể đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh theo lò luyện trong nháy mắt rớt xuống băng quật. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tại thâm tình nhất thời điểm, đem Lý Thiên Mệnh đẩy ra, tuy nhiên lực lượng không nặng, nhưng động tác này, để Lý Thiên Mệnh trên người lửa đều bị tưới tắt. Hắn tập trung nhìn vào. Thiếu nữ trước mắt trong mắt, một tầng màu băng lam vũ khí tràn ngập lên, đem nàng cái kia sáng ngời trong mắt màu đen nhuộm thành màu băng lam, một luồng hơi lạnh theo hắn ánh mắt hướng trên thân lan tràn. Để cho nàng tại thời gian ngắn như là đổi một người. Hiên Viên Si, Lý Thiên Mệnh cắn răng, ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng. Tiên thiên thần thai, ma thành sen lẫn nữ tử kia, vẫn là âm hồn bất tàn a. Hiên Viên Si, nàng cau mày, đối với Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, nàng chết rồi, rất triệt để. Vậy ngươi là ai? Hiên Viên Si sinh ra, không hề nghi ngờ cũng là một trận chuyển thế, nói cách khác, làm Hiên Viên Si biến mất về sau. Nàng kiếp trước, cái kia, vô cùng lớn, tồn tại, nàng mới là Khương Phi Linh trên thân vĩnh hằng ràng buộc. Ca ca, ta là Linh Nhi. Để Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, cái này ánh mắt băng lam thiếu nữ, nàng đối Lý Thiên Mệnh cũng không có cực hạn lạnh lùng, nàng vừa mới đẩy hắn ra, bây giờ nhưng lại hướng về hắn tới gần, dùng cái này băng lam thân thể đi ôm ấp hắn. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nắm hai vai của nàng, nhìn nàng chằm chằm. Không sai. Nàng hết thảy đều còn tại, chỉ là khí chất biến hóa, nàng đang nỗ lực giống như trước đây nhiệt tình, thế nhưng là thân thể là băng lãnh, tựa như là một khối hàn băng, làm Lý Thiên Mệnh ngón tay đụng tới nàng thời điểm, trên bàn tay thậm chí đều tại ngưng kết băng vụ. Vì sao lại dạng này? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Có lẽ cùng vĩnh sinh thế giới thành có quan hệ đi, ta có lúc đều không hiểu rõ, ta đến cùng là ai? Trong đầu sẽ có một ít hỗn loạn trí nhớ, giống như rất cô độc. Cô độc. Vĩnh sinh. Đây hết thảy chữ, đều cùng vĩnh sinh thế giới thành có quan hệ. Không có chuyện, có ta ở đây. Lý Thiên Mệnh vươn tay đem nàng dung vào trong ngực, hắn càng là dùng lực ôm ấp, lại phát hiện loại kia băng hàn lực lượng tràn vào trên người mình, nàng cũng biểu hiện ra rất lạnh cảm giác, liền trên môi đều bịt kín xương lạnh. Lạnh quá, vì cái gì a? Ta không phải vĩnh sinh niết bàn thành công không? Vẫn là sống không được sao? Khương Phi Linh hơi thở mong manh nói. Ánh mắt bao nhiêu đều có một ít bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cái kia 100 lần vĩnh sinh niết bàn, cơ hồ đã dùng hết cả đời vận khí, sau khi trùng sinh, còn không có nhanh sống mấy tháng đâu, biến hóa mới lại tới. Không có việc gì, không có chuyện, Lý Thiên Mệnh liên tục an ủi. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình ôm càng chặt, trên người nàng thì càng băng hàn, đến lúc này thời điểm trên thân hai người cũng bắt đầu kết băng, cái này hàn băng so nguyên tố thần tai hàn băng đều muốn hung mãnh. Liền toàn bộ tử chăn tinh thành nhiệt độ không khí đều muốn hạ xuống. Không đúng. Lý Thiên Mệnh nếm thử buông tay ra, thối lui mấy bước. Hắn bất ngờ phát hiện, Khương Phi Linh trên người hàn băng ngay tại tiêu tán, theo trong mắt màu băng lam biến mất, nàng cả người lập tức trả lời bình thường, trên da thịt màu sắc rất nhanh liền trở về, biến đến giống như trước đây mượt mà sung mãn. Lý Thiên Mệnh lần nữa tiến lên, chẳng những ôm vai thơm của nàng, còn há mồm một trận chó gặm. Đậu phộng. Còn không bao lâu đâu, miệng đều nhanh đông cứng, trong mắt nàng màu băng lam cấp tốc trở về, thậm chí còn chủ động thân thủ đem Lý Thiên Mệnh đẩy ra. Ca ca, xin lỗi,
ta vừa cóng đến nhanh không có cách nào thở hào hển. Khương Phi Linh mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn meo, người đây là, Hoàng Hoa Đại Khuê nữ lãnh đống thuật. Mấy tháng trước nàng tuổi trẻ tiểu, còn không có loại tình huống này, vạn vạn không nghĩ đến rốt cuộc đợi đến thời cơ chín muồi, cũng đã kết băng. Thật ác độc a, à. Ai làm? Tám thành cũng là cái kia vĩnh sinh thế giới thành chủ. Ta cũng không biết a. Khương Phi Linh cũng là dở khóc dở cười, phải biết nàng vừa mới đã liền, ngoan thoại, đều phóng xuất. Ta không tin. Lý Thiên Mệnh đem Lý Khinh Ngữ hồ đi qua, để cho nàng đến ôm một chút, kết quả hai người bọn họ tùy tiện tiếp cận, cứng rắn là chuyện gì đều không có, ngược lại Lý Thiên Mệnh đi lên dắt một ra tay, con mắt của nàng đều nhanh lam. Lý Thiên Mệnh thật sự là bó tay rồi. Đây cũng quá thao đản. Bất quá Lý Thiên Mệnh vẫn là thở dài một hơi, tối thiểu nhất trước mắt nhìn, chỉ cần mình không làm loạn, tính mạng của nàng an toàn, hẳn là không ngại, cái này so cái gì đều trọng yếu. Ca ca, không nên gấp gáp, ta nhất định nỗ lực làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Khương Phi Linh ghé vào lỗ tai hắn, lại là e lệ lại là xấu hổ. Cùng một chỗ suy nghĩ, Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái nói. Hai người các ngươi làm gì chứ? Lại nhải, Lý Khinh Ngữ nghi ngờ nói. Lăn đi chơi, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt ba, Lý Khinh Ngữ trợn mắt một cái, trực tiếp chuồn đi. Nàng sau khi đi, trong phòng này càng là lâm vào trong yên tĩnh. Đúng rồi, Linh Nhi, ta lấy không ít tử tiêu đế cung không ít liên quan tới kết giới cùng thần thư điển tịch, chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút. Ân. Nói là nghiên cứu điển tịch, nghiên cứu một chút lấy, thì biến thành nghiên cứu thân thể. Ta thử một chút đụng cái này có thể hay không kết băng. Cái này đâu? Cái này đâu? Ai u, quả nhiên kết băng. Còn thật đừng nói, chơi lấy, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy rất chơi vui. Sau cùng, hắn còn nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Muốn là Đông Hoàng kiếm kháng đông lạnh liền tốt. Hôm sau, Thiên Mệnh Tinh Vương, ngài có ở đây không? Lý Thiên Mệnh còn đang nghiên cứu Khương Phi Linh, lãnh đống thuật, liền nghe đến thần quy lão tổ ở bên ngoài ồn ào. Chờ ta trở lại, đừng có chạy lung tung. Cùng Khương Phi Linh bàn giao một tiếng, hắn liền đi tới Tử Chân Tinh Thành bên ngoài, thần quy lão tổ nụ cười mặt mũi tràn đầy, xem xét cũng là có đại hỷ sự. Thấy Lý Thiên Mệnh về sau, hắn nét mặt tươi cười đuổi ra, mặt kia bộ trung ương xanh mơn mởn mắt to, lộ ra càng nỗ lực lên hơn sáng. Làm gì đâu, Lý Thiên Mệnh hỏi. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt, thần quy lão tổ nói. Ồ, nói nghe một chút, Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Không nói được, đế tôn nói tạm thời giữ bí mật đâu, cho nên ta tạm thời cũng không biết. Bất quá, đế tôn hiện tại triệu kiến người đi, thiên tinh đế thành. Thần quy lão tổ nói. Còn thừa nước đục thả câu. Không phải thừa nước đục thả câu a, ta là thật không biết, là đế tôn chính mình nói tin tức tốt. Thần quy lão tổ vui vẻ nói. A, hai người cùng một chỗ hướng về thiên tinh đế thành mà đi, thiên tinh đế thành cũng là tử tiêu đế cung tinh hải thần hạp, khoảng cách Tử Chân Tinh Thành cũng không tính xa xôi, hai người rất nhanh liền đến. Lý Thiên Mệnh vừa tới, hắn phát hiện còn có khá hơn chút người cùng một chỗ gấp trở về. Những người này mỗi một cái đều là vạn lý tinh thành đỉnh phong nhân vật, gặp thần quy lão tổ bọn hắn cũng không có hành lễ, nói rõ thân phận của những người này cần phải đều tại tinh vương trở lên, Lý Thiên Mệnh còn ở trong đó lại thấy được Huyền Loan tinh vương. Nhiều người như vậy, hắn hỏi thần quy lão tổ. Đúng a, đế tôn tổ chức thiên tinh hội, triệu tập 5 cái tộc hoàng cùng 49 cái tinh vương, một hồi ta vào không được, chính ngươi ở bên trong thông minh một chút. Thần quy lão tổ hắc hắc nói. Được. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đang nghĩ, Tinh Vũ Đế Tôn đã trước cùng thần quy lão tổ nhắc nhở qua, đối với Lý Thiên Mệnh tới nói là cái, tin tức tốt, vậy nói rõ cũng là Đế Tôn vì chính mình làm nền, chính mình chỉ cần thông minh một chút, chỗ tốt không thể thiếu. Một hồi chú ý một chút, Xích Xung Vương tộc, tộc Hoàng là được rồi. Đi vào thiên tinh đế thành trước đó, thần quy lão tổ nhỏ giọng ám chỉ nói. Xích Xung Vương tộc. Lý Thiên Mệnh lần nữa gật đầu. Xích Xung Vương tộc cũng là năm đại tinh thần vương tộc một trong, lấy hiện nay thực lực tới nói, bọn họ tạm thời bài danh năm đại tinh thần vương tộc thứ hai, bọn họ còn có một chút đặc thù. Cái kia chính là, Xích Xung Vương tộc là năm đại tinh thần trong vương tộc, duy nhất ngự thú sư thị tộc. Tối thiểu nhất tại Tử Tiêu Đế cung bên này, bọn họ coi như mạnh nhất ngự thú sư thị tộc. Tại toàn bộ Tử Diệu Tinh phía trên,
Xích Xung vương tộc cũng vẫn là xếp tại thần diệu tộc về sau, tại ngự thú sư thị tộc bên trong có thể xếp hạng, kém cỏi nhất cũng có thứ ba. Dù sao, Tử Tiêu Đế cung tại ngay từ đầu, cũng không phải là thuần túy toàn thức thần tông môn, cho dù là hiện tại, trong tông môn ngự thú sư, cũng có đại khái 1/5 tỷ lệ. Thần Quy lão tổ để cho mình chú ý, Xích Xung vương tộc, tộc hoàng, cụ thể không nói gì, thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh liền chính mình thể hội. Cùng thần Quy lão tổ phân biệt về sau, hắn thì chính mình bước vào Thiên Tinh Đế Thành, đi tới tổ chức Thiên Tinh Hội, địa điểm. Tham dự hội nghị người động tác đều nhanh. Lý Thiên Mệnh tiến đến đồng thời, tộc khác hoàng, tinh vương, cũng rất nhanh vào ở. Tòa này, Thiên Tinh Điện, bên trong, hết thảy có 55 cái tôn tòa, trong đó ngay phía trên cao nhất lớn nhất, ở tại chính đối diện có 5 cái cấp số 2 chỗ ngồi, đây là ngũ đại tộc hoàng tôn tòa, bọn họ 5 cái cũng xếp tại cùng một chỗ. Có cùng đế tôn địa vị ngang nhau, hình thành đối kháng ý tứ. Kế tiếp còn có 49 cái phổ thông tôn tòa, không hề nghi ngờ, đây là thuộc về tinh vương. Trong đó có một cái mới nhất, rõ ràng là cho thứ 49 tinh vương ngoài định mức thiết lập, nó thuộc về Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh liền không nói hai lời, trước một bước đi tới nơi này. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tinh vương, tự nhiên là có xử đến nay, Thiên Tinh Điện, trẻ tuổi nhất khách đến thăm. Lý Thiên Mệnh vừa mới tại vạn tinh bầu trời chiến trường có siêu tuyệt biểu hiện, cho nên mỗi một cái tiến đến tinh vương, trên cơ bản đều cùng hắn đánh một cái bắt chuyện, Lý Thiên Mệnh cũng lễ phép ứng đối. Hiệu suất rất cao, không ra 10 hơi thời gian, ngũ đại tộc hoàng, 49 tinh vương đều đã ngồi đông đủ, chỉ còn lại có tối cao vị trí tinh vũ đế tôn. Lý Thiên Mệnh một chút nhìn lướt qua, tinh vương mà nói hắn đại khái đều biết, bao quát Tử Yên tinh vương, Huyền Loan tinh vương, Cung Túc tinh vương chờ. Ngũ đại tộc hoàng, thì đều là lần đầu tiên gặp, bọn họ đều có đặc sắc, đều rất mạnh, có lão giả cũng có trung niên. Ông, tinh thần hội tụ, quang mang lập lòe bên trong, thần tuấn vô cùng tinh vũ đế tôn, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bái kiến đế tôn, miễn, lần này đế tôn triệu tập mọi người, tại chỗ đều là Tử Tiêu Đế cung cao tầng, bọn họ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía tinh vũ đế tôn, chờ đợi lấy hắn nói chuyện. Tinh vũ đế tôn cũng không nói nhảm, vừa mới đến, hắn thì thẳng vào chủ đề, hô một tiếng, Thiên Mệnh, ngươi đến ta trước mặt tới. Lời này vừa nói ra, rõ ràng nói rõ Lý Thiên Mệnh là lần này, Thiên Tinh Hội, nhân vật chính. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, không ngoài dự liệu, nhưng ánh mắt này các có tâm tư. Đúng, đế tôn. Lý Thiên Mệnh rời đi tôn tòa, đi tới tinh vũ đế tôn trước mặt, chỗ tốt phía trước, hắn vô cùng cung kính. Xem xét cũng là cái, khiêm tốn hữu lễ, thanh niên tốt. Không tệ, tinh vũ đế tôn khen ngợi cười một tiếng, về sau mặt hướng mọi người, nhất là hắn đang đối mặt ngũ đại tộc hoàng. Gần đây, Lý Thiên Mệnh tại vạn tinh bầu trời chiến trường, đại biểu ta Tử Tiêu Đế cung xuất chiến, biểu hiện xuất sắc, ở trên ngàn cái hằng tinh nguyên thế giới, đều tạo thành nhất định oanh động, cho chúng ta Tử Diệu tinh thắng được trong lịch sử lớn nhất vinh dự, như thế thịnh thế công lao, rõ như ban ngày, cho nên bản tôn quyết định. Ban cho Lý Thiên Mệnh một dạng xứng với phần thưởng của hắn. Tinh vũ đế tôn cười nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong, tâm lý thì cười, dù sao đế tôn đều nói thành dạng này, vậy khẳng định không phải phổ thông khen thưởng, tối thiểu so vạn tinh bầu trời chiến trường, thần nữ tán hoa, muốn tốt ha. Phần thưởng. Rất nhiều sao vương đô cười ồn ào. Không biết đế tôn trong miệng, xứng với Thiên Mệnh tinh vương khen thưởng là cái gì đây? Tại Thái Dương đế tôn chính đối diện trên chỗ ngồi. Ngồi là Tử Tiêu tộc hoàng, hắn cũng là, mộ Tử Yên, phụ thân, hiện tại Tử Tiêu đế cung nhân vật số 2. Từ hắn muốn hỏi ra câu này, phân lượng cũng sẽ càng nặng. Đế cung trước mắt có hai cái bát tinh vũ trụ thần nguyên tồn kho, bản tôn quyết định, đem một trong số đó khen thưởng cho Thiên Mệnh tinh vương. Tinh vũ đế tôn mặt lộ vẻ nụ cười, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ném ra nặng cân. Ông, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được. Tại chỗ mỗi một vị nội tâm đều chấn động một cái. Bao quát chính hắn. Bát tinh vũ trụ thần nguyên là khái niệm gì? Đây là Tử Diệu tinh phạm vi bên trong chí cao vũ trụ thần nguyên, trong lịch sử thần diệu tộc đế tôn cộng sinh thú, trên cơ bản đều là lấy, bát tinh thần vũ trụ thú, làm chủ, cho nên bát tinh vũ trụ thần nguyên còn có một cái khác xưng hô, vậy liền, đế tôn thần nguyên. Một cái 20 mấy tuổi thiếu niên, nắm giữ đế tôn thần nguyên, đế tôn cộng sinh thú, nói thật. Tử Diệu tinh trong lịch sử đều chưa từng có, sát phách ngự thú sư thị tộc Diệp thần lại nghịch thiên, cũng không ai ban cho hắn đế tôn thần nguyên.
Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu hướng thần quy lão tổ đưa ra bát tinh vũ trụ thần nguyên thời điểm, thần quy lão tổ tông cũng nói không có khả năng, vạn vạn không nghĩ đến, hắn tại vạn tinh bầu trời chiến trường nhất triều xưng hùng, vậy mà đạt được loại cơ hội này. Tồn kho hai cái, cho Lý Thiên Mệnh một cái. Từ một điểm này phía trên nhìn, tinh vũ đế tôn xác thực đối với hắn không có giữ lại. Đây cơ hồ hắn có thể đưa ra tối đỉnh cấp bảo tàng, hai cái này đế tôn thần nguyên giá trị, bao nhiêu điều kim loại khoáng mạch cũng không sánh nổi. Liền Lý Thiên Mệnh chính mình, tâm lý đều chấn động dữ dội một chút. Hắn rất thức thời, vội vàng nửa quỳ, nói, cảm tạ đế tôn, cảm tạ tử tiêu đế cung vun trồng, nhất cấp thanh hư chiến trường chỉ là khởi điểm, có bát tinh vũ trụ thần nguyên, Thiên Mệnh chắc chắn làm trên vạn, 100.000, 1 triệu hằng tinh nguyên thế giới, nghe được tử diệu tinh đại danh. Vẫn là như thế cuồng. Cuồng phải gọi người nhiệt huyết sôi trào. Nếu như là người khác nói lời này, rất nhiều người đều muốn bật cười, duy chỉ có Lý Thiên Mệnh, để bọn hắn cười không nổi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, không ổn đâu. Không ngoài dữ liệu, thanh âm phản đối quả nhiên xuất hiện. Kết quả là, tất cả mọi người hướng về người nói chuyện nhìn qua, Lý Thiên Mệnh cũng là quay đầu, hắn tập trung nhìn vào, người nói chuyện ngồi tại tử tiêu tộc hoàng phía bên phải. Đây là một cái thân thể vô cùng khôi ngô trung niên, đứng lên đoán chừng có 3-4 mét trở lên, cầm giữ có một đầu hỏa hồng sắc tóc rối bời, trên người hắn còn có một cái đặc thù rõ rệt nhất, cái kia cũng chỉ có một như là hỏa cầu giống như ánh mắt, xuất hiện tại hắn bộ mặt chính giữa, đường kính đạt tới 10 cm. Độc nhãn. Điểm này cùng thần quy lão tổ tương tự. Không cần người khác nói, Lý Thiên Mệnh đều có thể đoán ra thân phận của hắn, hắn cũng là năm đại tinh thần vương tộc một trong. Xích Xung vương tộc, tộc hoàng, cũng là năm cái tộc hoàng bên trong trẻ tuổi nhất một cái, cùng Tử Tiêu tộc hoàng nữ nhi, Mộ Tử Yên, là cùng thế hệ, hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng luận thực lực tại năm đại tinh thần trong vương tộc, là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Xích Xung tộc hoàng, Tử Tiêu đế cung đệ nhất ngự thú sư. Hắn độc nhãn vì cái gì cùng thần quy lão tổ tương tự? Đó là bởi vì, thần quy lão tổ chỗ thị tộc, gọi là Lam Dung thủy tộc. Mà Xích Xung vương tộc tiền thân, gọi là Xích Xung hỏa tộc, đã từng Lam Dung thủy tộc cùng Xích Xung hỏa tộc vẫn là cùng một tộc, hai tộc ở giữa phát sinh qua rất nhiều chuyện, cuối cùng dẫn đến phân liệt, trong đó Xích Xung hỏa tộc hưng thịnh, cùng còn lại 4 cái thức thần thị tộc cùng tồn tại 5 đại tinh thần vương tộc, mà Lam Dung thủy tộc thì liền, 23 thế gia, cũng không tính, tại Tử Tiêu đế cung thuộc về thế lực nhỏ, thần quy lão tổ đã là tổ tiên tối cao quang nhân vật. Đã từng cùng là nhất tộc, hiện tại một cái ở trên trời. Một cái tại đất. Thần quy lão tổ phỏng đoán Xích Xung tộc hoàng sẽ phản đối, quả là thế. Nguyên nhân rất rõ ràng, hai cái này tồn kho đế tôn thần nguyên, trong đó có một cái là hỏa thuộc tính, đó là cuộc đời của hắn khát vọng, hỏa thuộc tính là trật tự tinh không phổ biến nhất thuộc tính, Lý Thiên Mệnh có hỏa thuộc tính cộng sinh thú, một khi cái này đế tôn thần nguyên cho ra đến, Xích Xung tộc hoàng khẳng định phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lý do, tinh vũ đế tôn thanh âm trầm xuống. Mỗi lần cung thị nhất tộc khi thượng đế tôn, bọn họ cùng năm đại tinh thần vương tộc đối kháng cũng là chủ giai điệu, lần này cũng không ngoại lệ. Xích Xung tộc hoàng thanh âm trầm thấp, hai tay nắm ghế giữa tay vịn, nói, vạn tinh bầu trời chiến trường cái gọi là vinh diệu, bất quá là không có ý nghĩa tinh thần thắng lợi, liền xem như toàn bộ trật tự tinh không đều biết tử diệu tinh, cái kia cũng vô dụng, thậm chí còn có thể đưa tới họa sát thân. Đế tôn, ta không cho rằng đây là một loại công lao. Đối với ta mà nói chân chính có ý nghĩa công lao, là chỉ huy Tử Tiêu đế cung áp chế thần diệu hoàng triều, trở lại tử diệu tinh đệ nhất, thậm chí, mở rộng đất đai biên giới. Hắn loại thuyết pháp này cũng là có sức thuyết phục, đầy đủ có thể lẽ thẳng khí hùng, trong lúc nhất thời, cũng không ít nhân nghênh hợp. Tinh vũ đế tôn cũng không nóng nảy, hắn nhìn về phía mặt khác 4 vị tộc hoàng, hỏi, 4 vị ý tứ đâu? Tử Tiêu tộc hoàng trầm ngâm một hồi, nói, Xích Xung tộc hoàng nói quá mức tuyệt đối. Có thể tại vạn tinh bầu trời chiến trường phun tỏa sáng, dẫn dắt Tử Tiêu đế cung chúng sinh tăng cường niềm tin, làm sao không tính công lao đâu. Thiên mệnh tinh vương nên thưởng ban cho, chỉ là loại này công lao, khoảng cách đế tôn thần nguyên, ta cũng cho rằng còn kém một chút, bất quá lấy thiên mệnh tinh vương thiên phú, cầm tới đế tôn thần nguyên đó là chuyện sớm hay muộn, hiện tại còn quá trẻ tuổi, có thể lại lắng đọng một chút. Loại thuyết pháp này ngược lại là cao minh, hai người bọn họ kẻ sướng người họa. Trên cơ bản đại biểu năm đại tinh thần vương tộc thái độ. Cái này có ý tứ. Lý Thiên Mệnh đều cảm giác được miệng thịt nhẹ nhàng. Không nghĩ tới tinh vũ đế tôn chỉ là cười cười, nói, đều có các thuyết pháp, có ý tứ,
cái kia cứ dựa theo có quy luật, bỏ phiếu đi. Cho hay là không cho, từ mọi người định đoạt. Từ xưa đến nay, Tử Tiêu đế cùng đế tôn quyền lực lực, so sánh Thần Diệu Hoàng Triều bên kia đều phải kém một chút, cái này rất bình thường, trừ phi đế tôn đến từ năm đại tinh thần vương tộc. Cái này ngũ đại tộc nhân miệng đông đảo, đem khống lấy toàn bộ Tử Tiêu đế cung mệnh mạch, không có bọn họ Tử Tiêu đế cung là chỉ có đế tôn không xác, đây chính là cung thị nhất tộc bất đắc dĩ. Sau đó, cái gọi là Thiên Tinh Hội, chính là do tổ tông nhóm thiết lập một cái bỏ phiếu hội nghị, ở chỗ này đế tôn một người nắm giữ 30 phiếu quyền lực, mà ngũ đại tộc hoàng mỗi người 5 phiếu, 49 tinh vương mỗi người 1 phiếu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngũ đại tộc hoàng đều cho rằng, tạm thời không khen thưởng đế tôn thần nguyên. Phần thưởng này là từ tinh vũ đế tôn nói lên, cho nên hắn cái này 30 phiếu vẫn là áp đảo ngũ đại tộc hoàng, đến đón lấy thì nhìn 23 thế gia tinh vương. Tại đế tôn cùng ngũ đại tộc hoàng xem kỹ dưới, mỗi một cái tinh vương đều làm ra lựa chọn, Lý Thiên Mệnh so sánh một chút, tổng thể phía trên vẫn là lựa chọn không khen thưởng hơn nhiều. Đảo mắt kém cỏi nhất người cuối cùng không có tỏ thái độ. Cái kia chính là Tử Yên Tinh Vương. Thú vị là, thời khắc này số phiếu, khen thưởng cùng không khen thưởng, vừa vặn đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Nói cách khác, Tử Yên Tinh Vương cái này một phiếu, quyết định bát tinh vũ trụ thần nguyên thuộc về. Trong lúc nhất thời, Xích Xung tộc hoàng cười. Tử Tiêu đế cung trong lịch sử, tinh vương số lượng đều là 48 vị, có rất ít ngoại lệ. 48 tăng thêm tộc hoàng 25, lại thêm đế tôn 30, kết quả sau cùng lại là số lẻ. Chỉ cần là số lẻ, liền sẽ có cao thấp, có kết quả. Mà lần này bỏ phiếu kết quả, đúng lúc cùng Lý Thiên Mệnh chính mình có quan hệ, sau đó mọi người tại phát biểu ý kiến trước đó, đem hắn chính mình, ý nguyện, loại trừ, bằng không để hắn tham dự vào, tổng số thì biến thành, số chẵn. Nhiều một cái, tinh vương, dẫn đến Thiên Tinh Hội số phiếu tổng số biến thành số chẵn, đây cũng là một cái tương lai cần tu chỉnh vấn đề, đương nhiên, bình thường tới nói, coi như tổng số là số chẵn, cùng phiếu xác suất vẫn tương đối thấp. Chỉ còn lại một cái Tử Yên Tinh Vương không có tỏ thái độ, còn lại số phiếu tăng theo cấp số cộng bằng nhau, như thế ngoài mọi người đoán trước, cái này cũng để Lý Thiên Mệnh, bát tinh vũ trụ thần nguyên, biến đến rất kịch vui tính. Kể từ đó, kiểm nghiệm Tử Yên Tinh Vương lần trước thuyết pháp là thật là giả cơ hội tới. Nàng muốn là phản đối, thì chứng minh nàng trước đây nói hết thảy, cũng là lừa dối. Nàng muốn là đồng ý, cũng không thể nói rằng người này hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, bởi vì không thể loại trừ nàng dùng một cái đế tôn thần nguyên đến thu hoạch tín nhiệm của ta khả năng. Đương nhiên, ta dù sao huyết kiếm lời. Đế tôn thần nguyên là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như có thể đạt được, vậy khẳng định tất cả đều vui vẻ, nếu như không thể, Lý Thiên Mệnh cũng không có quá lớn cái gọi là, dù sao sớm muộn là hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Tử Yên Tinh Vương trên thân. Tử Yên, Tử Tiêu tộc hoàng cúi đầu, đối với bên người cái kia xem ra giống hắn, chắt gái, Tử Yên Tinh Vương hô một tiếng, ngôn ngữ hơi có chút nghiêm túc. Hở, quyền quyết định tại ta trên tay a. Thần kỳ, Tử Yên Tinh Vương cái kia mắt to vô cùng lóe sáng, cục diện như vậy, để cho nàng cười nói tự nhiên, nhịn không được khẽ nở nụ cười. Đừng làm rộn, Tử Tiêu tộc hoàng nói. Biết rồi, Tử Yên Tinh Vương bắt chéo hai chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nói, hai mươi mấy tuổi thiếu niên, có thể có thành tựu như thế quả thật không tệ, nhưng là đây. Cái này, nhưng là, vừa ra tới, thì mang ý nghĩa có chuyển hướng, phía trước nói lời hữu ích. Đằng sau lại chuyển hướng, chịu nói rõ chính xác Lý Thiên Mệnh không đùa. Điểm này, cũng không ra ngoài tại chỗ cơ hồ dữ liệu của tất cả mọi người. Tử Yên Tinh Vương, rất có thể liền sẽ là cái kế tiếp đế tôn, nàng đến từ năm đại tinh thần vương tộc, làm sao lại vì cung thị nhất tộc bồi dưỡng đỉnh phong thiên tài đâu. Đối đại đa số người tới nói, nàng mới là khó nhất chống đỡ Lý Thiên Mệnh người. Sau đó lấy Xích Xung tộc hoàng làm đại biểu một đám người, ào ào thở dài một hơi. Bát tinh vũ trụ thần nguyên, bảo vệ. Nói thật, năm đại tinh thần vương tộc, ngũ đại tộc hoàng đô có 25 phiếu, tăng thêm bọn họ mỗi một tộc đều có 5 cái tinh vương, hết thảy 25 phiếu, cùng nhau đều có 50. Còn lại 23 thế gia, dù là toàn bộ chống đỡ đế tôn, cái kia cũng chỉ có 53 phiếu. Trên thực tế cái này 23 thế gia, không có khả năng toàn bộ đứng tại đế tôn bên này. Cho nên lớn nhất gần một chút năm. Chỉ cần liên quan đến Thiên Tinh Hội bỏ phiếu, đế tôn quyết nghị, thì không thành công qua. Nói trắng ra là loại này Thiên Tinh Hội, cũng là năm đại tinh thần vương tộc tiền bối,
thiết lập để ước thúc, không phải vương tộc đế tôn, quyền lực. Nhưng là, vừa ra, bất quá là năm đại tinh thần vương tộc lại một lần dựa vào tổ quy thắng lợi. Rất nhiều người đều chuẩn bị rút lui. Nhưng là đâu? Tử Yên Tinh Vương lại nói một lần mấy chữ này, sau đó méo một chút đầu, bỗng nhiên cười nói, làm sao bây giờ? Ta nghĩ không ra nhưng là cái gì a? Vậy cứ như vậy đi, ta quyết định đem đế tôn thần nguyên ban cho hắn, bởi vì ta thật hiếu kỳ, nắm giữ đế tôn thần nguyên hắn, sẽ ở vạn tinh bầu trời chiến trường đi ra bao xa. Nói xong, nàng hướng về phía Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt, nói, tiểu đệ đệ, nhớ đến muốn cảm tạ tỷ tỷ a, hôm nay thế nhưng là ta vì ngươi ngăn cơn sóng dữ. Đừng nói những người khác, liền Lý Thiên Mệnh nghe được nàng, nhưng là, hắn đều từ bỏ. Bây giờ lời này vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh đều ngơ ngẩn. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên tinh hội bên trong tộc hoàng, tinh vương nhóm, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, đồng loạt nhìn về phía cái kia Tử Yên tinh vương, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc bất khả tư nghị. Mộ Tử Yên, Tử Tiêu tộc hoàng trừng to mắt, hung hăng trừng lấy nàng. Làm gì nha phụ thân? Người muốn lật tay thành mây, trở tay thành mưa a. Tử Yên Tinh Vương một mặt ủy khuất chi sắc, hai hàng kiếp vòng hình thành nước mắt điểm để nàng xem ra càng sợ sợ động lòng người, tựa như thật bị Tử Tiêu tộc hoàng khi dễ giống như, có điều nàng trong lời nói có gai, có chút gọi người dùng mình, mọi người đều khó mà tin được, bọn họ là cha và con gái. Một câu lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đó là tương đương mẫn cảm, dù sao đối diện đế tôn vẫn ngồi ở cái này đây. Thiên tinh hội lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tử Yên, có phải hay không sai lầm? Xích Xung tộc hoàng trầm giọng hỏi. Bọn họ là người đồng lứa, chỉ là đời trước Xích Xung tộc hoàng thoái vị sớm một số, để hắn đỉnh trước tới mà thôi, đã từng hắn còn truy cầu qua mộ Tử Yên, chỉ là bởi vì hắn là ngự thú sư, mộ Tử Yên là thức thần tu luyện giả, cho nên mới không đùa. Không có lầm a, đơn thuần cảm thấy ngươi không có thiên mệnh tinh vương như vậy xứng với, bát hoang dung lô, mà thôi. Tử Yên Tinh Vương không khách khí nói. Trong lúc nhất thời, năm đại tinh thần vương tộc người sắc mặt đều khó coi. Mộ Tử Yên vốn nên là bọn họ hy vọng a, làm sao lúc này thời điểm, cùng bọn hắn đối nghịch. Cái này khiến mọi người quả thực bị đả kích. Ta nói, đưa ánh mắt buông dài xa một chút, xem cho rõ, nếu như tương lai có một ngày Tử Diệu Tinh lại bởi vì một thiên tài hợp hai làm một, cái kia thời khắc này bụng dạ hẹp hòi, cái kia có bao nhiêu buồn cười đâu. Ta chỉ là tin tưởng phán đoán của mình thôi. Tử Yên Tinh Vương thu hồi nụ cười, có thể tính nói một câu nghiêm túc lời nói. Nói không sai, Tử Tiêu Đế Cung cần phải cao hơn thị tộc, mới có thể trở thành duy nhất. Tinh Vũ Đế Tôn sau khi nói xong đứng lên, hắn khua tay nói, được rồi, đã có kết quả, vậy liền tan họp. Cung tiễn Đế Tôn. Vô số thanh âm tại cái này thiên tinh điện vang lên, điều này nói rõ không phục người còn thật có không ít. Ha ha. Chờ ngươi lần sau tại vạn tinh bầu trời chiến trường đại sát tứ phương, đừng quên công lao của ta ha. Tử Yên Tinh Vương nhảy xuống tới, đi ngang qua Lý Thiên Mệnh, một làn gió thơm tràn ngập. Thần kỳ! Lý Thiên Mệnh chậm rãi thả lỏng trong lòng bên trong phòng bị. Thật là vào trước là chủ. Nhìn như vậy lên, cái này Tử Yên Tinh Vương thật đúng là một cái tương đương có bá lực người, vì kiên trì phán đoán của mình, thậm chí không tiếp cùng phụ thân đối kháng, thậm chí để năm đại tinh thần vương tộc khó chịu. Hừ, đế tôn rời đi, lấy Tử Tiêu tộc hoàng bọn người cầm đầu, năm đại tinh thần vương tộc người lần lượt tản đi, thừa xuống không ít 23 thế gia người, lại lưu lại chúc mừng Lý Thiên Mệnh, vừa rồi bọn họ đại đa số kỳ thật đều vì Lý Thiên Mệnh bỏ ra một phiếu. Cũng có tới nói xin lỗi, bởi vì bọn hắn vừa mới đầu phản đối, bây giờ cẩn thận một suy nghĩ, tựa hồ vẫn là để Xích Xung tộc hoàng mang trạch hướng. Nói thật, bát tinh vũ trụ thần nguyên, giữ lấy cũng là giữ lấy. Sớm muộn cũng là của ngươi, vì sao không thể sớm một chút cho ngươi thì sao? Ta cùng Tử Yên Tinh Vương nghĩ đến không sai biệt lắm, ta cũng muốn nhìn một chút, nắm giữ đế tôn cấp bậc cộng sinh thú về sau, ngươi lại sẽ ở vạn tinh bầu trời chiến trường sáng tạo cái gì huy hoàng. Đa tạ các vị, đa tạ. Theo thiên tinh hội quy củ đến xem, 23 thế gia cái này tinh vương rất trọng yếu, một khi bọn họ toàn bộ trèo chống chính mình, vậy thì có 53 phiếu. Cứ như vậy năm đại tinh thần vương tộc chỗ dựa duy nhất thiên tinh hội, đều không dùng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chúng ta Tử Tiêu Đế Cung cơ hồ tất cả thần nguyên, đều từ Xích Xung vương tộc đem khống, bảo quản, bao quát ngươi trước mấy cái thất tinh vũ trụ thần nguyên, lão hủ cũng đòi hỏi hơn nửa ngày a. Bất quá, bát tinh vũ trụ thần nguyên tại thiên tinh đế thành, ta đoán chừng đế tôn đi lấy,
chúc mừng chúc mừng. Thần Quy lão tổ gặp hội nghị kết thúc, liền bốc lên đưa đầu vào, vẻ mặt tươi cười. Mới nhìn đến Xích Dung tộc hoàng rời đi thời điểm cái kia đớp cứt một dạng biểu lộ không có. Lão sướng rồi. Hắn tựa hồ rất chán ghét người này, gặp hắn ăn quả đắng, tâm tình khẳng định 10 phần thoải mái. Quả nhiên không lâu sau đó, Tình Vũ Đế Tôn một lần nữa trở về, hắn ban cho Lý Thiên Mệnh một cái lửa chiếc đỉnh lớn màu đỏ, hoàn toàn phong bế, nội bộ không ngừng truyền đến oanh động, hiển nhiên giấu có thần vật, chỉ là chiếc đỉnh lớn này bản thân, đều là cấp 6 trật tự thần binh, mà ở chỗ này nó vẻn vẹn chỉ là một cái vật chứa. Chứa đựng Đế Tôn thần nguyên vật chứa. Mở ra nhìn xem, Tình Vũ Đế Tôn cười hỏi. Được rồi. Làm Tình Vũ Đế Tôn đem cái kia lửa chiếc đỉnh lớn màu đỏ thả ở trên mặt đất thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhảy lên mà lên, đi tới đại đỉnh trên không, mà lúc này Tình Vũ Đế Tôn vỗ vỗ chiếc đỉnh lớn này, trên đó nắp đỉnh liền rời đi một cái khe hở. Ông! Một cỗ kinh người sóng nhiệt, theo chiếc đỉnh lớn này nội bộ cuốn tới. Lý Thiên Mệnh gần nhất vừa gặp không ít thất tinh vũ trụ thần nguyên, bao quát miêu miêu sử dụng, tam giới điện si, vậy cũng là rất dọa người thần vật, có điều rất rõ ràng. Cùng Đế Tôn thần nguyên tương đối, thất tinh vũ trụ thần nguyên vẫn là kém tốt đại một cái cấp độ. Đó là Đế Tôn cùng thần Dương Vương cảnh đỉnh phong khác nhau. Nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, trên thực tế cách nhau chính là trời cùng khoảng cách. Hoạt động hoạt động. Đại đỉnh bên trong, truyền đến cùng loại trái tim nhảy lên, cường mà có lực, chấn động đến thân đỉnh không ngừng rung động. Nhưng làm Lý Thiên Mệnh hướng bên trong nhìn thời điểm, hắn phát hiện đó cũng không phải một cái trái tim. Ngược lại càng giống là một cái, dạ dày, một cái hỏa hồng, bị bỏng lấy dạ dày, nó rất lớn rất lỗ máng, hắn bên trên có tinh mịn liệt hỏa, bốn phía lưu chuyển, gọi người nhìn đến đầu đầy mồ hôi. Làm người ta chú ý nhất, vẫn là cái này một cái, dạ dày, mặt ngoài, còn có 8 cái ngọn lửa màu đen vòng xoáy, bọn họ bất quy tắc phân bố ở phía trên, quỷ dị xoay tròn lấy, tựa như là cái này dạ dày thiên nhiên miệng, có thể đem tứ hải bát hoang đồ vật, đều hướng trong này nuốt. Tên của nó gọi, Bát Hoang Dung Lô, tồn tại ở chúng ta Tử Tiêu Đế Cung, đã có hơn 7.000 năm lịch sử, vẫn luôn không có xứng với nó người. Theo ghi chép phía trên nhìn, nó làm cho cộng sinh thú cầm giữ có nhất định thôn phệ, tiêu hóa hỏa diễm năng lực. Tình Vũ Đế Tôn nói, lợi hại. Lý Thiên Mệnh mặt ngoài coi như chấn định, trên thực tế tâm lý 10 phần kinh hỉ, phải biết huỳnh hỏa làm vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, bản thân nó liền có thể nuốt hỏa diễm tăng cường. Chỉ là nó làm vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng cái này một bộ phận năng lực, đại đa số đều tại huyết mạch gông xiềng bên trong, nếu là cái này, Bát Hoang Dung Lô, có thể làm cho nó giải khai nhất định huyết mạch gông xiềng, thể hiện ra vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng vậy quá cổ hỗn độn cự thú năng lực, vậy liền huyết kiếm lời. Bát Hoang Dung Lô, một cái hình dáng như dạ dày Đế Tôn thần nguyên, xem ra còn thật giống như là một cái lò luyện, 8 cái ngọn lửa màu đen vòng xoáy, giống như là 8 cái miệng, lại như là 8 cái ánh mắt. Cầm lại thử một chút đi, chờ tin tức tốt của ngươi. Tình Vũ Đế Tôn nói. Nói trắng ra là, cái này bát tình vũ trụ thần nguyên so trong tay đoạt mệnh ngân long cũng còn muốn quý giá. Lý Thiên Mệnh tâm tình đương nhiên kích động, hắn cảm giác mình coi như may mắn. Tại Hiên Viên Long Tông có thể đụng tới Long Uyển Oánh, ở chỗ này có thể đụng tới Thần Quy Lão Tổ cùng Tình Vũ Đế Tôn những thứ này khẳng khái người. Tuy nhiên bọn họ cũng cần chính mình, nhưng như Đế Tôn thần nguyên loại này thần vật, bọn họ cũng có thể không cho. Cho. Càng nói rõ đối Lý Thiên Mệnh coi trọng. Bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn biết rõ dùng tốt cái này, Bát Hoang Dung Lô, mới là đối bọn hắn lớn nhất báo đáp. Thiên Mệnh, tương lai rất dài, khí định thần nhàn, mới có thể bay đến người phàm không thể chạm đến vị trí, đến lúc đó, hôm nay phản người thích hợp, đều phải vì thế hối hận. Tình Vũ Đế Tôn lời nói thấm thía nói. Đúng. Khí định thần nhàn, ứng đối muôn vàn khó khăn. Cách trước khi đi. Lý Thiên Mệnh hỏi một vấn đề cuối cùng. Đế Tôn, liên quan tới Tử Yên Tinh Vương, người thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật ngoài ý liệu, bất quá ta đề nghị ngươi tiếp tục quan sát. Tình Vũ Đế Tôn mỉm cười nói. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh cũng thật ngoài ý liệu. Hắn mang theo Bát Hoang Dung Lô trở về Tử Chân Tinh Thành, huỳnh hỏa một đường lên đều treo ở chiếc đỉnh lớn kia phía trên, đã thèm nhỏ dãi. Chỉ cần ta tiến hóa hoàn thành. Đoán chừng lập tức đẹp trai phía trên mấy lần, đến lúc đó, Tiểu Nguyệt Nguyệt còn không phải ta cá trong chậu. Nghĩ đi nghĩ lại, ngụm nước thì ào 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 rơi xuống. Ngươi liền không thể thay cái dễ nghe hình dung từ, Lý Thiên Mệnh mắt trợn trắng. Vật trong bàn tay. Cút.
Bát tinh vũ trụ thần nguyên, loại chuyện này là không giấu được. Đế tôn cũng không có nói qua việc này giữ bí mật, thậm chí còn có chuyên môn tuyên dương ra ngoài, trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh đạt được, bát tinh vũ trụ thần nguyên, tin tức, lại lần nữa để Tử Diệu Tinh chấn động. Hắn xem như Tử Diệu Tinh phong quang nhất nhân vật, mỗi một cái nóng nảy tin tức, đều cùng hắn có quan hệ. Một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, tức sẽ có được cùng đế tôn một cấp bậc cộng sinh thú, dù là vị thành niên, vậy cũng đầy đủ oanh động. Tinh vũ đế tôn thật sự là khẳng khái a. Không có gì, Lý Thiên Mệnh xứng với kiểu khen thưởng này, mà lại Tử Tiêu đế cung bên kia vũ trụ thần nguyên cạnh tranh lại không kịch liệt. Nói như thế, số tuổi này nắm giữ đế tôn cấp bậc cộng sinh thú, thật làm cho người hâm mộ a. Thảm nhất vẫn là Diệp Thần, hắn lại bị triệt để so không bằng. Ta thậm chí nghe nói hắn cũng hướng thần diệu hoàng triều muốn qua bát tinh vũ trụ thần nguyên, nhưng là bị cự tuyệt. Xấu hổ. Bây giờ bị so không bằng, về sau còn có lúng túng hơn ở phía sau đây. Lý Thiên Mệnh cái gì thời điểm lại đi khiêu chiến vạn tinh bầu trời chiến trường A? Để mọi người cùng nhau nhìn xem đế tôn cấp bậc cộng sinh thú biểu diễn đi. Dù sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói trắng ra là, hiện tại Tử Diệu Tinh bát tinh thần thú, tuyệt đối không cao hơn 7 con. Trong đó thần diệu hoàng triều đế tôn cộng sinh thú, đều sẽ chiếm cứ trong đó đại bộ phận. Hy hữu, tương phản, mới là tạo thành oanh động nguyên nhân chính. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, cho rất nhiều người tạo thành cảm giác như vậy, cái kia chính là chỉ cần hắn bay lên, ai cũng đuổi không kịp hắn bay lên bước chân. Thần diệu hoàng triều, hắc ám cung điện, lạnh lẽo bầu không khí. Tại cái này đen nghịt thế giới bên trong, một bộ bạch y thiếu niên Diệp Thần cúi đầu đứng đấy. Xem ra cơ hồ bị hắc ám chìm ngập. Tại hắn ngay phía trước có một bóng người ở ngực có một cái to lớn thần tuyền vốn là quang mang lập lòe, nhưng hôm nay quang mang này biến thành màu đen, dạng này hắc ám thần tuyền, chế tạo là không có tận cùng đêm tối. Diệp Thần hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, cắn răng nói, ta vốn cho rằng thần dương vương cảnh là ta chuyển bại thành thắng căn bản, bây giờ nhìn còn chưa đủ. Hắn không là thuần túy ngự thú sư. Cộng sinh thú lại có thể trở thành bát tinh thần thú, này lại để cho ta tại căn bản thiên phú phía trên thua bởi hắn, sau này chênh lệch, sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Cho nên, đế tôn hỏi, ta muốn đế tôn thần nguyên, bởi vì ta cộng sinh thú đặc thù tính, một cái thần nguyên, liền có thể để chúng nó 5 cái cùng một chỗ tiến hóa. Ta liền có thể nắm giữ 5 đầu bát tinh thần thú, đây mới là ta cả đời này, mạnh nhất thiên phú. Diệp Thần ánh mắt khẽ run, phía trên hiện đầy tơ máu. Hắn nói ra câu nói này, hao phí rất lớn tinh lực, nói xong đều có hư thoát cảm giác. Nhưng, trước đó, ta đã cự tuyệt qua ngươi rất nhiều lần. Thần diệu hoàng triều trước mắt chỉ có một cái đế tôn thần nguyên tồn kho, nó vốn hẳn nên thuộc về ta dòng chính. Đế tôn nói, ta là ngài con rể, sinh mệnh cùng linh hồn đều thuộc về ngươi, ta liền là của ngươi dòng chính. Còn nữa, đối diện quá phong quang, đoạn này thời gian, chúng ta sĩ khí rất kém cỏi. Diệp Thần đạo. Lại cao nữa là, cũng chỉ là một giới mồm còn hôi sữa. Trong vòng mấy trăm năm, cũng sẽ không có tránh thức uy hiếp. Đế tôn lại nói. Nói đến đây, Diệp Thần kỳ thật tâm tình rất thất bại, nói thật hắn ngược lại hâm mộ Lý Thiên Mệnh, dù sao hắn không biết Lý Thiên Mệnh thu hoạch được đế tôn thần nguyên trở ngại, hắn chỉ cho là mình toàn tâm toàn ý vì thần diệu tộc hiệu lực, đối thần dụ công chúa tốt, có thể đổi lấy tựa hồ vẫn là cảnh giác, nghi ngờ cùng giữ lại. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Sớm đã nản lòng thoái chí, hắn chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Nhân sinh lên xuống, để hắn càng thấy rõ ràng bốn phía hết thảy, từng tại thần diệu hoàng triều phong cảnh thời điểm, hắn đối với nơi này cảm giác, đại khái cùng Lý Thiên Mệnh giờ phút này đối đãi Tử Tiêu đế cung không sai biệt lắm, thua về sau, mới biết được tình người ấm lạnh. Đúng. Diệp Thần cúi đầu xuống, lạnh cả người, chuẩn bị rời đi. Loảng xoảng. Một đầu sợi xích màu đen, vứt xuống dưới chân của hắn. Cái kia xiềng xích rất kỳ quái, một hồi là hư, một hồi lại là thực thể, không giống như là trật tự thần binh. Đây là cái gì? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Số mệnh khóa, đế tôn nói. Nghe được ba chữ này, hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt biến đến trắng xám, ánh mắt càng là rung động run dữ dội hơn. Hiển nhiên, hắn từng nghe nói loại vật này. Đế tôn có ý tứ là, bát tinh vũ trụ thần nguyên cũng không thể cho không ngươi đúng không? Dù sao ngươi còn trẻ, huống hồ cũng không phải ta thần diệu tộc, thứ quý giá như thế, ta cho ngươi chính là một trận đánh cược, chúng ta cùng Tử Tiêu đế cung khác biệt, mỗi một cái đế tôn thần nguyên thuộc về,
đều quan hệ đến chúng ta toàn bộ thần diệu hoàng triều tương lai, cho nên. Cho ngươi số mệnh khóa, là cho chúng ta song phương một cái cam đoan, dạng này ta mới dám đem đế tôn thần nguyên cho ngươi, có thể hiểu được sao? Đế tôn ở trên cao nhìn xuống, thanh âm nguy nga nói. Có thể ta muốn là chủ động tiếp nhận số mệnh khóa, sau này sẽ là khôi lỗi của ngươi. Diệp thần run rẩy nói. Cái này không có việc gì, chờ ngươi đến đế tôn cảnh giới, thì có thể đem mở ra. Đế tôn đứng dậy, trước ngực hắc ám thần tuyền phun trào lấy, hắn nện bước bước chân nặng nề, đi đến Diệp thần trước mặt, lời nói thấm thía nói, rời đi, vẫn là số mệnh khóa thêm đế tôn thần nguyên, ngươi tự mình lựa chọn, ta có thể không ép buộc ngươi, tránh khỏi ngươi cho rằng ta tính kế ngươi. Diệp thần nhìn lấy dưới chân cái kia hắc ám xiềng xích, lâm vào trường cửu dãy giụa bên trong. Thế giới nơi nào có ngươi xem đơn giản như vậy, ngươi có thể đi hỏi một chút cái kia Lý Thiên Mệnh, hắn đạt được đế tôn thần nguyên, không cần trả giá đắt sao. Tinh Vũ đế tôn thì 100% tin tưởng hắn, đế tôn nói. Sau khi nói xong, hắn an tĩnh nhìn lấy Diệp thần. Thiếu niên nhắm mắt lại, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Nhắm mắt lại thời điểm, rất dễ dàng nghĩ đến trên đài xem sao chính mình thảm bại, nghĩ đến trong khoảng thời gian này thần dụ công chúa đối với mình lãnh đạm. Càng nghĩ đến hơn người trong thiên hạ vì Lý Thiên Mệnh gieo hò hình ảnh. Ta lựa chọn, số mệnh khóa, Diệp thần cắn răng nói. Đây hết thảy tựa hồ cũng không có vượt quá đế tôn đoán trước. Phụ tôn, ta sẽ dùng hết tất cả, tranh thủ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Diệp thần quỳ trên mặt đất, vô cùng thành tín nói. Bé ngoan, đế tôn mỉm cười. Diệp thần cúi đầu, nhận lấy số mệnh khóa, tâm lý thầm thầm nói một câu. Như có một ngày. Ta cho thần diệu hoàng triều mang đến tai nạn, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, là ngươi trước tính kế ta a. Loại lời này, đương nhiên cũng chỉ có thể chôn giấu tại thân thể chỗ sâu nhất. Mấy tháng trước, hắn vẫn là rất rực rỡ rất thấu triệt, hết thảy đều rất tốt đẹp thiếu niên. Nhưng là hiện tại, giống như không phải. Tử Chân Tinh Thành. Tinh thành bên trong, có một tòa gọi là Bay Ngộ Núi, Sơn Phong, nó vào là chết đạt đến ngôi sao thành vị trí trung tâm. Bình thường tiên tiên thì cắm dễ tại cái này, làm hoàng cũng cần phải ở phụ cận đây chơi đùa, cách đó không xa còn có một cái đại hồ, đó là ngân trần mỗi ngày xếp hàng tắm rửa chỗ. Lý Thiên Mệnh đem, bát hoàng dung lô, mang về sau, liền đem nó đặt ở Bay Ngộ Núi, để tránh huỳnh hỏa hấp thu vũ trụ thần nguyên động tính quá lớn, đem Tử Chân Tinh Thành kiến trúc làm hỏng rồi. Vừa đem cái này đỏ thẫm đại đỉnh đặt ở Bay Ngộ Núi hạp cốc phía trên, huỳnh hỏa ra hỏa này thì không kịp chờ đợi chui vào. Dùng lại nói của nó, cái này đế tôn thần nguyên như thế châu bò, mang đến nhất định là một trận, sửa mặt thức, thuế biến, xét thấy sóc nguyệt gần nhất đối với nó đại hiến ân cần, hờ hững lạnh lẽo, nó cần muốn tăng lên cái hình người giống như, để sóc nguyệt tự ti mặc cảm đưa tới cửa. Dù sao, hiểu đều hiểu. Đại đỉnh bản thân đều tương đương với một cái lò luyện, đem huỳnh hỏa ném vào về sau, nó thì không có động tĩnh. Toàn bộ Tử Tiêu đế cung, thật nhiều người đều đang chăm chú huỳnh hỏa tiến hóa. Cái kia thần quy lão tổ đều cách một đoạn thời gian thì tiến đến, hỏi thăm Lý Thiên Mệnh, luyện chim, luyện đến thế nào. Trận này thuế biến, khoảng chừng cái thời gian 7-8 ngày. Từ lúc mới bắt đầu không có động tĩnh, đến dần dần truyền đến từng tiếng thống khổ chu lên, lại đến cái kia đỏ chiếc đỉnh lớn màu đỏ tiếp tục ầm vang chấn động, Lý Thiên Mệnh liền biết, huỳnh hỏa ra hỏa này lại đem bức trang lớn. Hắn nguyên bản định trước nghiên cứu lại nếm thử, kết quả huỳnh hỏa trực tiếp đi vào. Hiện tại chịu không được. Mẹ nó, mau đưa đắp mở ra a, mau đưa lão tử đun sôi. Nó ở bên trong đau thương kêu ầm lên. Đừng nóng vội a, ta trước hạ điểm thìa là. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đem đắp mở ra sau khi, tình huống của nó cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lý Thiên Mệnh ở phía trên nhìn xuống, chiếc đỉnh lớn kia bên trong co do một cái đỏ thẫm hỏa cầu. Ở trong đó luyện ngục hỏa phần bốc cháy, xông thẳng lên trời. Đều nhanh đạt tới mấy triệu mét, cùng vô thiên hỏa trụ một dạng, kết nối đến trên trời vân vụ đi. Rầm rầm rầm. Đến đón lấy hai ngày, trong cơ thể của nó phát ra đinh tai nhức óc oanh minh tiếng nổ tung âm, đưa tới rất nhiều người vây xem, đó là một loại huyết nhục thuế biến, cốt cách nối lại cảm giác, luyện ngục hỏa đã sớm nuốt sống Bay Ngộ Núi, hiện tại càng là tạo thành Tử Chân Tinh Thành chấn động. Chết không, Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng hỏi một câu. Kê ra ta rất tốt. Thuận tiện hỏi đợi một chút ngươi tổ tông. Ái chà chà, huỳnh hỏa nghiến răng nghiến lợi, còn tại tiếp nhận huyết nhục thuế biến cùng cái kia bát hoang dung lô nung khô. Cái kia đế tôn thần nguyên sẽ triệt để tan vào thân thể của nó, đưa nó trong huyết mạch năng lực triệt để phóng xuất ra,
quá trình này lại là rất khó thụ, nhưng một khi đại công cáo thành, chỗ tốt to lớn. Nhỏ như vậy cộng sinh thú, có thể chịu được bát tinh vũ trụ thần nguyên sao? Cho tới hôm nay đều không ợ ra rắm, đoán chừng có hy vọng. Cái này Phượng Hoàng quá xấu, hy vọng có thể tiến hóa thật tốt nhìn một số. Rất nói nhiều Huỳnh Hỏa còn miễn cưỡng có thể nghe, mà cái này một câu cuối cùng dính đến nhan trị vấn đề, tức giận đến nó tại chỗ phun lửa. Im miệng. Huỳnh Hỏa một tiếng chu lên, vậy mà dương cánh bay vút lên trời, có thể nghe được trong thân thể của nó không ngừng truyền ra pháo trúc một dạng thanh âm, đùng đùng không dứt, nghe mười phần chói tai. Ông! Cái này một bay lên, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, nó hình thể lại tăng lớn thêm không ít, dương cánh khoảng chừng 2.000 mét trở lên, bay ở trên trời, như cùng một mảnh màu đỏ thẫm biển lửa, khí thế vẫn là tương đối hung mãnh. Nói như vậy, nó đại khái đã tiến hóa đến không sai biệt lắm. Ngay tại Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy thời điểm, hắn bất ngờ nhìn đến, Huỳnh Hỏa cái kia triển khai hai cánh phía trên, đột nhiên xuất hiện hết thảy 10 cái phun lửa lỗ hồng, cái kia người tiếp tục banh ra, thoáng qua ở giữa trở thành 10 cái hắc ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy, cái này cùng cái kia, bát hoang dung lô, phía trên hỏa diễm vòng xoáy tương tự, bất quá số lượng tăng lên 2 cái. Ong ong, một đôi cánh, 10 đại hỏa diễm vòng xoáy, xem ra vẫn rất hùng vĩ, giống như nó vỗ một lần cánh. Nhiệt độ chung quanh đều bị vòng xoáy này cho nuốt hút vào, bốn phía vậy mà biến đến lạnh lạnh lên. Cái này 10 cái vòng xoáy, không phải kiếp vòng vị trí sao? Huỳnh Hỏa trên thân, cũng là có hết sức rõ ràng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp vòng, vừa vặn ngay tại cánh xuống. Rất hiển nhiên, bát hoang dung lô cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp còn sinh ra một số biến hóa, tối thiểu hỏa diễm vòng xoáy tăng lên 2 cái. 10, không hề nghi ngờ, càng thêm viên mãn. Mà cái này mới thuế biến, sẽ mang lên gì các loại năng lực, vậy phải xem Huỳnh Hỏa gia hỏa này chính mình phô bày. Bây giờ, nó hiện tại trong hai mắt, hết thảy có 8,888 điểm sao. Một cái vô cùng cắt lợi con số, Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Dương cánh 2.000 mét, bay vút thượng thiên, già thiên tế nhật, hắc ngọn lửa màu đỏ đốt cháy, đơn chim thành biển, thập đại kiếp vòng hóa thành 10 cái để người ra đầu tê dại vòng xoáy, tựa như là 10 há to mồm. Dạng này Huỳnh Hỏa, ở vẻ bề ngoài, khí độ phía trên, đã siêu việt cái này Tử Diệu Tinh phần lớn cộng sinh thú, theo mặt bài phía trên nhìn, đã là thực sự, đế tôn thần thú. Chỉ kém trưởng thành đến đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh gặp qua rất nhiều phượng hoàng, đại đa số đều ưu nhã, đoan trang, tôn quý, duy chỉ có Huỳnh Hỏa là một ngoại lệ, nó như là đế hoàng, hừng hực, bá đạo, càng là tiến hóa thì càng tiếp cận trong mộng cảnh nó loại kia vĩnh hằng, bá khí, ngoài ta còn ai. Thôn phệ thiên địa khí chất, cùng nói là phượng hoàng, không bằng nói là một con phượng hoàng bộ dáng tinh không quái vật. Cái này 10 cái phượng hoàng hai cánh phía trên hắc ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy, từ xa nhìn lại như là 10 con mắt to, cái này khiến nó tại bá khí sau khi, còn lộ ra đến đáng sợ. Tử Diệu Tinh từ trước tới nay cảnh giới thấp nhất bát tinh thần thú. Chỉ có tinh tướng thần cảnh cấp 10. Cảnh giới này, có loại này huyết mạch, Lý Thiên Mệnh tin tưởng toàn bộ vô tận trật tự tinh không. Cái kia đều tìm không ra mấy cái. Bình thường tới nói, Tử Diệu Tinh trong lịch sử đế tôn thần thú, trên cơ bản đều là tại thần dương vương cảnh đỉnh phong tiến hóa, mà không phải tinh tướng thần cảnh đỉnh phong, cho dù là thần dương vương cảnh sơ kỳ, mọi người đoán chừng cũng sẽ không quá kinh ngạc. Chính vì vậy, hiện tại Huỳnh Hỏa tuy nhiên huyết mạch cao đoan, trời sinh, điểu vương, bất quá đụng tới những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm, hơn ngàn năm cộng sinh thú, cũng phải nghỉ cơm. Bất quá. Ta đã tinh tướng thần cảnh cấp 10, tăng thêm hiện tại Huỳnh Hỏa, thần dương vương cảnh tầng thứ 3 trưởng bối, đoán chừng đều không phải là đối thủ của ta. Bình thường tới nói, hằng tinh nguyên thế giới tinh anh tầng thứ, đến thần dương vương cảnh tầng thứ 3, đều đã 4-500 tuổi. Ong ong, Huỳnh Hỏa bay trên trời đến bay đi, vô cùng bựa lộ ra được chính mình, hưởng thụ lấy phía dưới những cái kia tán thưởng ánh mắt. Lăn xuống tới, Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói. Ua! Tiểu bất điểm nhi. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nhìn hắn một cái, lại xoay vài vòng, thẳng đến xác nhận Sóc Nguyệt bị chính mình chinh phục, về sau, nó mới gào thét lên từ trên trời nhảy lên xuống. Vù vù. Đang bay xuống tới quá trình bên trong, thân thể của nó bắt đầu thu nhỏ áp xúc, làm đến Lý Thiên Mệnh trước mắt thời điểm, nó đã về tới một cái tiểu hoàng gà hình tượng, ra sức phốc linh lấy cái kia không có lông cánh, rơi vào Lý Thiên Mệnh tóc phía trên, có thể nhìn đến dù cho thành tiểu hoàng gà. Nó cái kia chọc lông trên cánh 10 cái, bát hoang dung lô, kiếp vòng còn tại. Vì cái gì vẫn là biến thành tiểu hoàng gà,
ngươi quen thuộc chính mình hèn mọn hình tượng sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi hiểu cái bướm đây này, ta cái này gọi giả heo ăn thịt hổ, trước làm bộ đáng yêu, lại triển lãm hùng vĩ, mới khả năng hấp dẫn muội tử, khai mở 3000 hậu cung. Huỳnh Hòa đắc ý nói. Thổi a ngươi, liền sóc nguyệt ngươi đều không giải quyết được. Lý Thiên Mệnh nói. Ai ai ai, ngươi cái này thẳng nam, người ta gọi là rụt rè. Huỳnh Hòa chậc chậc lắc đầu. Đi khác kéo, ngươi cái kia 10 cái động, có thể cả cái gì dùng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái nào 10 cái động? Huỳnh Hòa sáng lên một cái hai cánh, nhất thời mắt trợn trắng, nói, ngươi cái này nhà quê, gà đại ca ta đây là, luyện ngục chi môn, nó là ta vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng kết cấu thân thể căn bản, bình thường là có 8 cái, nhưng bây giờ bởi vì tiểu mệnh kiếp tăng lên tới 10 cái, mở ra luyện ngục chi môn về sau, ta liền có thể trực tiếp thôn vệ hằng tinh nguyên, tại không chuyển hóa làm tinh luân nguyên lực điều kiện tiên quyết, đem thôn vệ hằng tinh nguyên bộc phát ra đi, đạt tới cùng loại trước kia cái thần thông. Luyện ngục mệnh hỏa, hiệu quả. Đương nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái này không thì có chút giống là lần trước Cửu Long Đế Tôn cùng cái kia bản nguyên long hồn, tại Vạn Long Thần Sơn chi chiến tạo thành hiệu quả. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bất luận cái gì hằng tinh nguyên tại không chuyển hóa làm tự thân tinh luân nguyên lực tình huống dưới, là không thể vận dụng, nhưng lần đó là một cái mặt khác, lúc ấy Lý Thiên Mệnh chỉ là một cái, hạch tâm, một cái môi giới, tránh thức mượn dùng hằng tinh nguyên lực lượng chính là bản nguyên long hồn. Bất kỳ người tu luyện nào đều có thể hấp thu hằng tinh nguyên, nhưng đó là quá trình tu luyện sử dụng công pháp đem hằng tinh nguyên chuyển hóa làm tự thân tinh luân nguyên lực, ngay cả như vậy đều cần tự thân thần ý chấn áp, mà hằng tinh nguyên lực lượng thuộc tại thiên địa pháp tắc lực lượng, do thiên địa trưởng khống, nhân lực nếu muốn trực tiếp sử dụng cơ bản không thể nào, cái này tại tu luyện người thế giới là một cái thưởng thức. Vạn Long Thần Sơn một lần kia, khai thác Lý Thiên Mệnh nhãn giới. Không nghĩ tới hôm nay Huỳnh Hòa nói đồng dạng tương tự phương thức, chỉ bất quá nó là dựa vào thái cổ hỗn độn cự thú thiên phú, mở ra 10 cái luyện ngục chi môn. Không kém bao nhiêu đâu, người đem thân thể của ta xem như là một cái trật tự kết giới là được rồi, trật tự kết giới cũng là hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng đến vận chuyển, bao quát tinh hải thần hạm cũng thế, mà ta bản thân tạm thời có thể làm một cái cỡ nhỏ tinh hải thần hạm, đương nhiên cần thời gian nhất định tích xúc lực lượng, theo ta cảnh giới tăng lên, bạo phát thì càng ngày càng mạnh. Huỳnh Hòa đập lấy bộ ngực, tự tin vô cùng nói. Thật không hổ là đế tôn thần nguyên, lần này huyết mạch thuế biến, trước kia hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Trước kia chỉ là giác tỉnh một hai cái thần thông, hình thể biến lớn, mà lần này cải biến Huỳnh Hòa căn bản kết cấu, để nó thực sự trở thành một đầu cỡ nhỏ, đã từng ở trong giấc mộng bay qua tinh không, nuốt mặt trời cự thú. Luyện ngục chi môn là căn bản. Lý Thiên Mệnh nhớ tới bát hoang dung lô. Nó là một cái hình dáng như dạ dày vũ trụ thần nguyên, phía trên hết thảy có 8 cái vòng xoáy, nói cách khác Huỳnh Hỏa hiện tại thân thể, ngoại trừ tự thân thần ý cùng tinh luân nguyên lực bên ngoài, nó còn tương đương với một cái siêu đại hình dạ dày, có thể tiếp tục hằng tinh nguyên lực lượng, trực tiếp tới một lần bạo phát, cái này cùng loại tinh hải thần hạm công kích hiệu quả, đương nhiên, nó hiện tại lực sát thương, đoán chừng cũng thì tương đương với một cái, cỡ nhỏ tinh hải thần hạm. Tới một lần, Lý Thiên Mệnh muốn mở mang kiến thức một chút. Được a, bất quá vừa mở ra luyện ngục chi môn, ta năng lực chịu đựng có hạn, tối cao tiếp tục một phút ta đoán chừng liền chịu không được. Huỳnh Hỏa nói. Một phút, đủ rồi, thời điểm chiến đấu, ai để ngươi nín một phút đại chiêu, ngốc tất. Ai nha, ngươi dám xem thường ta, cẩn thận ta oanh tạc rơi đầu của ngươi. Huỳnh Hỏa hung ác nói. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, bỗng nhiên phình bụng cười to. Cười cọng lông a, ngươi kỹ năng này. Để ta có chút muốn cho ngươi thủ một cái mới ngoại hiệu oanh tạc gà. Lý Thiên Mệnh lời vừa nói ra, Miêu Miêu, Tiên Tiên bọn họ đều cười nghiêng ngửa. Oanh tạc gà, ha ha, oanh tạc gà. Lam Hoàng giơ lên cái kia to lớn long chảo, đè vào Huỳnh Hỏa trên ót, hai cái to lớn đầu hé miệng, cái kia lớn giọng đẩy ra, cười đến thanh thế to lớn. Huỳnh Hỏa cái kia trên ót, nhất thời xuất hiện ba đầu hắc tuyến. Ăn ta một chiêu đi, thiểm quang rùa. Nó rít lên một tiếng, vỗ cánh ngút trời, bay trên trời quá trình trong nháy mắt dương cánh 2000 mét, từ chăn tinh thành bên ngoài rất nhiều người chính muốn ly khai, lại lập tức bị Huỳnh Hỏa lại hấp dẫn. Nó muốn làm gì? Không biết. Thoạt nhìn như là muốn nín đại chiêu. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Huỳnh Hỏa cái kia phượng hoàng hai cánh phía trên 10 cái hắc ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy đột nhiên chuyển động, cái này chuyển tốc trực tiếp bão tố cao đến cực hạn. Trong lúc nhất thời trong không khí truyền đến mãnh liệt chấn động tiếng oanh minh âm,
chung quanh dường như đã nhấc lên phong bão. Nó làm cái gì vậy? Hấp thu hằng tinh nguyên, biểu diễn tu luyện. Đối tất cả tu luyện giả tới nói, hấp thu hằng tinh nguyên mục đích cũng là vận chuyển công pháp đem chuyển hóa làm tự thân tinh luân nguyên lực, bổ sung đến thiên tinh luân bên trong đi. Mỗi cái giới tử bên trong đều có thiên tinh luân. Tinh luân nguyên lực toàn bộ cất giữ tại giới tử bên trong. Nhưng là, thời khắc này huỳnh hỏa khác biệt, nó hấp thu hằng tinh nguyên tốc độ, trong thời gian ngắn thì đạt đến lúc thời điểm tu luyện nghìn lần, vạn lần, bình thường tới nói, thân thể nó giới tử, căn bản không chịu nổi dạng này bạo tăng lực lượng, thần ý cũng không nắm được. Vấn đề là, những thứ này hằng tinh nguyên lực lượng, căn bản không phải hướng giới tử nội bộ đi. Nó cái này vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thân thể đều là từ lít nha lít nhít giới tử tạo thành, nhưng nó cái này thái cổ hỗn độn cự thú thần dị ở chỗ, nó giới tử cùng giới con trước đó, ngoại trừ tạo thành thân thể máu thịt bên ngoài, còn có mới liên lụy. Nói ngắn gọn, thân thể của nó bản thân, vốn có giới tử, thiên tinh luân hệ thống bên ngoài, còn có một cái hệ thống, cái này hệ thống từ giới tử lẫn nhau liên lụy, phối hợp hình thành, để thân thể của nó tương đương với một cái to lớn dạ dày, hoặc là nói là, luyện ngục rong lô. Thông qua cái kia 10 cái luyện ngục chi môn, có thể đem hằng tinh nguyên trực tiếp thôn phệ đến cái này luyện ngục rong lô bên trong, ngắn hạn trưởng khống, những thứ này hằng tinh nguyên lực lượng cũng không có hóa thành tinh luân nguyên lực tiến vào giới tử nội bộ, mà là tại giới tử cùng giới tử ở giữa, bị vô số giới tử tạo thành, luyện ngục rong lô áp chế. Tinh luân nguyên lực, tại mỗi một cái giới tử nội bộ, mà hấp thu hằng tinh nguyên, thì tại giới tử phần ngoài. Như thế hấp thu hằng tinh nguyên. Lại không có bị loại này hằng tinh nguyên no bạo, cái kia cũng là bởi vì huỳnh hỏa là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, là thái cổ hỗn độn cự thú, đây là huyết mạch của nó đặc tính, nó mỗi một cái giới tử bản thân, đều cùng còn lại thú loại khác biệt. Cho nên nói, đây mới gọi là chân chính thiên phú thần thông. Bây giờ theo phần ngoài phía trên nhìn, chung quanh hằng tinh nguyên hóa thành tạo thành hỏa trụ, bị huỳnh hỏa cái kia 10 cái luyện ngục chi môn nuốt hút đi vào, cái này khiến huỳnh hỏa trực tiếp trở thành một cái đại hỏa cầu. Đường kính đạt tới 3.000 mét trở lên, nằm ngang ở tử chăn tinh thành trên không, hơn nữa còn đang khuếch đại. Mà từ nội bộ nhìn, những cái kia cuồng bạo hằng tinh nguyên lực lượng, tại nó giới tử cùng giới tử trong khe hở lưu chuyển, đem thân thể nó tất cả giới tử đều vây quanh, lại cùng giới tử nội bộ tinh luân nguyên lực nước giếng không phạm nước sông. Nó dựa vào luyện ngục rong lô, dựa vào vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng đặc thù giới tử, đặc thù huyết mạch, hình thành một cái cường mà có lực tổng thể. Tựa như là một cái siêu cường dạ dày, đem những thứ này còn chưa chuyển hóa thô bạo hằng tinh nguyên lực lượng tạm thời áp chế. Cái này uy lực gì? Quá kinh khủng đi, ta cảm giác không ít thần dương vương cảnh, đều không thể thích xúc loại này lực lượng. Vẫn còn tiếp tục. Không đúng, nó căn bản không phải tại tu luyện, không thể chuyển hóa làm tinh luân nguyên lực, nó còn như vậy hấp thu, là sẽ bị no bạo trở thành toái phiến A. Đã vượt chỉ tiêu, tiếp tục như vậy nữa, thật sự là muốn nổ. Vấn đề là, huỳnh hỏa chẳng những không nổ, hơn nữa còn đang hấp thu, đại khái một phút sau, nó đã trở thành một cái đường kính hơn vạn mét siêu cấp đại hỏa cầu, nằm ngang ở tử chăn tinh thành trên không, thậm chí toàn bộ vạn lý tinh thành đều có thể nhìn đến cái này một khỏa thiêu đốt mặt trời. Ta thật sự là quỳ, đây là cái gì thần kỳ cộng sinh thú? Đến lúc này thời điểm, tử tiêu đế cùng những người tu luyện, chỉ có thể nói chính mình nhìn mà than thở. Mọi người suy nghĩ một chút Lý Thiên Mệnh so Diệp Thần mạnh bao nhiêu. Phải biết Lý Thiên Mệnh chủ nghiệp là cửu kiếp thức thần tu luyện giả A, cộng sinh thú chỉ là huyết thần khế ước tới, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn quang cộng sinh thú đều so Diệp Thần cường. Mọi người càng thêm cuồng nhiệt. Cũng liền Lý Thiên Mệnh chính mình luống cuống, hắn vội vàng nói, gà đại ca, đừng có lại hút, chúng ta cam đoan cũng không tiếp tục bảo ngươi oanh tạc gà, nhanh phát xạ đi. A không, nhanh phun ra ngoài đi. Trên trời cái này một cái 10.000 mét mặt trời, để Lý Thiên Mệnh tránh thức cảm nhận được thái cổ hỗn độn cự thú siêu việt sinh linh địa phương. Trước kia huỳnh hỏa miêu miêu bọn họ, tuy nhiên rất mạnh, nhưng còn không có để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại sinh mệnh tầng thứ siêu việt. Coi như ngân trần vô cùng thần kỳ, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác nó vẫn là có yếu điểm, mà lại chiến đấu lực không tính rất mạnh. Nhưng giờ khắc này huỳnh hỏa, hướng Lý Thiên Mệnh phô bày cái gì gọi là tinh không siêu cấp sinh mệnh. Vượt cấp tính là gì? Cho nó một phút, để nó tích xúc lực lượng, nó liền có thể hóa thân oanh tạc gà. Gà đại ca, lại không nhổ ra, tối nay chúng ta liền muốn ăn gà nướng. Tiên Tiên vô cùng kinh hoàng nói, nhưng nói đến gà nướng hai chữ thời điểm, vẫn là không nhịn được liếm lấy một chút miệng. Nhìn kỹ, hèn mọn phàm nhân,
Trời bên trên truyền đến huỳnh hỏa khinh miệt thanh âm. Vạn vạn không nghĩ đến, đều lúc này thời điểm, nó còn có rảnh rỗi trang bức. Lý Thiên Mệnh ánh mắt xuyên qua trùng điệp biển lửa, thấy được bản thể của nó, đúng vào lúc này, nó phượng hoàng hai cánh phía trên 10 cái luyện ngục chi môn trực tiếp đóng lại, không lại hấp thu hằng tinh nguyên, đương nhiên cái này cũng dẫn đến trong cơ thể nó, luyện ngục rong lô, triệt để phong bế, đó là bị áp xúc đến vô cùng tàn nhẫn nhất thời khắc, nó cái này vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thân thể, cứ thế mà chế trụ những thứ này hằng tinh nguyên lực lượng. Vù vù, nó liền hai mắt đều tại phun lửa. Lúc này thời điểm nó căn bản không phải phượng hoàng, mà chính là một đầu tinh không hỏa diễm quái vật, lớn đến vô biên vô hạn. Nó vốn đến nhìn thoáng qua phía dưới, muốn cho Lam Hoàng đến một chút, bất quá hiện nay lực lượng vượt ra khỏi nó dự liệu của mình, làm là huynh trưởng, nó chỉ có thể nhìn hướng thương trời. Ngay một khắc này, nó thực sự nhìn không được, mở ra nó phượng hoàng chi miệng, chỉ hướng trời cao tử tinh mây. Oanh! Một đạo ngưng kết thành màu tím đen hỏa trụ, đột nhiên bạo phát ngút trời, tựa như là một đám lửa trường thương, trong nháy mắt xuyên qua đến mấy triệu mét cao tử tinh vân thượng. Ông! Cái kia màu tím đen hỏa trụ âm thanh gào thét, tại tiến đụng vào tử tinh mây một khắc nổ tung ra, trực tiếp tại cái kia sáng chói tinh vân phía trên, đâm vào một cái tối thiểu 10 vạn mét hố lớn, trong lúc nhất thời mây khói lăn lộn. Ây! Cái này thịnh đại quang cảnh, đệ tử chăn tinh thành phụ cận tất cả mọi người trừng to mắt. Đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này, thậm chí không ít trưởng bối đều bị hấp dẫn mà đến, theo ánh mắt của bọn hắn nhìn, khẳng định bị cỗ lực lượng này dọa sợ. Thời gian trọn vẹn tĩnh mịch 10 hơi thời gian. Thẳng đến tử tinh mây khôi phục động tĩnh, mà cái kia huỳnh hỏa chung quanh mây khói tiêu tán, mọi người nhìn lấy cái này một cái một mặt ngạo kiều phượng hoàng, lúc này mới rối loạn lên. Chim thần, a à không, thần điểu. Tiếng hoan hô, tiếng than thở, kéo dài không dứt. Nhìn các ngươi cái này một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, ai? Huỳnh hỏa cả sửa lại một chút kiểu tóc, đáp xuống, lần này nó cũng không có nhỏ đi, mà chính là từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái trắng như tuyết bằng điều trước mặt, tại đối phương trong ánh mắt đờ đẫn, duỗi ra rộng lớn vũ rực, nắm ở cái kia bằng điều, tràn đầy nhu tình, ánh mắt thâm trầm. Khụ khụ, Sóc Nguyệt cái này mới phản ứng được. Nói thật, nó đều bị gia hỏa này bựa dọa sợ. Như thế nào Tiểu Nguyệt Nguyệt, ca hung mãnh, phải chăng để trái tim của ngươi như ở trên bầu trời tử tinh mây một dạng, để cho ta đánh ra một cái hố. Huỳnh hỏa một vỗ ngực, bá khí nảy sinh. Vừa mới ngươi rất hung mãnh, hiện tại vừa nói tựa như cái đần độn. Sóc Nguyệt dở khóc dở cười nói. Đần độn, ta hiểu được, đây là liếc mắt đưa tình, nói rõ ngươi đã tin phục tại ta hùng vĩ phía dưới, vậy sau này ta xưng hô ngươi là đứa ngốc đi. Huỳnh hỏa đối với mình ý tưởng phi thường hài lòng. Chật chật gật đầu. Thằng ngu, đừng có lại cho lão tử mất mặt, Lý Thiên Mệnh đều nhanh nôn. Ta có hay không đem trái tim của ngươi đánh ra một cái hố? Hắn mèo đây là người nói lời sao? Im miệng đi ngươi, ngươi chính là ghen ghét ta anh Tuấn uy vũ. Huỳnh hỏa lúc này mới hóa thành tiểu hoàng gà, hướng về Lý Thiên Mệnh chọc tới. Tràng diện này, một lần để người vây xem im lặng. Bất quá, từ nay về sau. Huỳnh hỏa khẳng định sẽ tại tử diệu tinh phía trên, nắm giữ thuộc về nó danh tiếng của mình, đây là thái cổ hỗn độn cự thú vốn hẳn nên thì có. Nói trắng ra là, Lý Thiên Mệnh cửu kiếm thức thần như bức nữa, nhưng để ở chiến trường chân chính phía trên, cuối cùng vẫn là không lấn át được cái này năm đầu thái cổ hỗn độn cự thú tao nhã. Hôm nay huỳnh hỏa, bất quá cũng chỉ là bắt đầu. Nhưng, nó vừa mới một chiêu kia uy lực, cũng đã tạo thành oanh động. Đế tôn thần thú sinh ra. Sẽ chỉ làm Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thần kéo ra càng lớn chênh lệch. Nghe nói Diệp Thần đến Thần Dương Vương cảnh, cũng không biết, bên kia đế tôn, phải chăng bỏ được đế tôn thần nguyên đâu. Rửa mắt mà đợi đi, ta cảm thấy lại không cho, Diệp Thần đều sắp tàn phế rồi. Thì hắn, đã sớm thất bại thảm hại, căn bản không có cùng Lý Thiên Mệnh đối kháng tư cách. Cầm Tử Tiêu đế cùng đế tôn thần nguyên, huỳnh hỏa có rất lớn tăng cường, cái này mang ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh cần muốn xuất ra mới biểu hiện. Nhất định phải để bọn hắn cảm thấy, cái này đế tôn thần nguyên cho ta rất đáng, ta mới có thể có đến càng nhiều. Hắn cùng Tử Tiêu đế cung hết thảy, đều không mưu mà hợp. Hắn muốn trở về trật tự chi địa, cần phải nhanh chóng trưởng thành, cần đại lượng tu hành tư nguyên, mà Tử Tiêu đế cung cần vinh diệu, cũng cần hắn che lại thần diệu hoàng triều Diệp Thần. Diệp Thần đối với ta, quá trọng yếu. Nói khoa trương điểm. Hắn là Lý Thiên Mệnh bây giờ có thể xuôi gió xuôi nước lại đạt được chúng sinh thần ý điều kiện tất yếu,
hắn cũng không phải đá cản đường, mà chính là Lý Thiên Mệnh trợ lực. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không có chút nào chán ghét hắn. Là thời điểm đi cấp 2 thanh hư chiến trường, lại cho ra một lần xinh đẹp chiến tích. Lần này thậm chí so với lần trước quan trọng hơn. Hoàn toàn không thể nới trễ. Vì cái gì? Đó là bởi vì Tử Tiêu Đế Cung còn có một cái bát tinh vũ trụ thần nguyên. Bọn họ cho ta một cái, đã cao nữa là, một cái khác bát tinh vũ trụ thần nguyên, bình thường cũng sẽ không cho ta, ta muốn cầm đến, độ khó khăn tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Nhưng là, chỉ cần sáng tạo kỳ tích, tất cả không có khả năng, tổng sẽ thành khả năng. Hắn nghe ngóng, hiện tại Tử Diệu Tinh phía trên, trừ bỏ vừa bị chính mình dùng hết, bát hoang dung lô, cũng chỉ còn lại hai cái đế tôn thần nguyên, thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đế Cung mỗi người một cái. Thần Diệu Hoàng Triều bên kia cái kia, mới thật sự là không có khả năng. Cả sửa lại một chút tu vi, một lần nữa cộng sinh tu luyện kế thừa huỳnh hỏa thuế biến sau huyết mạch, Lý Thiên Mệnh phát hiện, làm ngự thú sư, hắn muốn phải thừa kế huỳnh hỏa loại này, luyện ngục chi môn, thiên phú, vẫn tương đối khó. Nói trắng ra là, Lý Thiên Mệnh thái cổ hỗn độn cự thú thân thể, nguồn gốc từ tại tiếp nhận huyết mạch của bọn nó, muốn chân chính biến thành cùng bọn họ giống như đúc, cái kia không có khả năng. Nhưng, dù là chỉ tiếp nhận một nửa, 10 cái thái cổ hỗn độn cự thú, vậy cũng tương đối khá. Người cùng thú, dù sao có rất nhiều căn bản khác nhau. Mặc dù không có mở ra luyện ngục chi môn, nhưng Lý Thiên Mệnh bản thân huyết mạch, còn có trình độ nhất định tăng lên. Tăng cao tu vi về sau, muốn ở trên trời vị kết giới ghi chép. Để Lý Thiên Mệnh có chút không nghĩ tới chính là, hắn vốn cho rằng huỳnh hỏa, luyện ngục chi môn, một chiêu này. Rất không có khả năng bị thiên vị kết giới phân biệt, sẽ không phát huy ra uy lực, có thể thông qua ghi chép, hắn phát hiện loại này thần kỳ kỹ năng, vậy mà đều bị huyễn thiên chi cảnh ghi chép tiến vào. Rất hiển nhiên, thiên vị kết giới cũng không quan tâm nó như thế nào mạnh lên, chỉ biết là nó thi triển cái này kỹ năng, bản thân có thể mạnh lên là được rồi. Cho nên, huỳnh hỏa có thể tại huyễn thiên chi cảnh thi triển cái này kỹ năng, mà lại không cần hấp thu hằng tinh nguyên, càng không cần lo lắng nổ tung. Dù sao huyễn thiên chi cảnh nói cho cùng, cũng là một trận mô phỏng, trong đó, xả qua thức phân biệt có không ít. Nhưng thí dụ như hỗn độn tinh tướng đối với những khác tinh tướng áp chế, nó liền có chút không hiểu rõ, bởi vì cái này không có luyện ngục chi môn mạnh lên như vậy trực quan. Có thể ghi chép cấp bậc này, vậy ta tại cấp 2 thanh hư chiến trường, hẳn là có thể mạnh hơn. Là thời điểm chinh chiến. Lý Thiên Mệnh tiến nhập thiên vị kết giới. Khương Phi Linh cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn linh hạch có 4 cái thiên vị kết giới, Khương Phi Linh đã từng lấy tiểu linh cái thân phận này đi vào qua. Ta đi huyễn thiên chi cảnh cách, chờ ngươi trở về. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Tại huyễn thiên chi cảnh, nàng cũng có thể nhìn xem Lý Thiên Mệnh chinh chiến hành trình. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nhu hòa gật đầu. Là hắn để Khương Phi Linh đi vào. Bởi vì dạng này, trong thế giới hiện thực, thân thể của nàng cũng sẽ ở bên cạnh mình. Bây giờ nàng phát sinh rất nhiều cổ quái sự tình, Lý Thiên Mệnh không muốn để cho nàng rời đi chính mình quá xa. Không có chuyện ca ca, người yên tâm đi chinh chiến đi, ta sẽ ngoan ngoãn không loạn động. Khương Phi Linh an ủi. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Hắn có việc a? Cái này, Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ đóng băng thuật, để hắn im lặng ngưng nghẹn. Đi trước cấp 2 thanh hư chiến trường biểu hiện một chút, ổn định nhân tâm, lại đến triệt để nghĩ biện pháp, giải quyết Linh Nhi vấn đề. Dù sao dạng này đối thân thể nàng cũng không tiện. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cùng Khương Phi Linh cùng đi đến huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh còn thu được tại huyễn thiên chi cảnh, đạt được một mảnh độc thuộc về không gian tư cách, cùng loại thần quy lão tổ bãi cát cùng thần dụ công chúa bên hồ Tiểu Trúc. Lý Thiên Mệnh đem cái này độc thuộc không gian đánh tạo thành thập phương đạo cung, số 1 đình viện, dáng vẻ, đó là hắn cùng Khương Phi Linh ở đến lâu nhất địa phương. Khương Phi Linh lười đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp tu hành, liền ở chỗ này chờ nàng. Cái này số 1 đình viện, người khác hoàn toàn vào không được. Linh Nhi, vậy ta liền đi vạn tinh bầu trời chiến trường ha. Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt giai nhân, cho dù ngắn ngủi phân biệt, hắn cũng có chút không bỏ được. Đi thôi, đại anh hùng. Khương Phi Linh duỗi ra hai tay, cười nói tự nhiên nhìn lấy hắn. Tới. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh ngây ngốc một chút, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt. Làm gì? Khương Phi Linh kỳ quái hỏi. Làm a, bên ngoài không thể, nơi này có thể a,
người không kết băng, phát hiện không? Lý Thiên Mệnh tâm đều nhanh cười đã nứt ra. Hắn meo. Huyễn Thiên Chi cảnh thật tốt. Hắn hôm nay mới nhớ tới điểm này. A. À, Khương Phi Linh cũng ngây ngẩn cả người, Lý Thiên Mệnh cái kia nóng rực ánh mắt, để khuôn mặt của nàng lập tức phốc một tiếng, đỏ lên. Các ngươi tại nói cái gì? Lý Thiên Mệnh trên người hình xăm, huỳnh hỏa hỏi. Câu nói này như là một chậu nước, tưới đến hai người bọn họ trên đầu. Khụ khụ, kém chút quên bọn họ đều tại. Tại Tử Chân Tinh Thành thời điểm, bọn họ một chỗ thời điểm, đều đem cái này năm người đuổi chạy. Liền Ngân Trần một cái con rán cũng không thể lưu lại. Bất quá tại Huyễn Thiên Chi cảnh, bọn họ đều ở trên người đây. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dần xuống kích động trong lòng, hướng về phía Khương Phi Linh chớp mắt, ý tứ cũng là lần sau không dẫn chúng nó tiến đến, cái kia là có thể. Hiểu đều hiểu, người đã hiểu không? Lý Thiên Mệnh ra sức chớp mắt nói. Đã hiểu, ca ca, ta đã hiểu. Khương Phi Linh e lệ cúi đầu xuống. Nàng chỉ có thể cảm khái, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, thượng thiên lại cho Lý Thiên Mệnh mở một cánh cửa sổ. Nhìn hắn cái này khỉ bộ dáng gấp gáp, nàng đều nhịn cười không được. Nam nhân a, a. Hiểu cái bướm đây này a, các ngươi tại nói cái gì a? Huỳnh Hỏa bọn họ khó hiểu nói. Năm cái tiểu gia hỏa đều một mặt ngây thơ. Xéo đi. Lần này là không được, dù sao muốn đi cấp 2 thanh hư chiến trường, bất quá tiếp đó, còn nhiều cơ hội. Chờ ta trở lại. Cùng Khương Phi Linh, lưu luyến không rời, cáo biệt về sau, Lý Thiên Mệnh thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh đến Huyễn Thiên Chi Nhãn, lại thông qua bầu trời thông đạo, đi vào cấp 2 thanh hư chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt tràn đầy xanh biếc mê vụ, dưới lòng bàn chân là tanh hôi hải dương màu xanh lục, toàn bộ thế giới vô cùng vô tận. Ở chỗ này, nắm giữ Ngân Trần ta, hẳn là sát thần A. Bách nhân trảm, theo liền hoàn thành. Đối rất nhiều người mà nói, muốn tại cái này cấp 2 thanh hư chiến trường tìm tới đối thủ rất khó, nhưng là đối Lý Thiên Mệnh tới nói, cái này dễ như trở bàn tay. Không quan tâm người nơi này bao lớn, hắn cái này 5 triệu Ngân Trần phân thân thả ra ngoài, sớm muộn trải rộng cấp 2 thanh hư chiến trường. Đây là khác mẫu hoàng hệ cộng sinh thú làm không được sự tình, bởi vì bọn họ tử thể, không có khả năng từ Ngân Trần dạng này, IQ cao, còn có thể trao đổi lẫn nhau, nói cho cùng Ngân Trần cũng không phải là mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, nó liền không có mẫu hoàng. Hô hô hô, nguyên một đám vô hình con rắn nhỏ, dọc theo cái này hải dương màu xanh lục, hướng về bốn phía khuếch tán. Một phút sau, Ngân Trần đã tìm được 5-6 người. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất kích. Đơn độc chém giết, cái này cấp 2 thanh hư chiến trường, cơ bản không có đối thủ của hắn. Mà lại hắn đều có thể chọn lựa yếu, trên cơ bản vừa chạm mặt, liền đem người làm thịt rồi. Như vậy, tại cái này cấp 2 thanh hư chiến trường hoàn thành bách nhân trảm, một canh giờ là đủ rồi a. Hắn biết, hắn loại này hiệu suất cao giết hại, lại tại Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh đưa tới oanh động. Cộng sinh thú tại Huyễn Thiên Chi Cảnh bên trong, cũng là lấy thiên hồn hình thức tồn tại. 5 triệu thiên hồn Ngân Trần, hóa thân thành tiếp cận 50 triệu vô hình con rắn nhỏ, dù là Huyễn Thiên Chi Cảnh đưa nó, ẩn nặc, chỉ là phân biệt thành phổ thông ẩn thân, nó như cũng có thể thoát ly rất nhiều người tầm mắt, tùy ý phân bộ lái đi, đồng thời cùng Lý Thiên Mệnh bắt được liên lạc. Vạn tinh bầu trời chiến trường, Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh các loại, căn bản của bọn họ đều là kiến tạo tại dị độ ký ức không gian, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, là một loại siêu cấp kết giới. Kết giới này bên trong hết thảy đều là mê huyễn, nhưng thiên hồn lại đều là thật sự tồn tại. Thiên hồn cảm thụ, cũng sẽ trở thành mệnh hồn, nhục thân cảm thụ. Mộng cảnh, chỗ lấy chân thực, cũng là bởi vì người thiên hồn tại dị độ giới tự mình kinh lịch. Cho dù là phổ thông xúc cảm đều chân thật như vậy, chớ nói chi là chiến đấu, giết người, đào vong. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, huyễn thiên chi cảnh lại không có chút nào hư giả. Liền xem như nam hoan nữ ái sự tình, đó cũng là song phương thiên hồn, thâm giao. Thiên hồn cảm giác dung nhập mệnh hồn, nhục thân. Ai có thể nói, hồn giao, thì nhất định hư giả, không bằng nhục thân vui mừng đâu. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh lại đem cái này vạn tinh bầu trời chiến trường, xem như là thế giới chân thật tại chiến đấu. Hắn ngồi miêu miêu, tại cái này màu xanh biếc mùi hôi trên thế giới nhanh như điện chớp, trong tay nắm tối đỉnh cấp 7 trật tự thần binh, đoạt mệnh ngân long. Thường thường đối thủ cũng còn không có phát hiện hắn đâu, Lý Thiên Mệnh cái kia đoạt mệnh ngân long, thì hóa thành đầy trời hoa ảnh, tại ngân sắc hoa tươi tung bay thời khắc,
đoạt mệnh ngân long liền trực tiếp đem đối phương thiên hồn quất đến vỡ nát. Lại giết một người. Cấp 2 thanh hư chiến trường đối thủ, so sánh nhất cấp khẳng định mạnh hơn rất nhiều, có rất lớn một bộ phận đều đạt tới thần dương vương cảnh. Bất quá, bởi vì là Lý Thiên Mệnh săn giết bọn hắn, tại không phải là bị vây công tình huống dưới, chính hắn chọn tuyển đối thủ, theo đuổi cũng là nhất kích tất sát, hiệu suất tự nhiên cao. Sau đó, những thứ này bị liệp sát giả, bọn họ sau lưng hằng tinh nguyên thế giới chúng sinh, còn không thấy rõ ràng Lý Thiên Mệnh dáng vẻ, bọn họ đỉnh phong thiên tài, thì ngạc nhiên rời đi vạn tinh bầu trời chiến trường, về tới hiện thực thế giới. Người kia là ai? Từng đợt nghi hoặc, xuất hiện tại trật tự tinh không các ngõ ngách. Phốc phốc, đoạt mệnh ngân long chạy như bay 10.000 mét, cái kia bén nhọn ngân long răng lại lần nữa xuyên thấu khói xanh. Đối thủ của hắn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một mảnh màu bạc biển hoa gào thét mà đến, trong nháy mắt bao phủ nửa cái thế giới. Hoa này biển mỗi một cánh hoa, đều giống như màu bạc cánh hoa, lóng lánh quang mang chói mắt. Trong biển hoa như có một đầu kinh hồng du long, chỉ chợt lóe ở giữa, thì nhào tới trước mắt. Chết! Lại là một người, chết tại thần nữ tán hoa phía dưới. Còn thật đừng nói, cái môn này bảy cảnh thần quyết roi pháp 10 phần hữu hiệu, là giết hại thần kỹ. Nếu như là tại hiện thực thế giới, đối phương cái này cũng quy thiên. Loại này hiệu suất chém giết, từ diệu tinh huyễn thiên chi cảnh toàn thể mọi người nhìn đến phá lệ rõ ràng. Cho dù là bọn họ thói quen Lý Thiên Mệnh hành động kinh người, giờ phút này chứng kiến hắn, đi săn, rất nhiều người vẫn là nhìn mà than thở. Nội tâm càng thêm vui lòng phục tùng. Thậm chí rất nhiều thần diệu hệ người phàn nàn. Vì cái gì không phải Lý Thiên Mệnh thuộc về thần diệu Hoàng Triều, mà Diệp Thần thuộc về Tử Tiêu Đế Cung. Thú vị là, Diệp Thần hiện tại cũng tại cấp 2 thanh hư chiến trường chinh chiến. Hắn bỏ ra tiếp gần thời gian một tháng, tại cấp 2 thanh hư chiến trường chém giết hơn 30 người, trên đỉnh đầu tên đã đỏ lên gần một nửa. Nguyên bản rất nhiều người quan chiến còn vì hắn gieo hò, vạn vạn không nghĩ đến Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, lập tức cướp đi hắn danh tiếng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp, lại vượt qua Diệp Thần giết người con số, lại cấp tốc tới gần, bách nhân chạm. Đây chính là hiệu suất khác nhau. Lý Thiên Mệnh có bản lĩnh có thể tại cấp 2 thanh hư chiến trường cấp tốc tìm tới đối thủ. Truy tung đối thủ là một mặt, có thể nhanh chóng chặn giết càng quan trọng. Hai người đều tại cấp 2 thanh hư chiến trường, mà lại đều đối ngoại mở ra biểu hiện của mình, khó tránh khỏi không bị đặt chung một chỗ so sánh. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh còn thật đối với hắn một chút địch ý đều không có. Hắn tại cấp 2 thanh hư chiến trường, tự mình lấy, đi săn, trong lúc bất chi bất giác, trên đỉnh đầu hắn tên đã huyết hồng. 100 cái, giải quyết. Ông, Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh cái này 6 cái chữ bạo phát ra mãnh liệt hồng quang, xông lên mây xanh. Huyết quang xuyên thấu khói xanh, dường như đem toàn bộ thế giới đều đã nhuộm đỏ. Dạng này Lý Thiên Mệnh, rất nhanh liền trở thành chung quanh tu luyện giả trong mắt bánh trái thơm ngon. Giết hắn, cũng không cần hoàn thành bách nhân trảm. Đến, Lý Thiên Mệnh giống như lần trước, hắn thu hồi ngân trần, để cái này 5 triệu sắt thép đại quân giữ ở bên người, kết thành tường đồng vách sắt. Cùng lúc đó, trên người hắn còn lại cộng sinh thú mới từ hình xăm bên trên xuống tới. Một người ngũ thú phối hợp, tạo thành một cái lấy tiên tiên làm trung tâm chiến đấu pháo đài. Đừng nói Lý Thiên Mệnh chữ đỏ, chỉ là Lam Hoang hiện tại cái kia không ngừng thiểm quang lại biến sắc phẩy rồng, bọn họ thì đầy đủ dễ thấy. Hôm nay cần ca xuất mã sao? Một cái tiểu hoàng gà treo ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, phái đoàn 10 phần nói. Biểu hiện tốt một chút, toàn bộ Tử Diệu Tinh giống cái phi cầm cộng sinh thú đều nhìn chằm chằm theo ngươi thì sao, đừng nói 3.000 hậu cung. Ngươi nếu là không bắt bẻ, 300 triệu hậu cung đều được. Liền sợ ngươi một cái đều chịu không được. Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói. 300 triệu, khụ khụ, kích thích. Huỳnh Hỏa ánh mắt sáng lên, dường như tìm được cuộc sống mục tiêu. Rất nhanh, thì có đến từ còn lại hằng tinh nguyên thế giới đỉnh phong các thiên tài, bị chữ đỏ hấp dẫn mà đến. Đó là một người mặc áo trắng phiêu nhiên nữ tử. Nàng tóc dài đâm thành một chùm, phá lệ tươi mát tự nhiên. Đẹp đến mức rất có khí khái hào hùng. Muốn đến tại nàng hằng tinh nguyên thế giới, nàng cũng là ước vạn người si mê nữ thần cấp bậc nhân vật. Nàng ngự kiếm mà đến, liếc mắt liền thấy được Lý Thiên Mệnh, càng thấy được bên cạnh hắn 9 đại kỷ nguyên thần kiếm cùng ngũ đại cộng sinh thú. Là ngươi. Sắc mặt của nàng nhất thời biến đến cổ quái, còn mang theo một chút kính sợ. Nàng vội vàng dừng bước, không dám tiếp tục tới gần,
mà là tại nơi xa lấy hiếu kỳ mà ánh mắt khẩn trương nhìn lấy hắn. Ngươi biết ta đây. Lý Thiên Mệnh ngồi tại tiên tiên trên một nhánh cây, đem Đông Hoàng kiếm vác lên vai, mỉm cười hỏi. Ngươi vài ngày trước tại nhất cấp thanh hư chiến trường, đánh bại qua một cái cùng ta đến từ cùng một cái hằng tinh nguyên thế giới người, ta lúc ấy tại huyễn thiên chi cảnh nhìn qua biểu hiện của ngươi. Mấy chục người vây công, đều bị ngươi giết. Nữ tử trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Há, thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay, ra hiệu nàng muốn là không muốn động thủ liền đi đi thôi. Lý Thiên Mệnh, ta gọi Nhan Quy Vũ, đến từ Hoàng Long Tinh, hy vọng về sau có thể hữu duyên gặp gỡ. Nàng chắp tay, liền thức thời thối lui, trong ánh mắt nhiều ít có chút tiếc nuối. Bởi vì nàng rõ ràng nhân vật này, khẳng định sẽ tại cái này thanh hư chiến trường tiếp tục tấn thăng. Hôm nay từ biệt, đời này đại khái dẫn sẽ không lại gặp. Vạn tinh bầu trời chiến trường nhìn như mở ra, kỳ thật phong bế. Đại đa số người ở giữa, chỉ có một lần chạm mặt cơ hội, trừ phi hai người lưu luyến, ước định lưu tại cùng một cấp chiến trường. Không tại một cái hằng tinh nguyên thế giới mến nhau, trên cơ bản không có kết cục tốt. Bởi vì, hiện thực thế giới không có khả năng gặp mặt. Trật tự tinh không quá lớn. Cho nên Nhan Quy Vũ mới sẽ cảm thấy, đụng tới Lý Thiên Mệnh dạng này siêu nhiên nhân vật, lại không thể kết bạn sẽ là một loại tiếc nuối. Đồng dạng tiếc nuối, Diêu Mễ Mễ mấy người cũng có. Nàng không hề rời đi quá xa, mà chính là đứng ở phương xa, dùng rung động nhẹ nhẹ hai mắt. Nhìn lấy nguyên một đám xa tới khiêu chiến ra hỏa, bị Lý Thiên Mệnh nguyên một đám chém xuống. Cấp 2 thanh hư chiến trường người ít một chút, cho nên Lý Thiên Mệnh đồng thời ứng đối thủ sẽ không quá nhiều. Lấy hắn hiện tại tinh tướng thần cảnh cấp 10 chiến lực, tăng thêm đế tôn thần thú huỳnh hỏa, cấp 2 thanh hư chiến trường khiêu chiến cũng không lớn. Ta hiện tại ánh mắt, tối thiểu là 4 cấp thanh hư chiến trường. 20 mấy tuổi có thể tới 4 cấp thanh hư chiến trường. Kỳ thật đã tính toán đứng tại trật tự tinh không đỉnh phong. Dù sao 4 cấp thanh hư chiến trường trở lên, trên cơ bản đều là tiếp cận trăm tuổi, đỉnh phong thiên tài địa bàn. Nhan Quy Vũ thần dương vương cảnh cấp thứ nhất, cũng đã hơn 50. Đặt ở trật tự chi địa, nàng và Long Nhân Xá là một cái mức độ. Tại vạn tinh bầu trời chiến trường thường thấy thiên tài, mới biết được tinh không to lớn, cũng biết sinh linh nhiều. Cái kia chim, hơn 8.000 ngôi sao, trời ạ. Đây là trong truyền thuyết trật tự tinh không trăm tuổi bên trong lớn nhất cao cấp, không biết hắn hiện tại bao nhiêu tuổi. Liên quan tới số tuổi, trừ phi Lý Thiên Mệnh chủ động công bố, người khác cũng chỉ có thể biết, hắn là trăm tuổi phía dưới. Hắn tránh thức chói mắt là cửu kiếm thức thần cùng đế tôn thần thú. Nắm giữ hai loại tu luyện phương thức, nói rõ hắn là trời sinh thức thần tu luyện giả, cộng sinh thú thì lại đến từ huyết thần khế ước. Loại này song tu thường thường đều sẽ hao phí thiên phú. Tham thì thâm, cảnh giới rất thấp, nhưng hắn hai phương diện đều là trật tự tinh không đỉnh phong, hắn là làm sao làm được. Hắn cộng sinh thú, có thể là trời sinh à. Không chỉ là Nhan Quy Vũ đang tự hỏi vấn đề này, tất cả thấy Lý Thiên Mệnh người, đều đang tự hỏi. Thức thần cùng ngự thú xưa ở giữa không thể sinh đẻ, từ xưa đến nay đều không có chân chính, song tu. Lấy Nhan Quy Vũ nhãn giới, nàng gặp qua loại này, tham lam tu luyện giả. Bọn họ nguyên lai đều là thức thần tu luyện giả, sử dụng huyết thần khế ước ký kết cộng sinh thú về sau, thường thường hắn cộng sinh thú đều đặc biệt đồ bỏ đi. Đừng nói đế tôn thần thú, có thể tiến hóa đến tam tứ tinh thần thú, trực tiếp cho tam tinh vũ trụ thần nguyên căng hết cỡ. Dù sao, song tu cũng là vẽ rắn thêm chân. Vô cùng vụng về, buồn cười cùng cực. Thế mà Lý Thiên Mệnh bây giờ lại lấy đế tôn thần thú cùng cửu kiếp thức thần, phá vỡ cái này ma chú. Bên cạnh hắn còn có một vị đánh vỡ ma chú người, vậy liền Lý Khinh Ngữ. Nói một cách khác, hắn, Lý Vô Địch cùng Lý Khinh Ngữ, khả năng tại toàn bộ trật tự tinh không, đều là khác loại bên trong khác loại. Quá mạnh, Nhan Quy Vũ môi đỏ khẽ nhếch. Nàng xem tiếp cận một ngày thời gian, cho tới bây giờ không có cảm thấy một ngày qua được nhanh như vậy. Tại trong ánh mắt của nàng, nguyên một đám đến từ phương xa hằng tinh nguyên thế giới trước ba siêu cấp thiên tài nhóm. Dù là tuổi còn nhỏ đạt tới thần dương vương cảnh, đều nguyên một đám, bị chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay. Cao nhất thời điểm, một mình hắn đơn đấu 20 người. Đối phương mấy chục cái cộng sinh thú, trên trăm cái thức thần, hắn lại cứ thế mà chống đỡ, dựa vào ngũ đại cộng sinh thú thuộc tính bổ sung phối hợp, tăng thêm một con kia hỏa diễm phượng hoàng tích xúc nửa khắc đồng hồ, tới một cái đại chiêu, tại chỗ đem mấy chục cái thất tinh thần thú đều hóa thành cho tàn.
Không phải Nhan Quy Vũ trợn mắt hốc mồm, sau lưng nàng Hoàng Long Tinh đồng dạng sôi trào. Tại Hoàng Long Tinh, Lý Thiên Mệnh hôm nay biểu hiện, đều trở thành thần thoại một người như vậy vật. Huỳnh hỏa thành bát tinh thần thú, giống như rốt cục để bọn hắn ý thức được, ta cộng sinh thú không so cửu kiếp thức thần kém. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, này lại để hắn theo thức thần thiên tài, chuyển biến làm, song tu thiên tài. Đây mới là toàn trật tự tinh không phần độc nhất. Cái kia Thái Dương Đế Tôn đều nắm giữ cửu kiếp, cái này chứng minh trật tự tinh không nhất định lưu giữ tại cái khác cửu kiếp. Nhưng, cửu kiếp thêm đế tôn thần thú, gần như không tồn tại, thiên hạ vô song. Một người thành quân đoàn. Đông Hoàng kiếm chặt chém, đoạt mệnh ngân long bay múa, phượng hoàng thần điểu hóa thân oanh tạc gà, ngẫu nhiên còn chuyển biến thích khách, đế ma hỗn độn lôi đình tàn phá bừa bãi toàn trường, lập lòe hai đầu thần long bốn phía đập vào, thần bí đại thụ cung cấp nhiều đoạn khống chế. Còn có không ngừng biến hóa sắt thép đại quân chỗ nào cũng có, cộng thêm 9 đại kỳ nguyên thần kiếm hóa thân vạn kiếm thần niệm, hình thành ngập trời kiếm hải, phối hợp cộng sinh thú tiến công. Dạng này bọn họ, thành kiên cố nhất pháo đài, thuộc tính bổ sung đến làm cho người giận sôi. Phốc phốc phốc, nguyên một đám người khiêu chiến thần hình câu diệt. Trong vòng một ngày, lại là trọn vẹn vài trăm người bị diệt. Chuyện giống vậy phát sinh ở cấp 2 thanh hư trên chiến trường, sẽ chỉ làm người càng rung động. Không ngoài dữ liệu, Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh càng sôi trào. Lại lần nữa bị Lý Thiên Mệnh tin phục, đây là sôi trào cái thứ nhất nguyên do. Còn có một cái nguyên do. Cái này nguyên do, liền Lý Thiên Mệnh bản thân cũng không nghĩ đến. Đó là bởi vì Diệp Thần. Theo Diệp Thần thị giác đến xem, hắn đã phát hiện một cái chữ đỏ người. Hắn đã hướng về cái kia chữ đỏ người phóng đi. Trước mắt hắn cái kia hồng quang, lại là Lý Thiên Mệnh sao? Rất có thể là được, dù sao ngoại trừ hồng quang, còn có cái kia thần long cộng sinh thú thiểm quang. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh cái này hai đầu thần long, thực sự quá chuồn. Mọi người tâm dần dần biến đến lửa nóng. Cho nên nói, bọn họ rất có thể sẽ tại huyễn thiên chi cảnh, một lần nữa quyết đấu. Tám thành sẽ, nghe nói Diệp Thần đến thần dương vương cảnh, so với phía trên nhất chiến thực lực mức độ lớn tăng lên. Lại có trò hay để nhìn a. Lần này ai thắng ai thua? Diệp Thần cần chứng minh chính mình. Tại mọi người nín hơi mà đối đãi bên trong, Diệp Thần thị giác bên trong cái kia hồng quang càng ngày càng rõ ràng. Sốt cục, mọi người tại Diệp Thần thị giác bên trong, thấy được Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú nhóm. Tại Lý Thiên Mệnh thị giác bên trong, cũng nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện bạch y thiếu niên. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh chính dễ giải quyết mấy cái đối thủ. Vạn kiếm thần niệm nổ bắn ra, trước tiên khóa chặt Diệp Thần. Ồ, là ngươi. Lý Thiên Mệnh dừng lại chém giết, cười lạnh nhìn lấy Diệp Thần. Mọi người đều cho rằng bọn họ thế như thủy hỏa, nhưng kỳ thật Lý Thiên Mệnh không có chút nào chán ghét hắn, thậm chí còn có cảm kích. Cái này có thể hiểu thành, Lý Thiên Mệnh tự tin có thể áp đảo hắn. Đúng vậy a, là ta. Diệp Thần nhìn một chút trên đỉnh đầu hắn chữ đỏ, lại nhìn bốn phía hỗn loạn chiến trường. Hắn cười một tiếng, nói. Xem ra ngươi vừa mới lại, rung động, Tử Diệu Tinh một lần a. Tạm được, cái này cấp 2 thanh hư chiến trường cũng đồng dạng, không có gì đáng xem. Đúng rồi, ta cái này một ngày thời gian sắp kết thúc rồi, ngươi muốn là muốn lại mất mặt một lần, tranh thủ thời gian động thủ đi, đã chậm ngươi thì không có cơ hội, tại cái này thanh hư chiến trường đụng tới ta. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi trước kia không phải kiêu ngạo như vậy. Cho dù là thiên hồn, đều có thể nhìn ra Diệp Thần ánh mắt. Bao nhiêu đã có chút vặn vẹo. Hiển nhiên vì cùng Lý Thiên Mệnh cạnh tranh, hắn đã lưng đeo quá nhiều. Chủ yếu là phát hiện ngươi quá cùi bắp, cũng liền không che giấu. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. A, à, Diệp Thần hít thở sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến đến đốt bốc cháy. Lý Thiên Mệnh mấy câu nói đó, đều đang khiêu chiến hắn tôn nghiêm phòng tuyến cuối cùng. Bên ngoài Tử Diệu Tinh người vây xem, là có thể nghe thấy. Đương nhiên. Chung quanh bọn họ còn có mấy cái còn lại tinh thần người vây xem, bao quát Nhan Quy Vũ ở bên trong, ngạc nhiên nhìn lấy hai cái này, Tử Diệu Tinh, thiếu niên trò chuyện. Nói thật, Diệp Thần đồng dạng để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Lâm Phong, hoặc là bảo ngươi Lý Thiên Mệnh, tu hành thời gian dài đằng đẵng, cả đời rất dài, cười đến cuối cùng mới có thể cười đến sau cùng, hưu chết vào tay ai cái kia còn chưa nhất định, ngươi hiểu chưa? Diệp Thần lãnh đạm nói. Ta chỉ biết là... Ngươi lại không động thủ, liền giết hưu cơ hội đều không có.
Lý Thiên Mệnh nói. Có thể, như ngươi mong muốn. Diệp Thần hít thở sâu một hơi. Trong tay hắn xuất hiện cái kia trắng như tuyết đại tự tại vô thần kích. Bát giai trật tự thần binh thần uy, tại cái này cấp 2 thanh hư chiến trường đều rất lóa mắt. Bạch y thiếu niên, màu trắng chiến kích, tóc dài phấn khởi. Còn thật đừng nói, hắn lóa mắt khí chất, so Lý Thiên Mệnh xem ra càng, nhân vật chính. Diệp Thần hình tượng ánh sáng mặt trời, thấu triệt, lại mang một số tiêu dao, xác thực rất dễ dàng gây nên hảo cảm. Đương nhiên bây giờ lại nhiều một chút u ám, xem ra cũng không tệ, có chút u buồn cảm giác. Cái này hoàn toàn là Lý Thiên Mệnh mang cho hắn. Không có trước kia như thế thuần túy về sau, hắn lộ ra mạnh hơn. Diệp Thần thật sự là không biết tự lượng sức mình, hắn biết rõ Lý Thiên Mệnh đã có đế tôn thần thú, làm thuần chủng ngự thú sư, hắn liền cộng sinh thú cũng không sánh nổi Lý Thiên Mệnh, làm gì đi lên tự rước lấy nhục. Tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong, rất nhiều chế diễu thanh âm phát ra. Đây hết thảy mỉa mai, Diệp Thần là có thể cảm nhận được. Tại hắn quật khởi sơ kỳ, loại này trào phúng, miệt thị đều nhiều lắm. Đây hết thảy đều sẽ chỉ làm hắn càng áp chế càng mạnh mẽ. Nhìn kỹ, trên người hắn, những cái kia giấu ở quần áo hạ hình xăm màu đen phun lên cánh tay, gương mặt, một cỗ hắc vụ lượn quanh thân thể của hắn. Cái này khiến cả người hắn khí chất trong nháy mắt biến đến hắc ám, yêu dị, âm u. Đây là hắn mặt khác, hoặc là cũng là hắn chân thực một mặt. Ánh sáng mặt trời thanh tịnh ngự thú sư, âm u giữ tợn cộng sinh thú. Cái này tương phản to lớn tổ hợp, trực tiếp tạo thành kinh khủng đánh vào thị giác lực. Đến, ong ong ong, vạn chúng trong tầm mắt, từng đầu cộng sinh thú theo trên người hắn leo ra. Lôi đình quấn quanh hắc ám phượng hoàng, hắc lửa đốt cháy tối tăm kỳ lân, có vô số xúc tu màu đen bạch tuộc, nắm giữ miệng to như chậu máu hoa ăn thịt người, còn có một cái mẫu hoàng hệ hỗn nguyên nhục trùng. Năm cái đại hoang hỗn nguyên thú xuất hiện. Ngay từ đầu không ra ngoài mọi người đoán trước, thế nhưng là thì sau đó một khắc, toàn bộ tử diệu tinh đều bị tiếng thét chói tai âm lấp đầy. 8.000 ngôi sao. Năm cái đại hoang hỗn nguyên thú, cái kia hắc hỏa kỳ lân ánh mắt rõ ràng nhất. Trên đó màu đen tinh quang thiểm diệu, một cái ánh mắt như một vùng biển sao, dù là trong lúc nhất thời không tốt rõ ràng đếm, có thể hơn 7.000 cùng hơn 8.000 ngôi sao dày đặc trình độ khác biệt. Cho nên mà tại chỗ liền có thể đoán được. Mà lại rất rõ ràng, cái này hắc hỏa kỳ lân sinh mệnh phát sinh qua thuế biến. Nó hình thể càng lớn, trên thân dài ra có gai vảy giáp màu đen, loại này giống như thần long đầu càng thêm bá khí. Cái này hoàn toàn là, đế tôn thần thú, cần phải có khí chất. Cái này tối thiểu chứng minh, cái này hắc hỏa kỳ lân đã là bát tinh thần thú. Cái này cũng chứng minh, tại Lý Thiên Mệnh đạt được bát tinh vũ trụ thần nguyên về sau. Diệp Thần cũng đã nhận được cùng cấp bậc bảo vật. Nhưng, Diệp Thần mang tới chấn động khoa trương hơn. Đó là bởi vì mọi người quan sát thời điểm, bất ngờ phát hiện cái kia lôi đình phượng hoàng cũng có hơn 8.000 ngôi sao. Nó hình thể phía trên cũng phát mọc rễ vốn thuế biến. Loại này thuế biến cơ hồ cùng huỳnh hỏa không sai biệt lắm, điều này nói rõ nó cũng rõ ràng thành bát tinh thần thú. Thậm chí càng đáng sợ chính là, không chỉ là cái này phượng hoàng cùng kỳ lân. Mặt khác hỗn nguyên nhục trùng, hoa ăn thịt người cùng hắc ám bạch tuộc, đều có rất đại trình độ thuế biến. Tỷ như cái kia hoa ăn thịt người trực tiếp nhiều hơn 2 cái đầu lâu, nắm giữ 3 cái miệng to như chậu máu. Năm đầu đế tôn thần thú. Cấp 2 thanh hư bên trong chiến trường, Nhan Quỳ Vũ các loại người vây xem kêu sợ hãi, nhãn cầu nhanh đều rơi trên mặt đất. Tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong, một trận khó có thể tin phong bạo, bàn tiệc mở ra đi. Không đúng. Thần Diệu Hoàng Triều chỉ có một cái bát tinh vũ trụ thần nguyên tồn kho, cái kia chính là thôn thực Hắc Thiên. Nếu là có 5 cái bát tinh vũ trụ thần nguyên, tin tức đã sớm để lộ, huống hồ cũng không cần thiết cho một người trẻ tuổi 5 cái đế tôn thần nguyên A. Các ngươi nhìn, Diệp Thần cái này 5 đầu cộng sinh thú, xem ra đều là thôn thực Hắc Thiên tiến hóa hiệu quả. Ta nghe nói hắn cộng sinh thú trước kia cũng là cùng một cái hệ liệt tiến hóa, mà lại hắn cộng sinh thú còn có thể hợp thể, sẽ không phải. Hắn chỉ cần một cái đế tôn thần nguyên, liền có thể để ngũ đại cộng sinh thú, đồng thời tiến hóa làm đế tôn thần thú. Thật rất có thể. Trên thực tế loại này thảo luận, chỉ sẽ phát sinh tại đỉnh cấp cường giả bên trong, người bình thường căn bản không có cái này não động. Trong lúc nhất thời, tử diệu tinh tuyệt đại đa số người đều cho rằng, thần diệu hoàng triều đại xuất huyết, trực tiếp cho Diệp Thần 5 cái đế tôn thần nguyên. 5 cái, 5 cái A. Đây mới thực là thần diệu hoàng triều đế tôn.
mới có thể có cộng sinh thú phối trí a. Ông trời của ta, trở thành thần diệu hoàng triều phò mã ra thật đúng là thoải mái, thần diệu hoàng triều đây là cứ thế mà để Diệp thần có thể có đuổi kịp Lý Thiên Mệnh tư cách. Đây cũng không phải là đuổi kịp, đây là trên diện rộng lại vượt qua các vị. Tuyệt đại song kiêu, lẫn nhau tranh phong, thoải mái chập trùng. Tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh bên trong vô số thiên hồn, lâm vào lâu dài trong rung động. Mỗi người đều có một loại tê cả da đầu cảm giác. Đem tối đỉnh cấp bảo bối, đều thả cho cái này hai người trẻ tuổi đi, quân bị thăng cấp, hình thành tử diệu tinh hai đại tông môn ở giữa đối kháng, cái này quá khoa trương. Thậm chí ngay cả Lý Thiên Mệnh chính mình, trong lúc nhất thời đều bị dọa. Ta dựa vào, năm cái. Hắn dự đoán thần diệu hoàng triều bên kia, nếu là muốn cùng mình so đấu, sẽ cho Diệp thần một cái đế tôn thần nguyên thì cao nữa là. Năm cái. Thật không có khả năng. Lý Thiên Mệnh muốn là đòi hỏi Tử Tiêu Đế cung cái thứ hai đế tôn thần nguyên, đoán chừng thiên tinh hội tuyệt đại đa số người đều sẽ phản đối. Tại thần diệu hoàng triều càng không có thể. Bởi vì đối những cái kia ngự thú sư tới nói, đế tôn thần nguyên là hoàng triều căn cơ. Cho một cái thiếu một cái, sau này đế tôn làm sao bây giờ? Không đúng, bọn họ nói thần diệu hoàng triều cần phải chỉ có một cái đế tôn thần nguyên tồn kho, dù sao bọn họ nhu cầu so sánh lớn. Lý Thiên Mệnh bởi vậy phán đoán, đây cùng đại hoang hỗn nguyên thú đặc thù tính có quan hệ. Dù sao đối phương là thái cổ tà ma họ hàng gần. Một cái đế tôn thần nguyên, năm cái cùng một chỗ phân, thật sự là trâu. Lý Thiên Mệnh cho đối thủ giơ ngón tay cái lên. Tạm được, dùng ít đi chút, may mắn hiệu quả cùng năm cái cũng kém không nhiều. Diệp thần thản nhiên nói. Theo Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, hắn đều có thể đoán được. Tử Diệu Tinh sẽ vì hắn ngũ đại đế tôn thần thú mà sôi trào. Thần Dương Vương cảnh tăng thêm ngũ đại đế tôn thần thú, hắn lại lần nữa nghịch chuyển cơ hội tới. Hai cái này thiếu niên tranh phong đối lập, càng làm cho càng ngày càng nhiều người vây xem trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều nhìn hai người này trên đỉnh đầu, Tử Diệu Tinh, ba chữ này ngẩn người. Cái này Tử Diệu Tinh, chẳng lẽ cũng là trật tự tinh không trong truyền thuyết, siêu cấp hằng tinh nguyên. Không phải vậy sao sẽ sinh ra yêu nghiệt như thế a? Đế tôn thần nguyên, thật sự là bỏ được, hơn nữa còn là năm cái. Bọn họ cùng bọn hắn sau lưng hằng tinh nguyên thế giới, đều hoàn toàn choáng váng. Sau đó, bọn họ đều lấy ánh mắt đờ đẫn, nhìn lấy hai cái này thiếu niên trùng sát cùng một chỗ. Đánh nhiều lần như vậy, cái này Diệp thần đều thành Lý Thiên Mệnh quen thuộc nhất đối thủ. Minh khí của hắn, chiến quyết, Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc. Cho nên, hiện tại phải chú ý chỉ có hai điểm, đó chính là hắn thần dương, còn có hắn đại hoang hỗn nguyên thú. So sánh tinh tướng, thần dương, tại huyễn thiên chi cảnh biểu hiện phương thức càng trực tiếp thô bạo. Như thế nào, thần dương? Thần dương là tinh tướng sinh sôi đến đỉnh phong thuế biến. Tinh tướng có thể dùng lấy chiến đấu, nhưng là căn nguyên của nó là tại giới tử nội bộ, làm tinh luân nguyên lực bên ngoài lộ ra, đưa đến chèo chống cùng vững chắc thiên tinh luân tác dụng. Có thể chứa đựng nhất định tinh luân nguyên lực. Tinh tướng là tướng, tướng là hư vô, tại tinh tướng thần cảnh tu hành quá trình bên trong, cái này, tinh thần thiên tướng, sẽ từ từ ngưng thực, thẳng đến hoàn thành thuế biến, trở thành thần dương. Thần dương tại vô số giới tử bên trong, là thực thể tồn tại. Bọn họ từ tinh tướng biến hóa ngưng tụ đến, hóa thành nguyên một đám lực lượng tinh thần, lơ lửng tại thiên tinh luân trên không, giống như là đại lục phía trên mặt trời ánh trăng, chiếu rọi thiên tinh luân. Bọn họ chẳng những có thể hấp thu thiên tinh luân tiêu tán tinh luân nguyên lực, bản thân cũng có thể phóng ra ngoài, dùng trong chiến đấu. Phóng ra ngoài sau thần dương, cũng là tinh tướng thăng cấp, là theo hư vô biến thành thực thể thuế biến. Tinh tướng thần cảnh tinh tướng, thí dụ như Lý Thiên Mệnh hỗn độn tinh tướng, luân hồi tinh tướng, đại đa số trên cơ bản đều là phụ trợ, khống chế tác dụng, thuộc về tăng thêm hiệu quả, trên cơ bản không thể dùng đến trực tiếp tiến công đả thương người, nhưng thần dương lại có thể. Thần dương là ổn định tinh luân nguyên lực kết cấu, vốn có tinh tướng phụ trợ khống chế năng lực bên ngoài, còn có thể trực tiếp phối hợp bản thể, một phương diện cùng thiên tinh luân cùng một chỗ cung cấp tinh luân nguyên lực, còn có thể trực tiếp tiến công. Đây là thần dương vương cảnh so tinh tướng thần cảnh mạnh địa phương. Diệp thần đã từng tiêu giao tinh tướng căng ra về sau là ngàn vạn ngôi sao màu trắng hình thành tinh hải, làm cho tốc độ của hắn, linh xảo trong chiến đấu tăng lên trên diện rộng, hắn tại tiêu giao tinh tướng bên trong phối hợp thân pháp. Làm đến hành tung của hắn biến hóa thất thường. Lúc này, tiêu giao tinh tướng biến thành tiêu giao thần dương, cái kia ngôi sao màu trắng tinh hải,
từ hư ảnh biến thành chân thực tinh thần, để hắn vần quanh tại màu trắng chúng tinh bên trong. Đã từng tinh tướng tăng thêm tăng lên đều còn tại, mà ngưng thực sau thần dương, còn có thể đem những thứ này tăng thêm hiệu quả tăng lên. Càng mấu chốt là, tuần này thân tiêu giao thần dương, cũng là hắn tinh luân nguyên lực một bộ phận, càng là có thể hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh trên đầu đập tới, đạt tới cơ hồ cùng loại Lý Thiên Mệnh vạn kiếm thần niệm hiệu quả. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh giết không ít thần dương vương cảnh đỉnh phong thiên tài, đối thần dương đã sớm không xa lạ gì. Hô hô hô! Quanh thân tiêu giao thần dương vần quanh, tay cầm đại tự tại vô thần kích, quanh thân ngũ đại đại hoang hỗn nguyên thú nương theo, thời khắc này Diệp Thần cường thế vô song. Ông! Hắn một người ngũ thú, đạp trên tiêu giao thần dương, thân pháp quỷ dị, tốc độ mãnh liệt. Liền hắn cộng sinh thú đều có thể hưởng thụ được thần dương tăng thêm hiệu quả, cùng dẫm tại hòn bi phía trên trượt giống như, tốc độ tặc mãnh liệt. Vẫn rất khốc khoe. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Hắn có thể sẽ không nói cho Diệp Thần, hắn càng mạnh chính mình càng cao hứng. Cái này tối thiểu mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh cùng hắn tranh đấu, không cần tưới nước. Tối thiểu có thể thống thống khoái khoái đến một trận. Các ngươi phía trên, tiên tiên bảo hộ ta, cho ta một phút, cho đám này cháu trai nhất kích chí mệnh. Huỳnh Hỏa một vỗ ngực, quyết định hóa thân thành oanh tạc gà. Được, Lý Thiên Mệnh thắng ở nhiều người. Hắn cái này chín đại thức thần trường kiếm mở đường, trực tiếp hóa thân 9.000 thức thần tiểu kiếm, cuốn lên phong bạo, thi triển bạch long, thánh nguyên diệu hồn một kiếm này, hình thành trắng như tuyết dòng thác kiếm khí, nuốt hướng đối diện một người ngũ thú. Ngân Trần, ca 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 ca, không cần Lý Thiên Mệnh nói, 5 triệu Ngân Trần bay vút thượng thiên. Mỗi một cái tiểu ngân chứng thư triển thân thể, tại tiếng cọ sát chói tai âm bên trong, biến thành nguyên một đám mỹ lệ băng lãnh kim loại hồ điệp. Cái này mỗi một cái kim loại hồ điệp cánh mỏng như cánh ve nhưng lại phá lệ sắc bén, liền muốn là lưỡi dao giống như. Chuyển lên, hồ điệp không bay, không vỗ cánh, ngược lại là đem chính mình biến thành ám khí, lấy thân thể làm trung tâm, hai mảnh mỏng mà sắc bén cánh bướm điên cuồng xoay tròn, trong thời gian ngắn thì hóa thành huyễn ảnh. Một cái kim loại hồ điệp hóa thành cánh bướm đao luân không đáng sợ, đáng sợ tựa như 5 triệu. Cái này 5 triệu cánh bướm đao luân hội tụ vào một chỗ, cũng là một mảnh ngân sắc lưỡi đao hải dương. Cái kia chói tai tiếng rít âm quả thực gọi người tê cả da đầu. Đây chính là Ngân Trần mới nhất biến hình, tiến hóa năng lực. Cái này hình con bướm hình dáng tuy nhiên không có phệ cốt nghĩ quỷ dị như vậy, nhưng ở phương diện chiến đấu phía trên, đúng là Ngân Trần đại sát chiêu. Ông, nương theo lấy Lý Thiên Mệnh vạn kiếm thần niệm, 5 triệu cánh bướm đao luân theo sát phía sau, trong nháy mắt bao trùm chiến trường, như là vô số hình xoắn ốc phi tiêu, hướng về một người ngũ thú bạo sát mà đi. Phốc phốc phốc, 9 đại kỳ nguyên thần kiếm bắt đầu, 5 triệu cánh bướm đao luân ở phía sau, toàn bộ hỏa lực áp chế, tăng thêm miêu miêu triển khai bát quái đế ma thiên dực, bay vút thượng thiên, trực tiếp thi triển tam giới vãng sinh điện hướng xuống oanh tạc. Thái cổ hỗn độn cự thú mạnh mẽ cuối cùng vượt qua đại hoang hỗn nguyên thú. Dù là đối mặt đều là đế tôn thần thú, bọn họ cũng không sợ. Tất cả mọi người đừng sợ, đối diện cái này ngũ đại đế tôn thần thú đều là, liều tới, ai biết có hay không trình độ. Huỳnh Hỏa tại hậu phương lớn chỉ huy nói. Bộ dáng hống người, lại không cải biến được bọn họ không bằng Huỳnh Hỏa sự thật. Rầm rầm rầm. Một trận hỗn loạn đại chiến, trực tiếp dẫn nổ cấp 2 thanh hư chiến trường, làm đến khắp nơi đều, huyết nhục văng tung tóe. Cái kia màu xanh biếc nước biển lăn lộn thượng thiên, đem mỗi cái đều rót một cái máu chó đầy đầu. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh một người bốn thú cửu kiếm thủ đoạn đều xuất hiện, cùng đối phương một người ngũ thú đụng vào nhau. Ở chỗ này Lý Thiên Mệnh hai đại tinh tướng không thể sử dụng, trời sinh kém đối phương một cái thần dương, xác thực ăn thiệt thòi một số. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần rốt cục thắng được lòng tin. Rầm rầm rầm. Trong chiến đấu, hắn năm đầu đại hoang hỗn nguyên thú trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, hóa thân hỗn nguyên đế giang, so lam hoang còn lớn hơn gấp 5 lần trở lên. Như thế một đầu thế lực bá chủ trực tiếp lật ngược lam hoang cùng tiên tiên, may mắn miêu miêu cùng Ngân Trần dựa vào hỏa lực áp chế, để nó không có cách nào quá phách lối. Siêu siêu siêu. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm phía dưới, Lý Thiên Mệnh chín đại kỷ nguyên thần kiếm phân chia ra đi, đuổi kịp hỗn nguyên đế giang, toàn bộ giết tại hắn trên thân, tuôn ra vô số huyết nhục. Tương xứng, hắn cùng Diệp Thần cận thân giao chiến, tất cả đều là tự thể nghiệm đến thần dương vương cảnh cường đại. Tạm được,
người so cái này cấp 2 thanh hư chiến trường còn lại, đỉnh phong thiên tài, xác thực hiếu thắng như vậy một số. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng, tiếp tục cùng hắn dây dưa. Trước mắt đến xem, song phương muốn bắt lại đối phương cũng không dễ dàng. Cuồng vọng, Diệp Thần tìm về tự tin, đánh cho càng thêm anh dũng, một lần dựa vào cái kia Hỗn Nguyên Đế Giang áp chế Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, hắn lại lần nữa cùng Hỗn Nguyên Đế Giang dung hợp. Một cái siêu cường Hỗn Nguyên Thiên Thần sinh ra, so với Quan Tinh Đài chi chiến, hắn xác thực mãnh liệt nhiều. Ta vì cầm xuống ngươi, bỏ ra nhiều đời như vậy giá, ta hận ngươi. Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Thần gào rú một tiếng, bạo sát mà đến. Không cần thiết a. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, hắn cho là mình cùng hắn ở giữa, chỉ là theo như nhu cầu thôi, không cần thống hận đâu. Cái này khiến hắn cảm thấy không có ý gì. Đúng lúc này thời điểm, Huỳnh Hỏa Luyện Ngục chi môn cũng thích xúc đủ. Dạng này một cái đường kính đạt tới 10.000 mét to lớn mặt trời, thì ngang tại sau lưng, so cái này Hỗn Nguyên Thiên Thần còn phải lớn hơn nhiều. Tránh ra. Huỳnh Hỏa rít lên một tiếng, một đạo màu tím đen hỏa trụ đột nhiên xông ra. 10.000 mét mặt trời lực lượng trong nháy mắt xuyên qua tại Diệp Thần trên thân. Ầm ầm, cái kia Hỗn Nguyên Thiên Thần trực tiếp bị đánh tan. Phanh phanh phanh, một người ngũ thú rớt xuống, trong đó Diệp Thần còn không việc gì, nhưng là có hai cái cộng sinh thú bị trực tiếp chôn vùi. Còn lại ba đầu cũng có nhất định thương thế. Huỳnh Hỏa kỹ năng này, chỉ nếu không có ai quấy nhiễu, xác thực rất hung mãnh. Thắng bại còn không có phân ra. Diệp Thần gào rú một tiếng, lại lần nữa đánh tới, khuôn mặt càng thêm hung ác. Hắn xác thực còn có hy vọng thắng lợi. Dù sao Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, cũng có rất đại trình độ bị thương, tỉ như Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, đều bị Hỗn Nguyên Thiên Thần đánh đến mất đi chiến đấu lực. Nhưng mấu chốt là, Diệp Thần không có thời gian. Bởi vì, một ngày, chữ đỏ, đã đến giờ. Lần sau đi, Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Lần này đến cái này đã có thể. Tử Tiêu Đế Cung sẽ nhớ kỹ Diệp Thần uy hiếp, vậy mình thì chả có tác dụng lớn. Chiến đấu còn không có thực sự kết thúc, tại trong tầm mắt của mọi người, Lý Thiên Mệnh hư không tiêu thất. Không hề nghi ngờ, hắn thành công kiên trì qua một ngày thời gian, tấn thăng đến cấp 3 thanh hư chiến trường. Lần này, liền phía trước cái kia, bách nhân trảm, đều là chính hắn hoàn thành. Cái này, đối tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh rất nhiều người xem tới nói, Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm tấn thăng, thực sự gọi người khó chịu. Muốn là Diệp Thần sớm một chút xuất hiện liền tốt. Lúc này mới đánh cho chính đến đặc sắc địa phương. Mặc dù nói Diệp Thần hủy đi hai cái cộng sinh thú, mà dù sao bản thân hắn còn có chiến lực, Lý Thiên Mệnh cũng không có như lần trước một dạng, đối với hắn tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Trễ giờ bọn họ về tử Diệu Tinh, có thể hay không lại đánh một lần, phân ra thắng bại a. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không có gì tốt nóng này, đều tại tử Diệu Tinh, về sau cả đời này, còn nhiều, rất nhiều tranh phong cơ hội. Nói cũng phải. Tuy nhiên không có phân thắng bại, mọi người còn có chút, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng việc này dù sao lấy không vội vàng được. Bất quá, sau trận chiến này, có một cái vô cùng biến hóa trọng đại. Cái kia chính là, lúc trước những cái kia cho rằng Diệp Thần bị Lý Thiên Mệnh triệt để vứt bỏ người, không thể không đối Diệp Thần đổi mới. Thần Diệu Hoàng Triều cho hắn ngũ đại đế tôn thần nguyên, có thể tính để Diệp Thần có thể cùng Lý Thiên Mệnh đặt song song. Thật sự là bỏ được a, cái này ở đâu ra ngũ đại đế tôn thần nguyên? Ta nghe bên kia có người nói, Diệp Thần chỉ lấy được một cái, chỗ lấy toàn bộ cộng sinh thú đều có thể đến bát tinh thần thú trình độ, là bởi vì hắn cộng sinh thú đặc thù. Đặc thù liền có thể 5 cái dùng một cái vũ trụ thần nguyên. Năng lực này, cũng coi như khoáng cổ thước kim. Người người ào ào tán thưởng. Thần Diệu hệ những người tu luyện, cuối cùng dương mi thổ khí, bắt đầu nói khoác Diệp Thần, làm dịu trước kia tâm lý xấu hổ. Không thể không nói, sau trận chiến này, Diệp Thần đã đạt thành mục đích của hắn. Một lần nữa phong thần. Lý Thiên Mệnh cũng đã đạt thành mục đích của hắn. Cái kia chính là, để tử Tiêu Đế Cung tiếp tục xem đến bồi dưỡng mình, sự tất yếu. Tuy nhiên rất nhiều người đều hy vọng bọn họ lần nữa phân ra thắng bại, có thể Lý Thiên Mệnh lại dự định dừng ở đây. Hắn không cho là mình cùng Diệp Thần là địch nhân, bảo trì, lành tính cạnh tranh, đối kia hai người này đều tốt. Trừ phi cái này cạnh tranh, không lại, lành tính. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, thời khắc này Diệp Thần là ý tưởng gì. Cấp 2 thanh hư bên trong chiến trường,
trơ mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh biến mất tại trước mắt mình, Diệp Thần khuôn mặt phá lệ lạnh lùng. Hắn nắm đại tự tại vô thần kích tay, cũng tại rung động. Ngũ đại đế tôn thần thú, còn không có bắt lấy hắn. Hôm nay Diệp Thần muốn là nghiền ép đối thủ, lại bất đắc dĩ thế hòa không phân thắng bại kết thúc, cho nên hắn là không thoải mái. Hắn cũng muốn cùng Quan Tinh Đài chi sau khi chiến đấu Lý Thiên Mệnh một dạng, chân đạp đối thủ, leo lên mây xanh. Cấp 3 thanh hư chiến trường, chờ ta, ngươi chạy không thoát. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía chung quanh những cái kia còn lại hàng tinh nguyên thế giới người vây xem. Ước chừng có mười mấy người, còn tại trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Ông! Diệp Thần hướng lấy bọn hắn đánh tới. Hắn muốn chữ đỏ. Muốn truy sát thượng tam cấp thanh hư chiến trường. Lý Thiên Mệnh lần nữa đi tới cái kia một tòa khói xanh cung điện. Lần này tấn thăng, tự nhiên còn có khen thưởng. Khen thưởng thì thả ở giữa trên trụ đá. Lý Thiên Mệnh tiến lên xem xét, vẫn là một cái pha lê bóng, bóng bên trong là một cái truyền thừa kết giới. Lại là công pháp gì, chiến quyết. Hắn thiên hồn tiến vào bên trong thế giới. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này lại là một môn linh hồn tu luyện công pháp. Nó có thể tu luyện mệnh hồn, tăng cường mệnh hồn cường độ, tăng lên mệnh hồn cấp bậc. Lý Thiên Mệnh không có tu luyện qua linh hồn công pháp, cái này dẫn đến mệnh hồn của hắn bản thân hơi yếu. Thậm chí cùng phổ thông đạp thiên chi cảnh không sai biệt lắm, khoảng cách Dạ Lăng Phong kém cách xa vạn dặm. Nhưng may mắn, hắn có thần hồn tháp tọa chấn bảo hộ, cho nên trên cơ bản không có bị qua thần hồn phương diện uy hiếp. Quy hồn bảo điển. Lý Thiên Mệnh nhất thời sắc mặt tối sầm. Đây cũng là hắn cầm tới linh hồn tu luyện công pháp tên. Trước mắt thì có một cái to lớn rùa đen, ngang tại thiên địa tinh không bên trong, xem ra kiên cố vô cùng. Cái môn này, quy hồn bảo điển, cũng là đem mệnh hồn tu luyện thành như cái này rùa hồn một dạng. Đao thương bất nhập, không thể phá vỡ, lực công kích không có, nhưng là phòng ngự lực kinh người. Mạnh thì có mạnh, cũng là bề ngoài không được a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đem mệnh hồn tu luyện thành vỏ rùa, cái này cần để huỳnh hỏa bọn họ chết cười. Hắn liền trước ghi lại, tạm thời trước rời đi. Tử Tiêu Vương tộc là linh hồn thức thần đại sư, bọn họ có tốt hơn công pháp, Tử Yên Tinh Vương còn có thể dạy ta, khẳng định so quỷ này quy hồn bảo điển tốt. Có thần hồn tháp tồn tại, mệnh hồn của ta xác thực không thể phá vỡ, nhưng nếu là có thể cường lên, cũng có thể hình thành nhất định lực công kích. Coi như không đạt được tiểu phong hiệu quả, nhưng cũng có thể để thí dụ như Thánh Nguyên Diệu Hồn, loại này chiến quyết lực sát thương tăng lên. Thần hồn tháp, có lẽ không có khả năng giữ vững ta cả một đời, cái kia luyện còn phải luyện a. Hắn nhớ tới Tử Yên Tinh Vương, nàng đúng là phương diện đại sư. Ta có thể cầm tới đế tôn thần nguyên, tác dụng của nàng rất lớn, ta còn không có chính diện nói lời cảm tạ đây. Nàng nếu là nguyện ý dạy ta theo học, cũng không có vấn đề. Ngay từ đầu hắn rất phòng bị Tử Yên Tinh Vương, chẳng qua trước mắt dần dần có đổi mới. Thu hồi, thần quy bảo điển, nghĩ đến cái kia đem ngây thơ chất phác cùng dụ hoặc hoàn mỹ kết hợp với nhau, mộ Tử Yên, Lý Thiên Mệnh chính thức vượt qua, đi tới cấp 3 thanh hư chiến trường. Theo tầng này bắt đầu, phàm là cùng ta số tuổi không sai biệt lắm, cần phải đều tính toán toàn bộ trật tự tinh không chí tôn cấp bậc thiên tài, rất có thể liền cửu kiếp đều có. Cấp 3 thanh hư chiến trường, đại khái sẽ có khác biệt a. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn cái thứ nhất phát hiện cũng là đầy trời khói xanh, biến mất. Đến mức tầm mắt của hắn biến đến 10 phần khoáng đạt. Tuy nhiên hắn vẫn là đứng tại cái kia mềm mại xanh biếc đại lục ở bên trên, trong tầm mắt cũng có xanh biếc rừng rậm cùng hải dương, có thể bởi vì tầm mắt quan hệ, hắn dường như đi tới một cái tân thế giới. Ngẩng đầu hướng trên trời nhìn, thương thiên phía trên khói xanh lượn lờ, che cản đi lên ánh mắt. Nói cách khác, nguyên bản khói xanh, đều chạy trên đầu. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh vẫn là nhìn không thấy, lúc trước cái kia trải rộng bầu trời thanh sắc chân châu ánh mắt. Nhưng là, làm hắn bay đến một chút cao một chút địa phương lúc đợi, hắn bất ngờ nhìn đến thiên địa cuối cùng, xuất hiện một cái trụ lớn. Cái kia một cái màu xanh biếc trụ lớn, theo trên mặt đất hướng bầu trời kéo dài, một cắm thẳng vào bầu trời. Tựa như là cột trống trời một dạng. Trở thành cái này cấp 3 thanh hư chiến trường chói mắt nhất phong cảnh. Chẳng những lóa mắt, mà lại quỷ dị. Cái này kình thiên trụ lớn, là từ lít nha lít nhít thanh sắc chân châu ánh mắt chồng chất mà thành. Vô số ánh mắt, nhìn lấy bốn phương tám hướng, bắn ra từng đạo thanh sắc tia sáng,
bắn phá cái này toàn bộ cấp 3 thanh hư chiến trường. Giống như là một đầu tràn đầy ánh mắt trụ hình dáng quái thú. Lý Thiên Mệnh chỉ cùng trong đó một con mắt một chút nhìn nhau một chút, cảm giác thì phá lệ khó chịu. Dù sao hắn đây là thiên hồn, lại không có thần hồn tháp bảo hộ, loại kia mê huyễn đối tinh thần của hắn nhiễu loạn cực lớn. Cái này cấp 3 thanh hư chiến trường là một cái rõ ràng thế giới, nói cách khác, trước đây mê vụ thế giới bách nhân trảm quy tắc cũng không áp dụng. Ở chỗ này muốn tấn thăng đến 4 cấp thanh hư chiến trường, khả năng cần muốn đến cái kia kình thiên trụ lớn bên kia. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, tuy nhiên ngăn cách rất xa, nhưng hắn đại khái có thể trông thấy, cái kia từ thanh sắc chân châu cự nhãn tạo thành cột trống trời chung quanh, tụ tập rất nhiều người. Tối thiểu có mấy vạn đi. Phải biết, những người này đều là các phương hằng tinh nguyên thế giới số 1 số 2 thiên tài. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được chính mình, giá rẻ. Muốn không phải trật tự tinh không hiện thực thế giới là cô lập, vắng vẻ, hắn đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Càng nhiều người, càng là có thể trưởng khống càng nhiều tin tức hơn, thậm chí có thể thám thính đến càng nhiều thuộc về trật tự tinh không bí mật. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không sợ hãi chút nào, hướng về cái kia kình thiên trụ lớn mà đi. Hắn có dự cảm, liên tam cấp thanh hư chiến trường quy tắc đều biến dạng, vậy nói rõ toàn bộ vạn tinh bầu trời chiến trường, tuyệt đối không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tại cái này cấp 3 thanh hư chiến trường, Lý Thiên Mệnh liền ngân trần cũng không dùng tới, trực tiếp hướng cái kia, kình thiên trụ lớn, mà đi là được rồi. Thật buồn nôn a. Càng đến gần cái kia kình thiên trụ lớn, cả người thì càng khó chịu, bởi vì cái này lít nha lít nhít ánh mắt, mặc dù là thanh sắc, trong suốt sáng long lanh như trân châu, mà dù sao là ánh mắt, hơn nữa còn khắp nơi loạn chuyển, nhìn tới nhìn lui, bất kể là ai nhìn nhiều vài lần, đều sẽ có tê cả da đầu cảm giác. Lý Thiên Mệnh đối cái này cấp 3 thanh hư chiến trường quy tắc, cơ hồ không có chút nào hiểu rõ, sau đó phía trước tiến quá trình bên trong, hắn để mắt tới một người. Người kia chính chậm rãi hướng kình thiên trụ lớn đi đến, Lý Thiên Mệnh liền đuổi theo. Còn không có tới gần, hắn trước nhìn thoáng qua cái tên, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn văn tự là, trưởng tu tinh, nhiêm nhiêm tử. Cái này hằng tinh nguyên cùng người tên đều cổ quái a. Trưởng tu tinh, một chút khí thế đều không có. Cùng trật tự chi địa so sánh, đang giận cử đi còn kém một mảng lớn. Các loại Lý Thiên Mệnh chặn lại được trước mặt hắn thời điểm, hắn đổ là minh bạch vì sao người này tên là Nhiêm Nhiêm Tử. Người này thân mặc áo bào trắng, không nhiễm trần thế, có chút yêu nhã, xem xét cũng là chơi chữ người, trên người hắn đặc thù rõ rệt nhất chính là, hắn lưu lại một đầu dài đến hơn 1 mét rear map, trực tiếp rủ xuống đến đầu gối vị trí, cái này rear map quấn lại 10 phần tinh mỹ, thì cùng cô nương cây roi giống như. Mặt trên còn có rất nhiều châu báu trang sức. Chẳng lẽ trưởng tu tinh người, đều phải để lại dài như vậy rear map? Lý Thiên Mệnh chính tâm bên trong hiếu kỳ thời điểm, gọi là, Nhiêm Nhiêm Tử, dâu dài thanh niên gặp hắn cản đường, nhất thời trợn mắt nói, ngươi là người nào? Dám châu chấu đá xe? Đòi mạng ngươi người, Lý Thiên Mệnh nói xong, trong tay đoạt mệnh ngân long hất lên mà ra, một chiêu thần nữ tán hoa, lưỡng tình tương duyệt, bay múa đầy trời, trong lúc nhất thời hoa ảnh trùng điệp. Hoa mắt, phồn hoa bên trong, một đầu ngân sắc du long lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, trong nháy mắt xé rách Nhiêm Nhiêm Tử phòng ngự, tại điện thạch hỏa quang ở giữa, thì quấn quanh đến trên người hắn, đem hắn buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Lớn mật nhóc con, ta chính là, đạo huyền tinh vực, chị anh tài, người dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta chi sư huynh đệ, chắc chắn người chém thành muôn mảnh. Nhiêm Nhiêm Tử muốn tránh thoát đoạt mệnh ngân long, lại phát hiện không có lực đạo này, sau đó liền chửi ầm lên. Hắn cái này phương thức nói chuyện quá mức phục cổ, nghe được Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được, hắn co rút lại đoạt mệnh ngân long, đem ra hỏa này kéo đến trước mắt đến, vui vẻ nói. Anh em, đừng hoảng hốt, nơi này là huyễn thiên chi cảnh, ta vừa tới cấp 3 thanh hư chiến trường, còn không hiểu rõ quy củ của nơi này, cho nên tìm ngươi hỏi một chút mà thôi, ngươi muốn là phối hợp, một hồi ta liền thả ngươi, như không phối hợp, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ tháng sau lại đi vào. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Cái này Tử Diệu Tinh chính là phương nào xa xôi hoang địa, ta chưa từng nghe qua, ngươi cái này cấp thấp xuất thân, cũng dám ở ta trước mặt phách lối, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buông tay, nếu không cái này cấp 3 thanh hư chiến trường, đem không có ngươi nơi đặt chân. Nhiêm Nhiêm Tử còn tại phách lối. Ngươi cái này trang bức. Thiên hồn chỉ cần bất tử, vẫn là có thể cảm nhận được một số đau đớn, sau đó Lý Thiên Mệnh giơ lên hắc ám tí, tại chỗ cho hắn tới mấy cái quyền, cái này quyền đến thịt cảm giác.
đánh cho Nhiêm Nhiêm Tử sắc mặt xanh lét tím, ngao ngao thét lên, râu dài bay múa. Có thể thật dễ nói chuyện không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Nhóc con, nghỉ để ta. Phanh phanh phanh. Lại đến mấy cái quyền, đem hắn nói nhảm đánh trở về, Nhiêm Nhiêm Tử lúc này mới sợ, tuy nhiên vẫn là chừng lấy Lý Thiên Mệnh, dựng râu chừng mắt, nhưng tối thiểu nhất không có kêu gào. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ phương xa kình thiên trụ lớn hỏi. Hừ, Nhiêm Nhiêm Tử rất có cốt khí, trong mắt ngậm lấy vẻ khinh bỉ, nói, ngươi trèo lên thượng tam cấp thanh hư chiến trường, lại ngay cả cái này, vạn nhãn huyễn thần trụ, cũng không nhận ra, chỉ có thể nói rõ các ngươi tử diệu tinh người, chính là trong tinh không vắng vẻ đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi còn không phải cùng dạng đánh ngươi. Đối phương loại này, thượng đẳng tinh thần, tự hào cùng kiêu ngạo, tại Lý Thiên Mệnh xem ra rất buồn cười. Hắn phán đoán, đối phương tất nhiên sẽ cảm thấy, tử diệu tinh, cấp thấp, như vậy hắn nhất định nhận biết cao đẳng tinh thần, Lý Thiên Mệnh rất muốn biết một chút, trật tự tinh không bên trong thượng đẳng tinh thần, lại là cái gì mức độ. Vạn nhãn huyễn thần trụ, cùng tấn thăng 4 cấp thanh hư chiến trường có quan hệ, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiêm Nhiêm Tử ánh mắt ghét bỏ, vẫn là không muốn nói chuyện, sau đó Lý Thiên Mệnh nắm chặt đoạt mệnh ngân long, đem hắn đầu thành xà, cho dù là thiên hồn, xem ra cũng là chảy máu. Nếu là ngươi phối hợp một chút, còn có thể dễ chịu không ít. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn tinh bầu trời chiến trường cùng phổ thông huyễn thiên chi cảnh khác biệt, ở chỗ này không thể tùy tiện về hiện thực thế giới, cho nên Nhiêm Nhiêm Tử mới có thể bị Lý Thiên Mệnh chế trụ. Lại bị giày vò một trận, hắn cuối cùng đàng hoàng, nói, không sai, vạn nhãn huyễn thần trụ cũng là thông hướng 4 cấp thanh hư chiến trường địa phương, quy tắc cũng rất đơn giản, mỗi người theo dưới đáy bắt đầu bò, người nào có thể kiên trì leo đến chỗ cao nhất, thì có thể đến tới 4 cấp thanh hư chiến trường. Hắn nói chuyện có thể tính bình thường. Thì cái này, đúng, quá trình cho phép xung đột sao? Đương nhiên cho phép, nhất là tại đỉnh chóp nhất, 4 cấp thanh hư chiến trường lối vào rất nhỏ, leo đi lên người đến cạnh tranh, ở trước đó cũng có thể đem người khác đánh xuống. Nhiêm Nhiêm Tử lạnh lùng nói, cái kia leo đi lên trở ngại, hoặc là chỗ khó là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, đương nhiên là cái này vạn nhãn huyễn thần trụ bản thân, đây là huyễn thiên thần tộc vĩ đại tác phẩm, mỗi cái đi lên người. Nhất định phải tiếp nhận không có tận cùng hoàn cảnh khảo nghiệm, chỉ có tránh thức đỉnh cấp hồn linh, mới có thể thông hướng chí cao con đường. Nhiêm Nhiêm Tử nói câu nói này thời điểm, ngược lại là 10 phần lưu loát, trong mắt cũng có hướng tới chi sắc, xem ra hắn bị vây ở cái này cấp 3 thanh hư chiến trường rất nhiều năm. Minh Bạch, nói cách khác, cái này nhất cấp tấn thăng, so phía trước 2 cấp muốn khó. Lý Thiên Mệnh tổng kết nói, phía trước 2 cấp, chỉ cần giết người là được, tuy nhiên đối người khác mà nói. Bách nhân chạm lại kiên trì một ngày rất khó, nhưng đối Lý Thiên Mệnh tới nói rất đơn giản. Mà cái này cấp thứ 3, rõ ràng có biến hóa rất lớn, tràn đầy sự không chắc chắn. Nói nhảm, tối thiểu khó hơn mấy lần. Chúng ta, đạo huyền tinh vực, đỉnh phong thiên tài, đều phải hao phí không ít công phu. Nhiêm Nhiêm Tử mỗi lần nâng lên đạo huyền tinh vực, đều phá lệ tự hào. Tinh vực, liên tục nghe được 2 lần, đạo huyền tinh vực, Lý Thiên Mệnh khẳng định tò mò. Hắn là lần đầu tiên, nghe được tinh vực cái này khái niệm. Rất hiển nhiên, đây chính là Nhiêm Nhiêm Tử kiêu ngạo căn bản. Cái này gọi, ngạo mạn. Lý Thiên Mệnh theo hạt bụi thế giới đứng lên, hắn lớn nhất minh bạch cái từ này. Nói ngắn gọn, cái kia thì là nơi có người, thì có so sánh thì có ngạo mạn, thậm chí tại Chu Tước Quốc, Diễm Đồ đám tử đệ đối mặt Hương Trấn thanh niên, đều sẽ ngạo mạn lại tràn ngập thành kiến, lại càng không cần phải nói tại trật tự tinh không. Thượng vị giả ngạo mạn, là không thể bình thường hơn được. Nhiêm Nhiêm Tử nhún nhún vai, Lý Thiên Mệnh mê hoặc ánh mắt, không có chút nào vượt quá hắn sở liệu. Như thế nào tinh vực? Hắn hỏi. Ha ha, Nhiêm Nhiêm Tử cười một tiếng. Ba, Lý Thiên Mệnh tát cho hắn một cái, đánh cho hắn choáng váng. Tinh vực chính là, một đám hằng tinh nguyên thế giới khu vực. Nhiêm Nhiêm Tử sương mặt trả lời. Cái này cùng Lý Thiên Mệnh đoán được cũng kém không nhiều. Các ngươi cái này đạo huyền tinh vực, có bao nhiêu hằng tinh nguyên thế giới? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. 10.000 cái hai bên, Nhiêm Nhiêm Tử nói đến cái số này, hắn lại kiêu ngạo, nói, so với các ngươi những cái kia lẻ loi trơ trọi, không biết tại cái gì trong góc phá thế giới, chúng ta đạo huyền tinh vực. 3. Chỉ có bàn tay, mới có thể để cho hắn thu hồi đắc ý. Cái này 10.000 cái hằng tinh nguyên thế giới, lẫn nhau ở giữa, đều có thể dựa vào nhục thân vượt qua xuyên thẳng qua sao.
Lý Thiên Mệnh hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, lẫn nhau đến gần, 1-2 tháng liền có thể đến, hẻo lánh nhất, lấy tinh không chiến thuyền vận chuyển mấy năm, cũng có thể đến tới tiếp giáp tinh thần. Nhiêm Nhiêm Tử nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Nói cách khác, cái này đạo huyền tinh vực, cũng là một mảnh nắm giữ hơn vạn hàng tinh nguyên thế giới siêu cấp khu vực bên trong tu luyện giả có thể dựa vào nhục thân vượt qua ghé qua các đại hàng tinh nguyên thế giới. Mỗi một cái hàng tinh nguyên thế giới lẫn nhau ở giữa khoảng cách, khả năng thì tương đương với Tử Diệu Tinh cùng Nguyên Nguyên Tinh động dạng này. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không tưởng tượng nổi, loại này siêu cấp tinh vực, nó đến hạng gì thật lớn. Dù sao trong đầu hoàn toàn là hư vô. Trách không được cái này Nhiêm Nhiêm Tử sẽ như thế kiêu ngạo, nếu như nói trật tự tinh không có hạch tâm, như vậy bọn họ đạo huyền tinh vực hẳn là trung ương tinh vực loại kia hạch tâm đi. Bất quá Lý Thiên Mệnh có một chút khó hiểu. Sau đó hắn hỏi, các ngươi nhiều như vậy hằng tinh nguyên thế giới tụ tập cùng một chỗ, sẽ không phát sinh hằng tinh nguyên chiến tranh sao? Mọi người không đều sẽ tranh đoạt hằng tinh nguyên sao? Ha ha! Nhiêm Nhiêm Tử lại vui vẻ, một bộ nhìn ếch ngồi đáy giếng biểu lộ. Lý Thiên Mệnh cho hắn trên mũi tới nhất quyền, Nhiêm Nhiêm Tử máu mũi chảy đầm đìa, nước mắt bão táp. Còn trang bức sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không giả, không được. Nhiêm Nhiêm Tử bưng bít lấy máu mũi, vội vàng nói, là như vậy, đạo huyền tinh vực đúng là một cái hằng tinh nguyên nơi tụ tập, sinh tồn có vô tận thị tộc, trong lịch sử cũng phát sinh qua vô số hằng tinh nguyên chiến tranh, bất quá bây giờ tốt, chúng ta thành lập Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, từ Huyễn Thiên thần tộc cùng Thiên Đạo Huyền tộc cùng một chỗ thống trị đạo huyền tinh vực, chấp hành hợp lý phân phối, quản lý điều lệ, ngăn cản sạch chiến tranh phát sinh. Bây giờ đạo huyền tinh vực thùng sắt một khối, trò chuyện vui vẻ, hiệu mệnh tại Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh. Muốn nói hằng tinh nguyên chiến tranh, hiện tại chỉ có chúng ta, Tinh Hải Thần Hạm đại quân, cướp bóc người khác hằng tinh nguyên phần, còn chưa từng người khác có thể chiếm chúng ta tiện nghi. Chúng ta đạo huyền tinh vực, cũng là trật tự tinh không hạch tâm, trung ương, thiên địa chí tôn. Hắn nói đến kích tình bành trướng, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, đối chỉ gặp qua Tử Diệu Tinh cùng trật tự chi địa Lý Thiên Mệnh tới nói, đây đều là hư. Xa không thể chạm. Cướp bóc người khác hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Đương nhiên, dù sao lớn như vậy Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, tiếp tục đều có hằng tinh nguyên tiêu hao, cần liên tục không ngừng bổ sung. Nói thí dụ như, muốn để cho chúng ta tìm tới người cái này phá Tử Diệu Tinh vị trí, chúng ta Tinh Hải Thần Hạm trên đại quân đi, trong nháy mắt diệt vong các ngươi toàn bộ thế giới, cướp đi hằng tinh nguyên, gọi các ngươi cả tộc diệt vong, một cọng cỏ đều không thừa phía dưới. Nhiêm Nhiêm Tử càng nói càng hung ác. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu rõ. Đạo huyền tinh vực hơn vạn tinh thần, bọn họ không phải lên vạn thế lực nội bộ cạnh tranh đại chiến trường, bọn họ là một cái thống nhất siêu cấp thế lực, là trật tự tinh không siêu cấp người săn đuổi. So sánh cái này, Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, cái kia cái gọi là Thiên Lang Tinh, khả năng đều không tính là gì. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh nghe nghe thì ngây ngẩn cả người. Các ngươi đạo huyền tinh vực thống trị thế lực, gọi là Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, trong đó Huyễn Thiên thần tộc chiếm cứ một bộ phận. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng a, nếu là không có vĩ đại Huyễn Thiên thần tộc, từ đâu tới Huyễn Thiên chi cảnh? Chúng ta đạo huyền tinh vực, cũng là Huyễn Thiên thần tộc phân bộ một trong, chúng ta trưởng tu tinh phía trên, đều có Huyễn Thiên thần tộc. Bọn họ mỗi một cái, mới thật sự là thần linh. Nhiêm Nhiêm Tử nói. Vậy chúng ta Tử Diệu Tinh phía trên Huyễn Thiên chi cảnh, cũng là Huyễn Thiên thần tộc kiến tạo a. Bọn họ chẳng phải là biết rõ nói vị trí của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Nhiêm Nhiêm Tử cũng sửng sốt một chút. Hắn lập tức ngậm miệng lại, nói, ta có thể không nói gì, ngươi đừng có đoán mò, chúng ta chỉ có đạo huyền liên minh, ngươi lung tung nghi vấn Huyễn Thiên thần tộc, là sẽ xảy ra chuyện. Mỗi một cái nắm giữ Huyễn Thiên chi cảnh hằng tinh nguyên thế giới, Huyễn Thiên thần tộc đều đi qua thật sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Ngươi đánh giám thật nhiều, cẩn thận tại hỏa. Nhiêm Nhiêm Tử không để ý tới bị vạn tinh bầu trời chiến trường trách phạt, hắn cưỡng ép trở về hiện thực thế giới, cả người tại Lý Thiên Mệnh trước mắt bỗng nhiên tiêu tán. Dạng này cưỡng ép rời đi, có khả năng thời gian dài không thể lại tiến vạn tinh bầu trời chiến trường. Lưu lại Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, bỗng nhiên có loại dùng mình cảm giác. Tử Diệu Tinh, có điểm giống là người khác trong mâm đồ ăn a, đương nhiên, chỉ là chuẩn bị đồ ăn. Mà lại giống như nó làm, chuẩn bị đồ ăn, còn có rất rất nhiều. Nhiêm Nhiêm Tử giống như bởi vì bị chính mình đánh, gấp muốn hù sợ chính mình, cho nên nói không quá nên nói đồ vật. Đương nhiên, đối cái kia Huyễn Thiên thần tộc,
Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh tới nói, Lý Thiên Mệnh chỉ là một hạt bụi nhỏ. Hắn biết cái gì căn bản không trọng yếu, thậm chí toàn bộ Tử Diệu Tinh đều có loại nghi ngờ này, vậy cũng không trọng yếu, Huyễn Thiên Chi Cảnh thành lập về sau, Tử Diệu Tinh có lẽ cũng chỉ là lẻ loi trơ trọi một cái, chuẩn bị đồ ăn. Cái gì cũng không thể làm. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Lý Thiên Mệnh phát huy sức tưởng tượng, so sánh bi quan suy đoán. Mọi người đều biết, Huyễn Thiên Thần Tộc cải biến trật tự tinh không, dùng bọn họ siêu cấp bản lĩnh, kỹ thuật giúp đỡ người nghèo, để trật tự tinh không tiến nhập Huyễn Thiên Thời Đại. Huyễn Thiên Thời Đại, vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt đến, căn bản không có người chú ý, tại trật tự tinh không một số xa xôi trong góc, nguyên một đám hàng tinh nguyên thế giới biến mất. Muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, ta có thể trở về trật tự chi địa cứu trở về nghĩa phụ thì không sai biệt lắm, tối thiểu trật tự chi địa không có Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tử Diệu Tinh cuối cùng không phải gia hương, cho nên hắn cũng rất khó cùng bọn hắn cùng chung hoạn nạn. Mà lại, cái này cái gọi là, nghịch cảnh, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Quay lại cùng Tinh Vũ Đế Tôn trò chuyện chút, nghe một chút ý nghĩ của hắn được rồi. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vạn nhãn huyễn thần trụ. Nói cách khác, bên này cần phải có không ít, Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, siêu cấp thiên tài, không biết, bọn họ lại là cái gì mức độ. Nhiêm Nhiêm Tử xưng là trung ương tinh vực, vậy liền tạm thời cho rằng bọn họ cũng là vũ trụ hạch tâm đi. Lý Thiên Mệnh có chút muốn cùng cái này siêu cấp tinh không thế lực người trẻ tuổi giao phong, nhưng là hắn không nóng nảy, hắn cần từng bước một kéo lại Tử Tiêu Đế Cung khẩu vị. Thanh hư trên chiến trường hắn tạm thời có thể chinh chiến, cao nữa là đều chỉ có 5 cấp đầu, một chút thì chơi xong, về sau có thể cũng không biết dựa vào cái gì lăn lộn tiếp nữa rồi. Muốn giết đến xinh đẹp, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, còn phải có càng hùng hậu tư bản. Hiện tại tinh tướng thần cảnh cấp 10, Lý Thiên Mệnh cảm giác còn một chút kém một chút. Hắn gần nhất tại, đế tôn khư tu hành, cảm giác hiệu quả rất là không tệ, đế tôn thiên hồn chỉ cần nhiều, có thể giải nghi ngờ cũng liền càng nhiều. Rút lui trước, rời đi thời điểm, Lý Thiên Mệnh trong đầu, nổi lên một bộ hắn trong tưởng tượng hình ảnh. Cái kia trong tấm hình, hắn lơ lửng trong tinh không. Như là một hạt không đáng chú ý hạt bụi nhỏ. Ở trước mặt hắn, là từ hơn vạn cái mặt trời, từ Diệu Tinh tạo thành vô tận tinh vực, các loại cự hình đầy sao hội tụ thành biển, lít nha lít nhít, tranh nhau chiếu rọi. Giả thiết mỗi một cái hằng tinh nguyên thế giới, đều có thể mang đến cho hắn như là mặt trời loại kia cảm giác chấn động, cái này hơn vạn tinh thần tạo thành siêu cấp tinh vực, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Đáng sợ nhất là, bọn họ khả năng nắm giữ hơn vạn tinh hải thần hạm. Có thể tại trật tự tinh không bên trong quét ngang vũ trụ, tạo thành vô địch hạm đội. Chỗ đến, chúng sinh mang ngọc có tội, rất nhiều hằng tinh nguyên thế giới diệt vong. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy qua viên kia hành tinh chết, có lẽ cũng là xuống tràng. Người cùng thế giới, cùng một chỗ diệt vong. Liền một cái con muỗi, đều chớ nghĩ sống đi xuống. Cái này là đạo huyền tinh vực, đây chính là Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh. Giấu ở trật tự tinh không bên trong. Chân chính siêu cấp thợ săn. Tại loại này săn người trước mặt, có lẽ còn lại hàng tinh nguyên thế giới, đều là bị làm xong tiêu ký con mồi. Ông, Lý Thiên Mệnh theo Huyễn Thiên Chi nhãn, về tới Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi cảnh. Hắn xuất hiện tại chính mình, tư nhân không gian, bên trong. Ca ca. Khương Phi Linh ngồi tại trong lương đình, theo quan chiến thị giác phía trên nhìn, Lý Thiên Mệnh đã rời đi vạn tinh bầu trời chiến trường, cho nên nàng sớm biết hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Làm sao không tiếp tục khiêu chiến cái kia vạn nhãn huyễn thần trụ đâu? Khương Phi Linh kéo cánh tay của hắn, trong suốt sáng long lanh sáng ngời song mắt thấy hắn. Nhớ ngươi, có một ngày không thấy ngươi, trực tiếp không rời nổi bước chân. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, ta không tin. Ngoài miệng nói không tin, kỳ thật tâm lý Mỹ đây. Linh Nhi, ta đang hỏi người kia liên quan tới, đạo huyền tinh vực, sự tình thời điểm, ngươi ở bên này đều có thể nghe được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, có thể, rõ ràng đây, Khương Phi Linh nói, cái kia Tử Diệu Tinh tu luyện giả, đoán chừng đều có thể nghe thấy, không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ nói, ta cảm thấy có thể sẽ không có động tĩnh gì đi, dù sao bọn họ nắm giữ Huyễn Thiên Chi cảnh nhiều năm như vậy. Người dễ dàng như vậy thì có thể nghe được sự tình, Tử Diệu Tinh cao tầng, trưởng bối, tổ tiên, rất không có khả năng không biết. Muốn đến trong lòng bọn họ có đáp án. Khương Phi Linh nói, ngươi nói cũng có đạo lý, được rồi, dù sao ta cũng coi như nhắc nhở,
Đi, đi ra trước xem một chút. Hắn cùng Khương Phi Linh cùng rời đi cái này, Tư Mật Chi địa đi ra phía ngoài. Chỉ thấy Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi cảnh tiếng người huyên náo, rất nhiều người đều còn không có rời đi đây. Diệp Thần Mạnh, vẫn là Lý Thiên Mệnh Cường, các vị, đặt cược đi. Kết quả lấy bọn họ lần sau giao chiến thắng bại làm chuẩn. Khắp nơi đều là thảo luận bọn họ mạnh yếu người, ngược lại là, đạo huyền tinh vực, sự tình, trên cơ bản không ai thảo luận. Quả nhiên, bọn họ không cho rằng đó là cái vấn đề, là ta mình cả nghĩ quá rồi. Mang theo nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh về tới Tử Chân Tinh Thành. Gian phòng bên trong, hắn cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ tỉnh lại. Hai cái thiên vị kết giới lẫn nhau ở rất gần, Lý Thiên Mệnh mở mắt ra về sau, trước là đối với nàng ôn nhu cười một tiếng, vốn định nắm nàng đứng lên, kết quả tay của hai người chỉ tiếp xúc, hàn băng ngay tại hai cái này tay cầm bắt đầu lan tràn. Lý Thiên Mệnh không bỏ được buông ra, muốn nắm chặt một số, có thể mấu chốt là cái này băng hàn vừa lên đến, nàng cũng phá lệ khó chịu. Ai, ca ca, tốt như vậy phiền đây này. Thả trước kia, bọn họ tối thiểu nhất ấp ấp ôm một cái không có vấn đề. Bây giờ lại chỉ có thể nhìn cái này thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân dương mắt nhìn. Không có chuyện. Lý Thiên Mệnh buông tay ra, thấy được sờ không được xác thực khó chịu, nhưng bắt đầu so sánh, hắn chủ yếu vẫn là lo lắng, biến hóa như thế, có thể hay không đối tính mạng của nàng an toàn sinh ra ảnh hưởng. Ta trước đi ra ngoài một chút. Không ngoài dự liệu, thần quy lão tổ cùng cung hùng còn tại Tử Chân Tinh Thành bên ngoài. Làm sao không tiếp tục chinh chiến cấp 3 thanh hư chiến trường, thiên tài. Cung hùng cười hì hì hỏi. Cảm giác có thể sẽ kém chút, nắm chắc chút cao lại đi, không vội. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng thành, khe nhỏ sông dài. Thần quy lão tổ lôi kéo ống tay áo của hắn, nói, hôm nay cùng Diệp Thần chiến đấu, cảm giác như thế nào? Nếu như tại hiện thực thế giới, có thể bắt lấy hắn sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên rất quan tâm vấn đề này. Không tốt lắm nói a, dù sao đối phương đế tôn thần thú nhiều như vậy, ta cũng chỉ có một cái. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối lắc đầu nói. Kỳ thật, hắn nắm chắc vẫn là thật lớn. Dạng này a, vậy liền nhức đầu, chúng ta đều không nghĩ tới, gia hỏa này một cái đế tôn thần nguyên có thể đỉnh 5 cái dùng, này bằng với không duyên cớ sáng tạo ra 4 cái đế tôn thần nguyên, thật cùng gian lận giống như. Chó viết thần diệu hoàng triều, thần quy lão tổ buồn bực nói. Hiện tại Tử Diệu Tinh phía trên, Diệp Thần danh vọng lại đi lên, danh tiếng còn kình, lại có thể cùng ngươi đứng ngang hàng. Cung Hùng cũng đau đầu nói. Cái kia không có cách, chỉ có thể tiếp tục tranh đi. Trừ phi, Lý Thiên Mệnh muốn nói lại thôi, không có nói đi xuống, mà chỉ nói, được rồi, rất không có khả năng. Trừ phi cái gì? Cái này, ta không tốt lắm ý tứ nói a. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Có cái gì ngượng ngùng, theo ngươi quy ra ra nói. Thần quy lão tổ lật qua mắt xanh lục nói. Tử tiêu đế cung không phải còn có một cái khác đế tôn thần nguyên nha, muốn là ta có thể thêm một cái đế tôn thần thú, cái kia phần thắng thì đánh lớn hơn, bất quá, cái này không tốt lắm. Dù sao ta vừa cầm một cái, Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Đây quả thật là, có 5 đại tinh thần vương tộc, người muốn cầm đến một cái khác đế tôn thần nguyên, cơ hồ không thể nào. Việc này bọn họ tuyệt đối sẽ không thương lượng với ngươi. Thần quy lão tổ chân thành nói. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh cũng biết rất khó. Quên đi, hắn lắc lắc đầu nói. Từ từ sẽ đến đi, tối thiểu ngươi bây giờ còn chưa thua, nếu như ngươi có thể tại vạn tinh bầu trời chiến trường, sáng tạo càng đại huy hoàng, nói không chừng còn thật có khả năng. Thần quy lão tổ nói. Tỷ như đâu, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thí dụ như, đánh bại đạo huyền tinh vực, thần khư cấp, hằng tinh nguyên phía trên, cùng ngươi cùng tuổi chí tôn thiên tài. Thần quy lão tổ nói. Thần khư cấp, cái gì đồ chơi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hằng tinh nguyên còn phân cấp A. Thần khư cấp hằng tinh nguyên, đại khái cũng là đạo huyền tinh vực cấp bậc cao nhất hằng tinh nguyên đi, nó thể lượng tương đương với 100 cái tử diệu tinh hai bên. Thần quy lão tổ nói. Nhìn đến như vậy lớn lên lịch sử, bọn họ cũng có người có thể tiến 3, 4 cấp thanh hư chiến trường, đối đạo huyền tinh vực vẫn là có hiểu rõ, tối thiểu so Lý Thiên Mệnh nhiều. 100 cái tử diệu tinh. Lý Thiên Mệnh chấn kinh, đó không phải là 100 cái trật tự chi địa. Cái kia đến bao lớn a? Cái này khiến Lý Thiên Mệnh vững tin, hắn tại Đông Hoàng kiếm không màu trong cửa lớn nhìn đến cái kia kim ngôi sao màu đen, rất có thể chân thực tồn tại, cái kia cái ngôi sao lên một cái bọt nước phía trên giọt nước, đều hóa thành hằng tinh nguyên.
Trật tự tinh không đồng dạng dựa theo hàng tinh nguyên thể lượng, đem hàng tinh nguyên phân cấp, phân biệt là dương phàm cấp, động thiên cấp cùng thần khư cấp. Trong đó, tử diệu tinh cái này lớn nhỏ, cũng là tiêu chuẩn dương phàm cấp, cũng chính là nhất cấp hàng tinh nguyên. Phàm là đạt tới tử diệu tinh thể lượng hơn gấp 10 lần, gọi là động thiên cấp hàng tinh nguyên cùng dương phàm cấp có căn bản khác nhau. Tại đi lên, đến tử diệu tinh gấp 100 lần, cái kia chính là thần khư cấp lớn nhỏ cùng cuồn cuộn, không phải người ta có thể tưởng tượng, nghe miêu tả xác thực rất khủng bố. Thần Quy lão tổ nói, động thiên cấp là cấp 2 hàng tinh nguyên, thần khư cấp là cấp 3 hàng tinh nguyên, cái kia còn có 4-5 cấp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, không biết a, đạo huyền tinh vực chính là chúng ta biết mạnh nhất chi địa. Chúng ta chỉ biết là, đạo huyền tinh vực, cao nhất là thần khư cấp hàng tinh nguyên. Thần Quy lão tổ nói, người gặp qua sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, ta gặp cái rắm, ta chỉ thấy qua tử diệu tinh, còn có một cái đi hướng diệt vong nguyên tinh động. Cái gì động thiên cấp, thần khư cấp, đều chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Thần Quy lão tổ nói, quả nhiên, tất cả mọi người chưa thấy qua. Tử diệu tinh cùng trật tự chi địa một dạng, đều tại trật tự tinh không một góc nào đó. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, đạo huyền tinh vực, có thần khư cấp hàng tinh nguyên, cái này thần khư cấp hàng tinh nguyên phía trên, sinh tồn hẳn là tinh không vạn tộc đỉnh phong, tỉ như huyễn thiên thần tộc. Bọn họ cường giả cùng thiên tài, muốn đến cũng đều là cái này lớn như vậy trật tự tinh không nghiêu bức nhất. Lão tổ, ý của ngươi là, ta phải vượt qua thần khư cấp hàng tinh nguyên mạnh nhất thiên tài, mới có thể cầm tới đế tôn thần nguyên. Lý Thiên Mệnh ngưng nhìn hắn ánh mắt hỏi. Không nhất định a, ngươi làm đế tôn thần nguyên là rau cải trắng a, hiện tại toàn bộ tử diệu tinh thì còn lại một cái a lão đệ. Ngươi dù sao cũng là ngoại nhân a, lão hủ chỉ nói là, đây có lẽ là một cái khả năng mà thôi. Thần Quy lão tổ lúng túng nói. Ta đi, cái này mẹ nó cũng quá khó khăn a. Ngươi cái này coi ta là biến thái a. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ngươi không phải biến thái là cái gì? Việc này xác thực cũng không gấp được, trước mắt Lý Thiên Mệnh thấp chính là cảnh giới, cho nên làm ra làm chơi ra chơi mới là căn bản. Đúng rồi, liên quan tới huyễn thiên đạo huyền liên minh, các ngươi thấy thế nào? Đế tôn thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Cái gì thấy thế nào? Cũng là huyễn thiên thần tộc biết tử diệu tinh vị trí, tùy thời đem cái này diệt phong a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đầu óc người bị lừa đá rồi. Thần Quy lão tổ cùng Cung Hùng nhất thời lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Cái gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, tại sao mình bị rất khinh bỉ. Lão đệ, ngươi liền lịch sử đều không học a. Cung Hùng khoanh tay, liền hắn đều khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Cái gì lịch sử? Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, một bộ im lặng biểu lộ. Ta tới nói đi, Cung Hùng hắng giọng một cái, nói, chúng ta tử diệu tinh trong lịch sử, đã từng tao ngộ qua, thiên lang tinh, cái này rất có thể là chúng ta cái này một mảnh tinh không bên trong tên xấu chiêu lấy cướp bóc nhất tộc. Tại thiên lang ngôi sao tiến công dưới, chúng ta tử diệu tinh kém chút không địch lại, tại sắp hủy diệt thời điểm, là huyễn thiên thần tộc đã cứu chúng ta. Bọn họ chẳng những trợ giúp chúng ta đánh lui thiên lang tinh, còn trợ giúp chúng ta thành lập huyễn thiên chi cảnh, để cho chúng ta được cùng tinh không vạn tộc giao lưu, đuổi theo vũ trụ phát triển cước bộ. Người nói huyễn thiên thần tộc muốn là đối với chúng ta có ác ý, đã sớm đuổi đi thiên lang tinh thời điểm, thì đem chúng ta hằng tinh nguyên chiếm, cần phải lao lực như vậy đâu. Bởi vì huyễn thiên thần tộc thay thế trộm thiên nhất tộc, trở thành trật tự tinh không bá chủ, cho nên Lý Thiên Mệnh đối bọn hắn khẳng định không có hảo cảm. Nhưng, tử diệu tinh tu luyện giả tựa hồ không thế nào nghĩ. Có thể ta hôm nay nghe tên kia nói, cái kia đạo huyền tinh vực bên trong có huyễn thiên thần tộc bóng người, cùng bọn hắn cùng một chỗ tạo thành huyễn thiên đạo huyền liên minh, lấy cướp bóc còn lại hàng tinh nguyên thế giới đến bổ sung chính mình. Lý Thiên Mệnh hỏi, đại khái là cái này đạo huyền tinh vực hướng trên mặt mình thiếp vàng đi, dù sao chúng ta là vũ trụ ếch ngồi đáy giếng, cái này đạo huyền tinh vực đến cùng là cực kỳ tiểu, chúng ta cũng không rõ ràng. Nói không chừng cũng không có lớn như vậy. Hù dọa chúng ta những thứ này đơn độc hằng tinh nguyên thế giới rất lợi hại. Dù sao theo ta được biết, huyễn thiên thần tộc là trật tự tinh không vương, theo vĩnh hằng huyễn thiên kết giới thì có thể biết, bọn họ là kỳ tích một dạng đỉnh phong thị tộc. Là trật tự tinh không trật tự chế định giả. Nếu như lời ngươi nói, loại này tồn tại thật tại, âm mưu, chúng ta, ngươi nói chúng ta ngoại trừ đền tội, còn có biện pháp nào? Chống cự sao? Thần Quy lão tổ chắc chắn mà nói. Tốt a. Lý Thiên Mệnh cảm giác vấn đề này, không
không có gì thảo luận ý nghĩa. Dù sao Huyễn Thiên thần tộc đều đến qua cái này, còn giúp qua Tử Diệu Tinh, đây chính là ân nhân cứu mạng. Nếu như cái này ân nhân cứu mạng thật là người xấu, lúc ấy thì đâm chết chính mình không phải, cả âm mưu gì. Không lao lực đâu. Thiên mệnh, việc này đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay tới chủ yếu là muốn nói với ngươi, Diệp thần lần này thu hoạch được kỳ ngộ lại không đánh bại ngươi, nói không chừng hắn không cam tâm, sẽ ở hiện thực thế giới lại tới khiêu chiến, rửa sạch nhục nhã, cho nên ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, nếu như là tại hiện thực thế giới, cái kia đao kiếm nhưng là không có mắt. Thần Quy lão tổ nói. Minh bạch, muốn là ta lại thêm một cái đế tôn thần nguyên liền tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Ta tới ngươi, lão phu có thể nghe rõ, ngươi tiểu tử này giả vờ giả vịt, cũng là muốn đòi hỏi bảo bối. Thần Quy lão tổ dở khóc dở cười. Xuyệt, không cần nói đến ngay thẳng như vậy. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Được được, chuyện này ta lặng lẽ cùng đế tôn nói, nhất định dốc hết toàn lực vì ngươi tranh thủ. Thần Quy lão tổ nói. Không chỉ thần nguyên a, có vật gì tốt, đều lấy ra, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Yên tâm, cái gì Diệp thần, ta đều không để vào mắt, hiện tại ta trong mắt, chỉ có cái gì động thiên cấp, thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới, cái gọi là chí tôn cấp bậc tinh không thiên tài. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. U, thổi lên, thần Quy lão tổ cười. Đem ca sợ tè ra quần, Cung Hùng cũng nói. Hai vị, chậm lăn không tiễn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ bọn họ, hắn vội vã về Tử Chân Tinh Thành đây. Gấp cái gì? Đương nhiên là Huyễn Thiên chi cảnh, phong hoa tuyết nguyệt. Trở lại Tử Chân Tinh Thành về sau, cộng sinh thú nhóm đều đi chơi. Tử Chân Tinh Thành rất lớn, đủ để tùy ý lam hoang tùy ý lao vụt. Những ngày qua Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ cùng Lâm Tiêu Tiêu bọn họ, đều tại Đế Tôn Khư tu hành, ngẫu nhiên trở về. Tử Chân Tinh Thành bên trong, nằm tinh điện. Là Lý Thiên Mệnh chọn lựa trụ sở riêng, bên trong đầy đủ mọi thứ, ngày bình thường cũng liền Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ở đây. Người cũng đều đi ra ngoài chơi đi. Lý Thiên Mệnh xua tán đi nằm tinh điện ngân trần, cái này lớn như vậy cung điện bên trong, chỉ còn lại hắn cùng Khương Phi Linh hai người. Bởi vì cộng sinh thú tồn tại, mỗi lần, hẹn hò, đều phải làm to chuyện, cũng là đau đầu. Đi, Linh Nhi, đi Huyễn Thiên chi cảnh đi chơi. Lý Thiên Mệnh cười tủm tỉm nói. Chỉ là đi chơi sao? Khương Phi Linh cúi đầu, hai tay giao nhau ở trước ngực, thanh âm càng nói càng nhỏ, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh khuôn mặt, thanh tịnh, nói. Ừm. Khương Phi Linh khẽ cắn môi anh đào, nhìn lấy ra hỏa này, nhịn không được bật cười, kỳ thật trong lòng vẫn là tràn đầy ngọt ngào. Theo lần thứ nhất Niết Bàn còn sống trở về, nàng cũng không muốn đợi, nếu không phải vừa trọng sinh thời điểm còn quá nhỏ, bọn họ kinh lịch lâu dài tưởng niệm. Tâm lý đều có liệt hỏa, cũng sẽ không chờ đợi hiện tại. Kỳ thật thân là nữ sinh, nàng cũng nghĩ qua rất nhiều lần, lần thứ nhất lại là cái gì quang cảnh đâu. Nhiều như vậy trong tương tưởng, tuyệt đối không có cục diện bây giờ, cái kia chính là trong hiện thực bị ngăn cản ngại, lại ngăn không được bọn họ hai người trẻ tuổi, đem cái này hừng hực yêu say đắm, chuyển rời đến Huyễn Thiên chi cảnh bên trong, chuyển rời đến lẫn nhau thiên hồn phía trên. Tới, không thể dắt tay. Chỉ có thể cách xa nhau chừng một mét, chỉ có thể nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Hai người ngồi đối diện nhau, ngầm hiểu, cùng một chỗ chui vào mê huyễn thế giới. Trên thực tế theo Vạn Long Thần Sơn chi chiến, nàng rốt cục khởi tử hoàn sinh một khắc này đến bây giờ, đã từng sinh ly tử biệt kinh hồn cùng thống khổ, hình thành tưởng niệm, vẫn luôn tại áp lực trạng thái, dù là lẫn nhau đang ở trước mắt, đều không có cơ hội có thể phát tiết. Thể xác tinh thần sớm đã giao dung. Lại bị vĩnh sinh thế giới thành chủ trở ngại. Cái này không chỉ là Lý Thiên Mệnh sự vọng động của mình, bọn họ đều cho rằng lẫn nhau quan hệ trong đó, sớm đã đến như keo như sơn trình độ, hết thảy trở ngại, cũng đỡ không nổi bọn họ, song tu, quyết tâm. Ông, bọn họ thiên hồn, chui vào dị độ ký ức không gian, bị Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh hút vào trong đó, đi tới độc thuộc về Lý Thiên Mệnh, không có đồng ý của hắn, người khác cũng không thể tiến đến tư mật chi địa. Thập Phương Đạo Quốc, số 1 đình viện. Tại cái này quen thuộc địa phương, Khương Phi Linh từng tại nơi này dựa vào, thiên nhất, đến học tập thần văn sách, đó là nàng lớn nhất, phàm nhân, thời điểm, làm ngày kia thần thai, thẳng đến thượng cổ thần táng về sau, nàng mới đi lên khác biệt sinh mệnh con đường, theo Linh Công Chúa, biến thành Niết Bàn Luân Hồi cầu sinh người. Lý Thiên Mệnh coi là nơi này chính là hắn trong trí nhớ lớn nhất ngọt ngào địa phương,
nhưng lần nữa đi tới nơi này về sau, Khương Phi Linh lại chu mỏ một cái, có chút không thích. Ca ca, có thể hay không đem nơi này biến cái địa phương? Nàng tràn ngập hy vọng hỏi. Có thể a, biến thành chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh nói. Có thể, bất quá vì cái gì đây? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, tại hắn trong ấn tượng, bọn họ đã từng bị Nhiên Linh Cung chia cắt tại hai thế giới, muốn gặp mặt cũng khó khăn, mỗi lần đều đến cẩn thận từng ly từng tí diễn xuất, đối bọn hắn tới nói, đó là cái tưởng niệm tra tấn chi địa. Đó là Linh Nhi sinh mệnh bên trong, mỗi ngày không có chuyện để làm, đều nhớ người địa phương, khi đó liền nghĩ, ngươi chừng nào thì có thể tới Nhiên Linh Cung, cùng ta thật dài thật lâu ở lại đi. Còn có, Nhiên Linh Cung cảnh tuyết, thật vô cùng mỹ. Khương Phi Linh nói. Được. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Xác thực, so sánh thường xuyên phía dưới mưa to thần đều, thái cực phong hồ cảnh tuyết, thiên địa một mảnh thuần trắng, càng lộ ra tinh khiết. Bây giờ thiêu đốt trật tự chi địa cùng tinh quang thiểm diệu tử diệu tinh, hoặc là nhiệt liệt, hoặc là mộng huyễn, nhưng muốn nói tiếp nhân gian địa khí, vẫn là thái cực phong hồ tuyết, càng khiến người ta dễ chịu, tìm tới sinh mệnh cảm giác. Chỗ này tràng cảnh, là có thể căn cứ Lý Thiên Mệnh nhu cầu cải biến. Sau đó, tại Khương Phi Linh trong suốt sáng long lanh trong hai mắt, trắng như tuyết Nhiên Linh Cung xuất hiện ở chung quanh, bọn họ thì đứng tại đình viện trước hành lang bên cạnh, bên ngoài đình viện tuyết trắng mênh mang, trong suốt tuyết hoa còn tại phiêu tán, liền nhiệt độ cũng lập tức hạ xuống, để thần uy thiên hồn bọn họ, đều cảm thấy một số lạnh lẽo. Ca ca! Khương Phi Linh trong mắt ngậm lấy lệ quang, nước mắt bên trong lại tràn đầy ngọt ngào. Đi ra ngoài chơi một chút đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười giúp nàng lau đi khóe mắt nước mắt, còn tại trên mũi của nàng bóp một cái, rất nhanh, khuôn mặt của nàng đều đã bị đông cứng đến đỏ bừng, hơi thở thời điểm, trong miệng còn toát ra thật dài xương trắng. Cùng đi! Nàng lôi kéo Lý Thiên Mệnh, vung ra bàn chân, chân trần dẫm tại trên mặt tuyết. Oa, tuyết rơi thật đẹp! Dạng này một cái thuần thế giới màu trắng, rất dễ dàng cho người ta cảm giác an toàn, bởi vì toàn bộ thế giới đều sẽ có vẻ đơn giản mà dứt khoát. Có thể khiến người ta quên phiền não, chỉ quan tâm người bên cạnh nhiệt độ. Vù vù. Gió nhẹ quét, nàng màu xanh lam váy ngắn xoay tròn, phấn khởi, giống như là trên mặt tuyết tinh linh, cái kia từng mảnh tuyết hoa dính tại nàng bóng loáng lại trắng nõn trên đùi, càng làm nổi bật lên nàng trùng sinh chi thể sức sống. Làm Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại nàng vĩnh sinh niết bàn thời điểm, thân thể lần lượt nổ nát vụn, lại ngoan cường ngưng tụ, tại nguyệt chi thần cảnh nguyệt hạch, dùng sinh mệnh lực lượng kéo lại dị độ chi thăng. Một lần kia nàng cứu vớt Lý Thiên Mệnh, cứu vớt Dạ Lăng Phong, đồng thời cũng chừng cứu mình.